Chương 1651, ta là huyết lang, là các người triệu hoán ta. Lại qua nửa phút thì người sói thứ hai đi ra. Sau 6 phút thì tên người sói cuối cùng cũng đi ra, huyết diễm bên trong huyết trì cũng dần tắt. Huyết diễm tuy rằng có thể làm sạch huyết thống nhưng nếu như cưỡng ép quá mức bọn họ cũng có thể bị đốt thành hư vô. Đại trưởng lão, đám người hơi khom người có chút áy náy, chúng tôi không thể kiên trì đến 10 phút. Nhìn khí tức mọi người đều tăng lên rất nhiều, trên mặt của đại trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng, ông ta khoát tay áo một cái nói, như thế đã là rất tốt. Muốn kiên trì ở bên trong huyết trì 10 phút nói thì dễ nhưng mà kể cả là ta cũng làm không nổi. Mặc dù nói như vậy nhưng bên trong con mắt của đại trưởng lão vẫn lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc. Huyết thống của bộ tộc người sói thấp kém, nhất định phải có thêm vài kẻ có huyết thống tinh khiết thì đời sau mới có truyền thừa tốt hơn. Được rồi, chuẩn bị thức tỉnh lang thần đi, khởi động lại tinh không cổ đạo. Quê hương chân chính của tộc người sói chúng ta là ở bờ bên kia của tinh không, ở nơi đó chúng ta có thể có được sự che chở cùng với sức mạnh to lớn hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Mấy tên người sói gật gù trong lòng sinh ra cảm giác chờ mong. Nhìn pho tượng người sói to lớn kia mấy tên người sói lấy đại trưởng lão làm đầu cùng nhau quỳ xuống. Trong miệng của đại trưởng lão niệm tụng ngôn ngữ cổ xưa, ngôn ngữ này không phải là bất kỳ loại nào ở trên trái đất, khi nghe thì lộ ra một loại cảm giác nguyên thủy ngang tàng. Dần dần từng đạo ánh sáng từ trên mấy tên người sói tỏa ra tiến vào bên trong pho tượng. Ầm ầm ầm. Pho tượng bỗng nhiên trở nên chấn động, một luồng sức mạnh mênh mông to lớn từ trên pho tượng như là thân thể có một chút thức tỉnh. Mấy người đại trưởng lão thấy thế trên mặt càng lộ ra vẻ vui mừng, niệm tụng tốc độ nhanh hơn không ít. Cuối cùng một ánh hào quang từ pho tượng bắn vào bên trong huyết trì. Huyết trì bỗng nhiên trở nên sôi trào, năng lượng bên trong sôi trào mãnh liệt. Những năng lượng này đang hội tụ từng chút một hình thành một bóng người mơ hồ. Cộc cộc cộc. Mấy phút sau một bóng người thành hình, đó là một thanh niên hiện ra với hai con mắt đỏ đậm đến cả tóc cũng là màu đỏ. Thanh niên chừng 1 thước 8 nhưng từ trên người toát ra khí tức dường như có thể ép sụp cả trời đất. Một khuôn mặt đẹp trai hờ hững làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh lẽo vô tình. Ta là huyết lang, là các người triệu hoán ta. Ánh mắt thanh niên đảo qua mấy người đại trưởng lão. Âm thanh một ngạt, mỗi một âm tiết đều như đánh vào trong lòng mấy người đại trưởng lão. Tu vi của người thanh niên mặc dù chỉ là trình độ cảnh giới nguyên anh đại viên mãn, còn không bằng vị đại trưởng lão đại thần thông giả này, nhưng lại tạo thành áp lực rất lớn cho bọn họ, đó là áp bức đến từ huyết thống. Đặc biệt lúc nghe được hai chữ huyết lang thì thân thể đại trưởng lão cứng đờ nói, huyết lang, là con nối dõi thứ 5 của lang thần. Mấy người đồng thời kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới lời đồn bên trong điển tịch ở trong tộc. Dưới trướng lang thần có 5 con nối dõi, mà huyết lang là kẻ cuối cùng, đồng thời cũng là một kẻ có huyết thống kỳ lạ nhất, nắm giữ lực lượng huyết thần bí nhất, vô cùng thích giết chóc. Nhưng ở bên trong bộ tộc người sói, ngoại trừ lang thần thì huyết lang chính là kẻ mạnh nhất. Chương 1652, ông nhận hoàng giả hắc ám ma tộc là chủ nhân sao? Nhìn thấy đám người đại trưởng lão trầm mặc, thanh niên nhướng mày. Bàn tay cách khoảng không một khoảng, hóa thành một con huyết thủ, bắt được một vị cường giả trong tộc người sói. Một tiếng nổ, vị cường giả tộc người sói bị bóp đến phát nổ, hóa thành một vũng máu. Thanh niên hít mạnh một hơi, anh ta hút máu vào trong miệng. Trong chớp mắt, cường giả của tộc người sói đã biến thành xác sống. Đôi mắt vốn như được làm bằng máu của thanh niên dường như trở nên sáng hơn vài phần. Điện hạ, đại trưởng lão nhiên phục hồi tinh thần lại. Theo ghi chép, vị này là huyết lang điện hạ vô cùng điên cuồng, anh ta có thể nuốt máu cả tộc mình. Hơn nữa càng nuốt nhiều máu thì sức mạnh càng mạnh, một cỗ máy sinh ra để giết chóc. Thanh niên lạnh lùng nói. Tuy rằng trưởng lão tộc người sói bị giết, nhưng đại trưởng lão và những trưởng lão khác đều không dám nói lời nào. Thậm chí không có biểu hiện đau lòng hoặc tức giận. Đại trưởng lão nói, tôi đang chờ triệu hoán thần sói, muốn mượn sức mạnh thần sói khởi động lại sức mạnh trong tinh không cổ đạo. Trên mặt thanh niên lộ ra vẻ châm chọc, nói, trọng khải sao trời cổ đạo, các ngươi cũng biết muốn dùng nhiều đích đại giới. Vì các ngươi nhóm người này huyết mạch loãng đích tộc nhân. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ châm chọc, nói, khởi động tinh không cổ đạo, các ông cũng biết phải tốn bao nhiêu tiền. Vì huyết mạch tộc nhân của các ông sao? Anh ta dùng ánh mắt đảo qua mấy người,
chỉ vào đại trưởng lão nói, chỉ có huyết thống của ông coi như có thể thức tỉnh thiên phú, miễn cưỡng có tư cách trở về tộc người sói của tôi. Những người sói khác chỉ như rác rưởi bình thường. Tất cả người sói, bao gồm cả đại trưởng lão sắc mặt đều trở nên khó coi đứng lên. Bọn họ được xem như nhân tài kiệt xuất trong những người sói trên trái đất, khả ở thanh niên trong mắt, nhưng trong mắt những người trẻ tuổi này họ giống như một thứ rác rưởi, tùy ý có thể vứt bỏ hành hạ đến chết, ngay cả tư cách trở về tộc đàn đều không có. Đại trưởng lão cắn răng, nói, điện hạ, tôi có một chuyện bẩm báo. Nói, thanh niên búng tay, thân tâm của tôi có thể tồn tại một thời gian, trừ bỏ mở ra tinh không cổ đạo, chuyện khác tôi có thể lo lắng một chút. Đại trưởng lão gật gật đầu, bỗng nhiên rộng mở ra thần trí. Tinh thần lực của ông ta là một người sói màu bạc, có tia chớp quấn quanh. Cái này, đây là dấu ấn của hắc ám ma tộc, nó thuộc về hoàng giả của ma tộc. Huyết lang híp mắt lại suy nghĩ nhìn một cái dấu ấn trên tinh thần của đại trưởng lão. Anh ta nhìn chằm chằm đại trưởng lão, nói, ông nhận hoàng giả hắc ám ma tộc là chủ nhân sao? Đại trưởng lão nói, đúng vậy. Huyết lang trầm mặc, cuối cùng chậm rãi phun ra một hơi, nói, làm không tồi. Không ngờ nhóm phế vật bất tài vô dụng các ông lại có giá trị như vậy, xem ra của tôi phải cân nhắc một chút chuyện cho các ông trở về tộc đàn. Chương 1653, nội thiết tứ giống như bị bắt. Trăm tiên địa cầu, huyết lang ngẩn ra, sắc mặt thay đổi một chút, nói, ông nói nơi này là địa cầu. Đại trưởng lão đờ đẫn gật đầu, trong lòng nghi hoặc. Huyết lang điện hạ hung ác trước mắt là nhân vật nghe nói tàn sát cả một tinh cầu cũng không mảy may, như thế nào nghe đến địa cầu lại thất thố như thế. Ha ha ha, huyết lang cười ha ha. Một lát sau, nụ cười nhạt dần nói, thực lực của tinh cầu này như thế nào? Đại trưởng lão nói, rất kém cỏi, mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới nguyên đan, năm đó vì trấn áp hắc ám ma tộc, bao nhiêu nhân vật lớn chết thảm, mấy năm nay mới miễn cưỡng khôi phục lại. Mới cảnh giới nguyên đan, huyết lang châm biếm một tiếng, quả nhiên là lãng phí thiên khí. Loại tinh cầu này, tôi một hơi có thể tận diệt. Thực thi kế hoạch tận diệt, toàn bộ giết chết hết dân bản xứ ở địa cầu này, ở lại địa cầu chờ tôi quay lại. Kế hoạch tận diệt, không, địa cầu này ít nhất có 60 triệu dân cư. Đại trưởng lão run rẩy nói. Tuy rằng tộc người sói khát máu, nhưng tàn sát cả một tinh cầu, điều đó vẫn không thể tưởng tượng nổi. Hừ, 60 triệu dân cư cho là cái gì, ngăn cản bước chân tôi, cho dù là trăm triệu dân đều giết. Ánh mắt của thanh niên lộ ra vẻ hèn mọn, cảnh giới nguyên đan mạnh nhất trong tinh cầu này so với con kiến có cái gì khác nhau. Đám người đại trưởng lão lộ vẻ mặt khó xử, địa cầu dù sao cũng là nơi bọn họ lớn lên. Hừ, đôi mắt của huyết lang nhíu lại, hai bàn tay giống nồng đậm máu tươi. Rầm rầm. Hai trưởng lão khác trong tộc người sói bị nổ tan xác bỏ mình, một thân máu huyết bị huyết lang toàn bộ cắn nuốt. Không nghe lời, đây là kết cục, huyết lang sát khí kinh người nói. Ngay khi đại trưởng lão buộc phải chuẩn bị đồng ý, sắc mặt huyết lang đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, đại trưởng lão và vài vị trưởng lão tộc người sói đích cũng đã nhận ra không đúng, nhìn về phía xa xa. Ba thân ảnh theo phương xa từ phía chân trời lấy tốc độ cực nhanh bay xuống, một lát sau. Mọi người đột nhiên thấy rõ sự xuất hiện của những người đó. Kia không phải nội thiết tứ sao? Anh ta không phải đi Việt Nam ám sát Bỉ Lợi Á và vài vị khoa học của Việt Nam sao? Như thế nào đi vào nơi này? Nội thiết tứ giống như bị bắt. Mấy người sói thấy thế, ánh mắt rùng mình, một cỗ sát ý bộc phát. Mới từ huyết chỉ đi ra, lại bị huyết lang giết chết ba đồng loại, bọn họ đang lo không có chỗ xả giận đây. Chỉ có đại trưởng lão nhướng mày. Nội tâm rung động một trận, thế mà lại cảm thấy được có chút quen thuộc. Hình như là khí tức chủ nhân, đại trưởng lão trong lòng chấn động, nhưng khi ông ta nhìn đến người tới, lại lắc đầu. Chương 1654, chỉ bằng anh, cũng dám tận diệt địa cầu. Trừ bỏ nội thiết tứ ra, còn có một người khuôn mặt lai châu Âu và Việt Nam, vị kia không phải chủ nhân đến từ hắc ám ma tộc. Ông ta lại không biết thi thể thủy dị đã bị hủy, khối thân thể này là tái lựa chọn. Nội thiết tứ, lá gan cũng to ha, lại dám dẫn người vò đất tổ. Một vị cường giả tộc người sói đứng ra, ông ta liếc mắt hai người kia, trong mắt lộ ra sát ý. Nội thiết tứ nói, đại trưởng lão, tôi. Câm mồm, ở đây không có chỗ cho cậu nói. Sắc mặt đại trưởng lão trầm xuống,
trong mắt tràn đầy sát khí. Đất tổ tộc người sói là tuyệt mật, tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu bọn họ phát hiện ra bí mật nơi này, vậy giết. Huyết Lang nhìn thoáng qua mấy người Đường Tuấn, chắp tay sau lưng, vẻ mặt rất thản nhiên, như thể đang giết vài con kiến. Ra tay đi, đại trưởng lão phất tay. Mấy trưởng lão tộc người sói bất ngờ bay lên, hướng về phía Đường Tuấn. Chủ nhân. Thủy Dị xin chỉ thị của Đường Tuấn, anh ta thu phục đại trưởng lão, vậy tộc người sói chẳng khác nào là đội bảo vệ của anh ta, không nghĩ tới lại dám ra tay với anh ta và chủ nhân. Đến đây đi, lúc ánh mắt Đường Tuấn nhìn về phía Huyết Lang, theo khí tức trên người đối phương, anh cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Kế hoạch tận diệt phải mau chóng thực thi, chân thân của tôi phải đến càng sớm càng tốt. Huyết Lang không đi xem Đường Tuấn, mà xoay người nói với đại trưởng lão. Trong mắt anh ta, tộc nhân thiên phú phải thức tỉnh tia chấp tư cách mới có tư cách nói chuyện cùng. Tốt, đại trưởng lão mới vừa đáp lại, thân thể đột nhiên cứng đờ. Huyết Lang quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến cảnh tượng vài vị trưởng lão tộc người sói bị Đường Tuấn một trưởng đẩy lui. Đồng thời, Đường Tuấn lao về phía anh ta, ánh mắt hung ác, mang theo sát ý. Chỉ bằng anh, cũng dám tận diệt địa cầu. Một trưởng đánh trúng năm vị cường giả cảnh giới nguyên đan hậu kỳ với nguyên đan viên mãn. Bóng dáng Đường Tuấn không có chút nào dừng lại, nặng nề bước lên không trung, cả người nhảy lên như rồng, hai tay nắm chặt tựa như hai cây búa sắp giáng xuống Huyết Lang. Anh đang giận dữ, địa cầu 60 nhiều triệu người, ở trong mắt Huyết Lang nói tàn sát liền tàn sát không khác gì con kiến. Cho dù anh ta là người tu hành cường đại thế nào, anh ta cũng phải trả giá cho điều đó. Anh đã sớm nghe qua Thủy Dị nói người bên ngoài lãnh thổ mạnh mẽ như thế nào, sở hữu vô số tài nguyên và môi trường tu luyện tốt hơn địa cầu, và sức mạnh của họ vượt xa những người cùng cảnh giới trên địa cầu. Tuy rằng thanh niên trước mắt nói chuyện cuồng vọng, nhưng khí tức mơ hồ đã cho Đường Tuấn cảm giác nguy hiểm, ít nhất mạnh hơn đại trưởng lão cảnh giới cường giả. Bởi vậy, Đường Tuấn vừa ra tay đã dùng toàn lực. Chương 1655 từng giọt máu rơi. Đại trưởng lão thấy thế, nhịn không được lắc lắc đầu, thầm nghĩ, ngũ điện hạ Huyết Lang thể chất thuộc loại cường đại trong danh sách, người này lại dám so sánh sức mạnh thân thể với anh ta, không khỏi có chút buồn cười. Vừa nghĩ tới điều này trong đầu, hai người Đường Tuấn với Huyết Lang đã xảy ra va chạm cùng một chỗ. Thế giới bỗng nhiên im ắng hẳn. Tiếng nổ quá to đến mức không nghe thấy được gì. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh như sấm nổ vang lên. Sóng âm vô hình truyền ra bao phủ Đường Tuấn và Huyết Lang. Tiếng động lớn như vậy, bức tượng người sói khổng lồ bị nổ tung, khói dày đặc bốc lên bụi mù tràn ngập hơn phân nửa khu đất tổ, che khuất tầm mắt đám người đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn hai người đối đầu nhau trong làn khói, khẽ nhíu mày, người địa cầu cũng có cường giả mạnh đến mức này. Xem ra địa cầu cũng có điểm tốt của nó, đợi lát nữa vẫn nên nói chuyện điện hạ một chút, lưu lại một chút hy vọng cho địa cầu. Nghĩ đến đây, đại trưởng lão nhìn chăm chú khói bụi tiêu tán, lộ ra bóng dáng của hai người. Lúc này Huyết Lang đang đưa lưng về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vừa vặn nhìn thấy Huyết Lang đưa hai tay chặn hai nắm đấm của Đường Tuấn. Không hổ là ngũ điện hạ, đại trưởng lão tán thưởng nói. Với cú đánh vừa rồi, ngay cả ông ta cũng cảm thấy tiếp theo có chút khó khăn. Không nghĩ tới ngũ điện hạ lại chỉ dựa vào hai tay đã tiếp được, quả nhiên phi phàm. Thực lực của anh, Huyết Lang khẽ mở miệng, thanh âm rất rõ ràng tại khu vực đất tổ vốn đang yên tĩnh. Đại trưởng lão ngẩn ra, kỳ thực ông ta nghe được thanh âm của Huyết Lang có chút sợ hãi. Anh sao lại yếu như vậy? Đường Tuấn nhíu mày, tựa như có chút mất hứng, thô bạo cắt ngang lời Huyết Lang. Yếu. Đại trưởng lão nghe xong lời này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên mắng chửi người. Đây chính là ngũ điện hạ mạnh mẽ nhất trong tộc người sói trừ sói thần. Cho dù lúc này chỉ là một phân thân, nhưng cũng đủ để đánh bại những kẻ tự xưng bất khả chiến bại trên khắp thiên hạ, vậy mà bị người này nói yếu. Nhưng ngay sau đó, đại trưởng lão liền hiểu được Đường Tuấn vì cái gì nói như vậy. Tích tích tích. Từng giọt máu rơi. Huyết Lang bỗng nhiên toàn thân run rẩy, thân hình dần dần mờ mịt. Đại trưởng lão lúc này rốt cuộc mới nhìn thấy rõ. Hai nắm đấm của Đường Tuấn đã thực sự xuyên thủng kết giới của Huyết Lang. Như hai mũi dao đâm vào ngực Huyết Lang. Máu kia là máu của Huyết Lang. Này, đại trưởng lão cả người run rẩy. Một chiêu thức đã đánh bại Huyết Lang điện hạ.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1656 làm thế nào biết tên của tôi? Không thể tưởng được địa cầu lại có người như thế, thật sự thú vị. Lần sau tôi sẽ dùng chân thân mà đến, hy vọng anh có thể tiếp được lửa giận của tôi. Huyết lang thân ảnh biến mất, chỉ để lại mấy câu. Tiếng xì xào. Đại trưởng lão nuốt nuốt nước miếng, kinh hãi nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt khẽ run. Anh giết phân thân huyết lang điện hạ. Đại trưởng lão chỉ vào Đường Tuấn, run run nói. Hừ, anh ta quá yếu. Đường Tuấn thu tay về, có chút không vui. Vốn dĩ tưởng rằng điện hạ của bộ tộc người sói rất mạnh, có thể đánh với anh ta mấy chiêu, nhưng không nghĩ tới anh ta ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi, nhất thời làm cho anh có chút thất vọng. Chủ nhân, đều không phải là anh ta quá yếu, mà là anh rất mạnh. Tộc người sói không có trong danh sách vạn tộc trong vũ trụ, tài năng và huyết thống đều ở mức trung bình. Với thực lực và tài năng của chủ nhân, thậm chí có thể so với 5.000 người đứng đầu trong danh sách vạn chủng tộc. Huyết lang tự nhiên không phải đối thủ của anh. Thủy dị nhìn ra nghi hoặc trong lòng Đường Tuấn, chậm rãi giải thích nói. Danh sách vạn tộc, đó là cái gì vậy? Đường Tuấn nhíu nhíu mày. Thủy dị giải thích, đó là danh sách dựa trên sức mạnh huyết thống. Có hàng trăm nghìn chủng tộc trong vũ trụ, và tất cả các chủng tộc có thể được đưa vào danh sách 10.000 chủng tộc là những chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ. Ví dụ như tôi là Hắc Ám Ma tộc, xếp ở vị trí thứ 9.000 trong danh sách vạn tộc, sinh ra ở thần giới. Chỉ cần một chút tu vi có thể đạt tới cảnh giới nguyên đan. Nghe nói còn có một số chủng tộc, vừa ra sinh ra đã là cảnh giới nguyên anh, thậm chí cảnh giới hóa thần. Đường Tuấn nghe xong lời này, lập tức rõ ràng. Ví như sau này anh có một đứa con, đứa trẻ mới sinh ra có tài năng võ thuật nhất định mạnh hơn những đứa trẻ bình thường. Thực lực càng mạnh, lưu lại thực lực đời sau lại càng cao. Còn nhân loại thì sao? Đường Tuấn hỏi. Thủy dị sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái, trầm mặc một lát nói, nhân loại không có xếp vào vạn tộc. Hừ, nhân loại chỉ là chủng tộc thấp nhất, nô lệ của các chủng tộc khác. Lúc này trưởng lão cũng chế nhạo nói. Những gì ông ta nói là sự thật, Đường Tuấn nhìn về phía thủy dị. Thủy dị gật gật đầu, nói, loài người thực sự là chủng tộc tầm thường nhất trong vũ trụ, và là nô lệ của tất cả các chủng tộc. Người ta nói rằng trong thời kỳ đầu, loài người cũng là một trong những chủng tộc mạnh nhất trong vũ trụ, có vài người vô cùng. Nhưng sau khi những thành viên mạnh nhất của loài người lần lượt biến mất, loài người bắt đầu bị tất cả các chủng tộc khác nhằm vào. Họ đã bị loại khỏi danh sách vạn chủng. Là như thế này sao? Đường Tuấn hơi híp mắt. Bây giờ ta đã biết khoảng cách giữa cậu và tộc người sói. Cậu dám tiêu diệt phân thân của huyết lang điện hạ, ngoan ngoãn thần phục, nếu không chờ huyết lang điện hạ tới, địa cầu lẫn cả cậu đều xong đời. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Tộc người sói tuy rằng không lọt vào danh sách vạn tộc, nhưng so với nhân loại mạnh hơn rất nhiều. Chương 1657 Đường Tuấn vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Ông ta nhìn thấy ánh mắt thủy dị, bỗng nhiên đáy lòng sinh ra một cỗ rung động, như thể ý nghĩ của người kia có thể quyết định sự sống chết của ông ta. Anh là, chủ nhân, đại trưởng lão do dự. Ông còn nhớ rõ tôi, thủy dị khoát tay áo. Sau đó khom người với Đường Tuấn nói, chủ nhân, anh muốn xử trí tộc người sói như thế nào? Chủ nhân, ngài. Sau khi nhận ra thân phận thủy dị, đại trưởng lão đầu tiên là vui vẻ, sau đó bị hành vi của thủy dị làm sợ rồi. Hoàng giả của ma tộc Hắc Ám cư nhiên làm nô lệ cho loài người. Chuyện này lan truyền ra ai có thể tin tưởng? Nhìn thấy dáng vẻ của đại trưởng lão, trong lòng thủy dị cười lạnh, loài người tuy rằng xuống dốc. Nhưng thời điểm năm đó cường thịnh nhất lại có thể làm cho vạn tộc thần phục. Ma tộc Hắc Ám của tôi khuất phục tính là cái gì? Đường Tuấn nhìn về phía đại trưởng lão, đùa giỡn nói, đại trưởng lão có ý tứ gì? Đại trưởng lão trong lòng sửng sốt, vội vàng cúi đầu nói, tộc người sói của tôi nguyện ý thuần phục. Cho dù không chịu thuần phục thì thế nào? Với thực lực của Đường Tuấn, ông ta đã chứng kiến qua. Cho dù ông ta đã bước vào cảnh giới cường giả e rằng cũng không phải là đối thủ. Thà ngoan ngoãn đầu hàng còn hơn bị tận diệt chủng tộc. Vậy kế tiếp. Đường Tuấn trong lòng chấn động, nhìn về phía huyết trì, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại khát vọng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh từng bước một bước vào huyết trì. Này, chẳng lẽ cậu ta muốn thức tỉnh huyết mạch sao? Nhưng huyết thống nhân loại là bình thường nhất, không có khả năng thức tỉnh. Đại trưởng lão kinh ngạc. Thậm chí ngay cả thủy dị đều nhíu mày,
không biết Đường Tuấn định làm gì. Cho dù thật sự muốn thức tỉnh huyết mạch, loại huyết mạch cấp thấp nhất vào huyết trì cũng không có nhiều đích tác dụng. Đường Tuấn vừa tiến vào huyết trì, hỏa diễm như máu lập tức cuốn lấy anh. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 5 phút đồng hồ. Rất nhanh, nửa giờ trôi qua. Đường Tuấn vẫn như cũ không có động tĩnh gì. Đại trưởng lão, đã qua nửa tiếng, chẳng lẽ cậu ta đã thức tỉnh huyết mạch thần thông rồi? Vị trưởng lão tộc người sói kia ở trong huyết chỉ đợi 6 phút không cam lòng nói. Đại trưởng lão lắc lắc đầu, nói có thể là bởi vì huyết mạch loài người không có điểm nào kỳ lạ, cho nên huyết chỉ không gây thương tổn cho cậu ta mới có thể ở lâu như vây. Thủy dị lại kinh ngạc nhìn bóng dáng trong huyết chỉ, sắc mặt quái dị, không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, Hàn Cung, băng tuyết quốc độ. Chương 1658 miễn cưỡng có thể đi đường. Một vài bóng người đang đứng ở trung tâm của băng tuyết quốc độ, nơi mà ngày đó Đường Tuấn tìm thấy, bên dưới là tiên lộ dẫn đến một nơi vô định bên ngoài lãnh địa. Người đứng phía trước chính là Lạc Thịnh, trưởng giáo của Chứa Chan, đứng bên cạnh anh ta thực sự là Phù Đồ, chính là Vu Môn Lão Tổ. Mà một người cuối cùng, rõ ràng là trưởng giáo của Long Hùng Sơn Trương Định An. Khí tức của ba người bọn họ 10 phần cường đại, tất cả đều đạt tới cảnh giới nguyên đan viên mãn. Thái cổ thánh viên, hiện tại có thể khởi động con đường thần kỳ được không? Tôi sẽ đợi 3 người, có các anh, hơn nữa còn có 2.000 khối nguyên thạch, cũng đủ bảo đảm đi đường thông suốt. Lạc Thịnh nói. Anh ta vung tay lên, một đống nguyên thạch xuất hiện ở trước mắt. Anh ta vậy mà thực sự có bảo vật như nhẫn không gian. Mặc dù lúc này khuôn mặt của Lạc Thịnh vẫn như trước, nhưng giọng nói và điệu bộ khi nói chuyện đã hoàn toàn không giống phía trước. Lạc Trường Ninh. Vu chủ có vẻ như tốn không ít tâm tư để rời khỏi địa cầu nha. Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Sương mù trong băng tuyết quốc độ dâng lên dữ dội, sau đó một người đàn ông trung niên cường tráng bước ra khỏi sương mù băng giá. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua mấy người, trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, ma tộc, linh tộc, loài người đã thức tỉnh một nửa huyết mạch. Miễn cưỡng có thể đi đường. Vậy thì hãy làm đi, Thái cổ thánh viên. Đây là cách duy nhất để rời khỏi địa cầu, chẳng lẽ ông muốn bỏ qua sao? Lạc Trường Sinh nói. Thái cổ thánh viên lộ ra vẻ xúc động, nói tuy rằng tôi rất muốn rời đi, nhưng năm đó tôi đã đáp ứng vị kia, phải chờ tới khi loài người sinh ra vị đại thần thông đệ nhất mới rời đi. Lạc Trường Sinh nghe vậy, cười khẩy nói, đại thần thông. Loài người, ở một nơi như địa cầu này sao? Cho dù có, chỉ sợ cũng phải hơn 100 năm mới có thể xuất hiện. Thái cổ thánh viên. Ông xác định chờ được 100 năm. Thái cổ thánh viên ngẩn ra, lộ ra vẻ khó xử. Ông ta thật sự không muốn đợi thêm 100 năm nữa, chưa kể 100 năm này cũng chỉ là một khoảng thời gian ước tính, nếu lâu hơn nữa là hoàn toàn có thể. Ông ta bỗng nhiên nhớ tới Đường Tuấn. Cho dù là cậu ta, muốn thăng cấp đại thần thông cũng ít nhất phải vài thập niên đi. Thái cổ thánh viên thầm nghĩ trong lòng, sở dĩ ngày đó ông ta trợ giúp Đường Tuấn. Một trong những nguyên nhân chính cũng là muốn cho Đường Tuấn đột phá cảnh giới Nguyên Anh nhanh hơn. Ông ta đã muốn là bán hóa thần, đối với chuyện đột phá cảnh giới Nguyên Anh khó khăn bao nhiêu ông ta 10 phần rõ ràng. Thái cổ thánh viên, đừng chậm trễ, mở ra trận pháp đi. Vu âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Thái cổ thánh viên sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vu chủ nhất thời tái nhợt vài phần. Ông ta lúc này mới nhớ tới Thái cổ thánh viên cảnh giới vượt xa mình. Thực nghĩ rằng đổi linh hồn thành công, luyện hóa một vị huyết mạch vu tộc, chính là vu tộc thuần huyết nhất. Năm đó những kẻ giống ông tôi diệt không biết bao nhiêu. Thái cổ thánh viên sát khí giạt rào nói. Thái cổ thánh viên, có bản lĩnh ông giết tôi xem. Thiếu một huyết mạch vu tộc, tôi thật muốn nhìn xem ông còn có thể mở ra con đường này như thế nào, thuận lợi đến trung ương đại thế giới hay không. Vu chủ không sợ chút nào, trong giọng nói mang theo uy hiếp. Chương 1659, đây chẳng lẽ chính là huyết mạch thần thánh loài người. Mở ra đường đi, Thái cổ thánh viên sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua mấy người. 3 người Lạc Trường Sinh, Vu chủ, Trương Định An liếc nhau, đều lộ ra sắc mặt vui mừng. 3 người động tâm, máu chảy ròng ròng xuống chân trận pháp. Thái cổ thánh viên phun ra một viên nguyên đan, sức mạnh mãnh liệt thúc giục trận pháp. 2.000 khối nguyên thạch bị thiêu đốt kịch liệt, đồng thời cũng hóa thành sinh khí cực kỳ tinh khiết vào trong trận pháp. Một trận hào quang xuất hiện giữa trận pháp, bao phủ hoàn toàn 3 người.
Trương Định An nhìn thoáng qua cảnh tượng bên ngoài trận pháp, gợi lên một ý cười, Đường Tuấn, anh trăm ngàn không thể tưởng được Long Hồ Sơn của tôi năm đó ẩn giấu một phần dòng máu thần thánh. Thậm chí tôi còn có thể rời địa cầu trước anh một bước. Nhưng lại là đi trung ương đại thế giới. Nơi đó mới chân chính là thế giới tu hành, rất nhanh tôi sẽ vượt qua anh, hoàn toàn bỏ lại anh phía sau. Đùng. Thân hình ba người vu, Trương Định An, Lạc Trường Sinh dần dần tiêu tán trong ánh sáng. Cuối cùng chỉ còn Thái Cổ Thánh Viên. Trong ánh sáng, biểu tình của Thái Cổ Thánh Viên thoạt nhìn có chút bất ổn. Cuối cùng ông ta thở dài một tiếng, ném ra một cái bình nhỏ, thấp giọng nói, coi như đền bù cho việc tôi không tuân thủ ước định đi. Đùng. Ánh sáng mất dần, thân ảnh Thái Cổ Thánh Viên cũng tiêu tán ở giữa trận pháp. Một ngày này, Hàn Cung chấn động, cung chủ Lâm Thi Tình tiến vào băng tuyết quốc độ, khi đi ra lại 10 phần chật vật, mặt xám như cho tàn, chỉ để lại một câu tiên lộ đã đứt. Cực Bắc băng nguyên. Huyết trì vốn dĩ màu đỏ tươi, nay đã nhạt đi rất nhiều. Năng lượng trong đó không còn hỗn loạn như trước, ngọn lửa máu cũng cho người ta cảm giác có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Cậu ta đã ở huyết trì 2 tiếng rồi. Đại trưởng lão Hy Bá Luân thanh âm run rẩy. Các trưởng lão của tộc người sói chỉ ở lại nhiều nhất là 6 phút, vậy mà Đường Tuấn cư nhiên ở lại tận 2 tiếng. Ước chừng gấp 20 lần người khác. Thủy Dị cao mày càng lúc càng sâu, như thể đang chìm trong suy nghĩ. Tại thời điểm này, đùng, huyết trì nổ tung, vô số năng lượng huyết dịch tràn vào trong cơ thể Đường Tuấn. Nước trong huyết trì không còn chút màu nào, so với nước thường không có nửa điểm khác biệt. Đường Tuấn mở to mắt, ánh sáng chói lọi chợt lóe rồi biến mất. Anh đứng dậy, quanh thân bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Vầng sáng đầy màu sắc bao phủ lấy anh, với hàng nghìn tinh linh, và dường như có thể nghe thấy tiếng gầm rú của nhiều loài thú khác nhau giống như chúc phúc, một cảm giác thiêng liêng tự nhiên xuất hiện. Đây chẳng lẽ chính là huyết mạch thần thánh loài người? Thủy Dị đứng ngây người, lẩm bẩm một mình. Cái gì huyết mạch thần thánh? Đường Tuấn bước ra từ huyết trì, ánh sáng quanh thân hội tụ, lại trở về như trước. Chương 1660, tiên lộ bị gãy rồi. Có chỗ nào không giống? Đường Tuấn hỏi. Anh có chút tò mò với loại huyết mạch thần thánh này, hơn nữa anh thật sự cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi, nên cần phải xác định xem lý do có phải tại huyết mạch thần thánh hay không. Thủy Dị giải thích, muốn đánh thức thần thánh huyết mạch, điều kiện đầu tiên rất hà khắc, ngoại trừ cách dùng các loại thiên tài địa bảo để kích thích thì cách đơn giản nhất chính là kế thừa. Từ xa xưa, huyết mạch thần thánh đã tách một phần máu của mình rót vào những thế hệ sau, vậy nên những thế hệ sau này đều có khả năng thức tỉnh một nửa huyết mạch thần thánh. Anh nhìn qua huyết trì, khẽ lắc đầu, nếu có thể dựa vào loại huyết trì cấp thấp này mà đã có thể đánh thức huyết mạch thần thánh, thì huyết mạch thần thánh này đã không xứng là một trong những huyết mạch mạnh nhất rồi. Đám người đại trưởng lão cũng gật đầu đồng tình, bọn họ đã xem qua cái huyết trì này rồi, thật sự là huyết trì cấp thấp nhất. Hơn nữa, dù có thành công thức tỉnh huyết mạch thần thánh cũng sẽ không xảy ra hiện tượng lạ như vậy. Bộ dáng vừa rồi của chủ nhân hình như lại khá kỳ lạ. Thủy Dị suy nghĩ một chút rồi nói. Huyết mạch thần thánh vốn chỉ là những lời được kể lại, bản thân anh cũng không am hiểu lắm. Đường Tuấn bình tĩnh gật đầu, tâm thần trầm xuống. Anh kiểm tra sự khác thường trong cơ thể. Kinh mạch, huyệt khiếu, huyết dịch, thức hải mọi thứ đều bình thường như trước kia, giống như không hề thay đổi. Đường Tuấn không nhịn được nhíu mày, rõ ràng anh cảm nhận được sự thay đổi rất chân thật trong cơ thể mình nhưng lại không tìm được đó là nơi nào. Kiểm tra một lát nữa, cuối cùng Đường Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua, anh thu hồi tâm thần lại mà không để ý tới huyệt khiếu tại nơi sâu nhất trong cơ thể chợt lóe lên kim quang rồi biến mất. Sau đó, Đường Tuấn cùng Thủy Dị cùng trở về Việt Nam, còn đại trưởng lão và các trưởng lão khác của tộc người sói thì trở lại nơi ở của họ, chuẩn bị cho việc đưa cả tộc rời sang Việt Nam. Cũng coi như làm theo giao hẹn với Đường Tuấn. Nên chuẩn bị một chút, ánh mắt Đường Tuấn vô cùng xa xăm. Sau khi thấy được sự độc ác tàn nhẫn của máu sói, suy nghĩ muốn nâng cao thực lực trong lòng Đường Tuấn nhanh lại càng thêm cấp bách. Ngay cả một tộc người sói lọt vào bảng vạn tộc cũng có được loại sức mạnh cường đại này. Vậy nếu đem so thì trái đất đất thật sự quá yếu, nó giống như con kiến hôi dưới bánh xe không thể chịu nổi dù chỉ một kích. Anh muốn tu luyện thật nhanh nhưng trái đất lại không có cách nào thỏa mãn anh. Đường Tuấn nhìn lên bầu trời, ánh mắt tựa như có thể nhìn thấy một nơi xa xôi nào đó, anh thấp giọng nói có lẽ phải mạo hiểm đến tiên lộ một chuyến.
nhưng khi anh trở lại Việt Nam lại nhận được tin tức của Long Vương. Tiên lộ bị gãy rồi. Đường Tuấn u ám nhìn Long Vương. Long Vương cảm thấy da đầu mình tê dần, nói chính miệng cung chủ Hàn Cung Lâm Thi Tình nói, tôi ở Nghịch Luân cũng cảm nhận được biến động vô cùng mạnh của Hàn Cung. Đường Tuấn không tin, lúc này anh đưa Long Vương đến Hàn Cung còn muốn xông thẳng vào băng tuyết quốc độ để xem thử nhưng lại bị Hàn Cung ngăn lại. Đường Tuấn, băng tuyết quốc độ là cấm địa ở Hàn Cung của tôi. Cậu hết lần này đến lần khác tự tiện xông vào, Hàn Cung của tôi là nhà hoang sao. Tu vi của cung chủ Hàn Cung Lâm Thi Tình lúc này đã bước vào cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, hơn nữa còn có trận pháp hộ cung của Hàn Cung giúp đỡ thực lực có thể đem so với cảnh giới nguyên đan viên mãn. Cho dù có phải đối mặt với Đường Tuấn, Lâm Thi Tình cũng thừa sức thắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1661, Chấn Thiên Địa. Tránh ra, Đường Tuấn nói. Tiên lộ có liên quan đến việc anh có thể rời khỏi địa cầu hay không nên nhất định không được xảy ra sai sót. Nếu có Phục Ma Ngọc Trụ ở đây thì căn bản anh sẽ không cần biết Lâm Thi Tình có đồng ý hay không mà trực tiếp liên hệ với Thái Cổ Thánh Viên là có thể vào băng tuyết quốc độ. Nhưng bây giờ Phục Ma Ngọc Trụ đang bận trấn áp nguyên khí chi nhãn nên chỉ còn cách qua được ải của Lâm Thi Tình thôi. Bày trận, Lâm Thi Tình quát lên. Mấy trăm đệ tử Hàn Cung cầm vũ khí trong tay bắt đầu bày trận. Hơi thở họ nối liền nhau thề chết bảo vệ Hàn Cung. Đường Tuấn, cậu muốn vào băng tuyết quốc độ sao? Được, chỉ cần cậu phá được hộ cung đại trận của Hàn Cung thì cho cậu vào băng tuyết quốc độ. Lâm Thi Tình cười lạnh, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, đại trận hộ cung của Hàn Cung là do tôi điều khiển tuy không thể phát huy trạng thái mạnh nhất nhưng đủ để đấu lại đại thần thông giả. Cậu nên suy nghĩ lại. Trên mặt Lâm Thi Tình lộ rõ vẻ đắc ý, từ lâu trái đất đã không còn dấu vết của đại thần thông giả. Bà ta không tin Đường Tuấn dám xông vào. Nói nhảm ít thôi, một trận pháp mà cũng đòi ngăn tôi. Đường Tuấn lớn tiếng nói. Lâm Thi Tình vỗ tay, cả tòa Hàn Cung vang lên một tiếng ầm. Thật giống như thiên thạch rơi xuống. Chấn thiên địa, Đường Tuấn đánh xuống một chưởng, đại trận hộ cung phát ra tiếng rồi nứt ra một lỗ hổng ở giữa, sau đó lan rộng về hai bên. Sức mạnh đáng sợ bị cuốn vào lỗ hổng khiến đệ tử tạo thành pháp trận của Hàn Cung bị thương nặng, đồng loạt ngã xuống đất. Lâm Thi Tình ở giữa khống chế pháp trận bị trúng một chưởng mạnh nhất, bà ta phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt xinh đẹp ấy chứa đầy vẻ ngạc nhiên. Một chưởng đã phá vỡ đại trận hộ cung của Hàn Cung. Cậu đã đột phá đại thần thông giả rồi sao? Trong lòng Lâm Thi Tình vô cùng lo lắng, ánh mắt bà ta hiện rõ sự hoảng sợ. Chỉ có đại thần thông giả mới có loại này thực lực khủng bố đi. Thật ra một chưởng này ngay cả Đường Tuấn cũng giật mình. Chấn thiên địa tuy rằng không phải chiêu thần thông mạnh nhất của anh nhưng chiêu này có sức mạnh thế nào anh cũng biết. Sức mạnh của một chưởng vừa nãy ít nhất cũng tăng lên gấp đôi rồi. Tựa hồ ta đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng càng thêm linh mẫn, tỷ lệ sử dụng cũng cao hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì huyết trì? Đường Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến một nguyên nhân. Lúc này cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, dù sao thực lực tăng cường cuối cùng cũng là chuyện tốt, Đường Tuấn thu liễm tâm thần, nhìn về phía Lâm Thi Tình, muốn đánh nữa sao? Thân thể mềm mại của Lâm Thi Tình run lên, nhìn về phía đệ tử băng cung cùng trưởng lão bốn phía. Có thể tạo thành trận pháp, đều là đệ tử tinh anh cùng trưởng lão của băng cung, nhưng lúc này những trưởng lão đệ tử này cơ hồ đều bị thương nặng, thậm chí có mấy người đều hôn mê qua đi, chiến lực thập phần không tồn tại chín. Nếu Đường Tuấn lại một trưởng, băng cung sẽ chết. Yô đang. Lâm Thi Tình ném ra một cái lệnh bài. Đây là băng tuyết quốc độ thông hành lệnh bài, người chính người đi vào đi. Chỉ là ngươi đừng báo quá nhiều hy vọng, ta tuy rằng không tiến vào chỗ sâu nhất, nhưng có thể cảm giác được tiên lộ kia đã bị chặt đứt. Lâm Thi Tình cười thảm nói. Chương 1662, ít nhất cũng chưa gãy tiên lộ. Một bộ dáng lửa giận hừng hực. Muốn đánh các ngươi tự mình đi đánh. Lâm Thi Tình lười để ý tới những lão gia hỏa này. Nếu như hắn thật sự có thể mở tiên lộ, cho dù hủy băng cung thì thế nào? Lâm Thi Tình nhìn về phía hư không, tiên lộ A, con đường thành tiên. Chúng tôi đã bị mắc kẹt quá lâu, ngoặc kép. Đường Tuấn xuất hiện ở băng tuyết quốc độ, trước mắt nhìn thấy, băng vụ đã tiêu tán rất nhiều. Nhưng lại có thêm một cỗ lực lượng nói không nên lời, đem bốn phía không gian phong cấm, không để cho người ta xâm nhập. Là lực lượng của Thái Cổ Thánh Viên, khó trách không có băng vụ ngăn trở,
Lâm Thi Tình còn không vào sâu trong. Gặp qua Thái Cổ Thánh Viên giết Yêu Vũ Tiên, Đường Tuấn đối với lực lượng của Thái Cổ Thánh Viên coi như quen thuộc. Đáng tiếc cỗ lực lượng này ngăn không được ta. Đường Tuấn lắc đầu, đi sâu vào sâu trong quốc độ băng tuyết. Ông đã đi rất nhanh chóng và đi sâu hơn trong một vài phút. Nhìn thoáng qua, sắc mặt Đường Tuấn trở nên có chút khó coi. Không có gì cả. Phía sâu trong quốc độ, trừ ký hiệu phù văn đại trận được khắc phía dưới ra thì không còn gì nữa. Việc khởi động đại trận trong quá khứ đã để lại nguyên khí biến động dữ dội ở xung quanh. Không có Thái Cổ Thánh Viên, Đường Tuấn không biết cách khởi động trận pháp tiên lộ, vậy nên về phần rời khỏi trái đất lại càng không thể. Đó là, đúng lúc này, sắc mặt Đường Tuấn thay đổi, anh nhìn vào một góc nào đó của trận pháp. Một chiếc bình ngọc nằm yên ở đó. Đường Tuấn nhặt chiếc bình lên, dùng tinh thần lực kiểm tra một chút, nét mắt anh lại tiếp tục thay đổi. Bình ngọc này chính là một bình máu nhỏ, gồm khoảng 10 giọt. Lúc tinh thần lực vừa tiếp xúc với thứ này, ảo ảnh của Thái Cổ Thánh Viên bỗng hiện lên trong đầu Đường Tuấn. Chuyện này cũng có chút bất công với cậu, đáng lý tôi nên chờ cậu đột phá xong rồi mới đi nhưng tôi không muốn khổ sở chờ thêm 100 năm nữa. Sau khi tôi đi theo bọn họ đến Trung ương Đại Thế Giới, tiên lộ có lẽ sẽ bị chặt đứt. Bình máu này theo tôi đã 10 mấy năm, cậu hãy dùng nó để khởi động lại tiên lộ, sau đó rời khỏi trái đất. Dù không đến được Trung ương Đại Thế Giới nhưng cũng coi như tôi bù đắp cho cậu một chút. Những lời nói quẩn quanh trong đầu Đường Tuấn này ngoại trừ sự áy náy của Thái Cổ Thánh Viên ra còn mang theo cách sử dụng máu trong bình để khởi động tiên lộ. Khi nói xong những lời cần nói, ảo ảnh của Thái Cổ Thánh Viên cũng biến mất. Đường Tuấn cầm bình ngọc, nở một nụ cười, ít nhất cũng chưa gãy tiên lộ. Rời khỏi băng tuyết quốc độ, Đường Tuấn nhìn thoáng qua mọi người trong hàn cung. Lão Tổ Vu Môn, Trương Định An, Lạc Trường Ninh. Ánh mắt Đường Tuấn bỗng nhiên trở nên xa xăm, những người có thể làm đối thủ của anh đều đã rời khỏi trái đất rồi. Cảm giác vội vã lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Sau khi ra khỏi hàn cung, Đường Tuấn trở về Hà Nội. Anh bắt đầu sắp xếp lại vài chuyện để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, nhưng ngay lúc này anh lại tiếp tục nhận được tin tức. Chương 1663, thiêu chết bọn họ đi. Kitagawa Keiko bị bắt, Long Vương nói với Đường Tuấn, ông ta vô cùng nghiêm túc, mấy vị đại biểu của Trung Y Công Hội cũng bị giáo đình phương Tây bắt giữ, nghe nói lý do là vì vi phạm quy định tôn giáo địa phương. Tây phương giáo đình, ánh mắt Đường Tuấn chợt lạnh đi, bọn họ còn nói cái gì nữa? Long Vương nói, họ muốn cậu một mình tới đó, nếu không họ sẽ đem mấy đại biểu của Trung Y Công Hội và Kitagawa Keiko đi thiêu sống. Phía Nhật Bản cũng không lên tiếng về việc này. Đường Tuấn, lần này hình như phía giáo đình xuất hiện một nhân vật rất lớn, ngay cả tòa án thứ 7 thần bí nhất cũng bị đánh đến mức không còn dám xuất hiện nữa. Tôi nghĩ cậu không nên đến đâu, trước mắt sức mạnh của giáo đình cũng không hoàn toàn thao túng Việt Nam được, cậu vẫn còn trên đất Việt Nam thì cậu vẫn còn an toàn. Đúng lúc này, sắc mặt Long Vương lại thay đổi. Trên TV trong phòng khách xuất hiện một người, người này chính là người con của Thánh Quang mà họ đã gặp được ở giáo đình phương Tây. Dám dùng tà thuật phương Đông để khiêu khích quyền uy của Tây phương giáo đình, với bẩn nhân dân của tôi gây ô nhiễm nhân dân chúng ta. Ngày hôm nay, cậu bị tuyên án tử hình. Con của Thánh Quang đang phiêu du trên không trung, nhìn qua cả người đều tăng thêm cảm giác thần linh, phía dưới anh ta là cô số nhân dân đang quỳ rạp trên đất, ngoài ra còn 5 nam 6 nữ cả người dính dầu bị trói chặt lại. Nhìn ngoại hình có thể thấy mấy người này đều là người Việt Nam. Tử hình, tử hình. Vô số người dân la hét. Có người dân đỡ con của mình, người chồng bước ra khỏi đám đông quỳ xuống đất, kêu oan với con của Thánh Quang. Thánh tử, con gái của tôi dùng bột tuyết cơ, trong một ngày mà gương mặt đã bị hủy hoại, như bị đốt vậy. Người phụ nữ đỡ con gái, khóc lóc kể lể, nhìn dáng người và làn da của cô gái trên tay người này thì có lẽ mới hơn 20 tuổi, vốn đang ở độ tuổi xuân thì đẹp nhất nhưng gương mặt của cô gái như bị thiêu đốt kia đã tràn đầy vẻ khô héo và các vết bóng, vừa xấu xí vừa dữ tợn. Thánh tử, tôi mới chỉ 40 tuổi nhưng sau khi dùng thuốc của công hội Trung Y thì một đêm đã biến thành bộ dạng như bây giờ. Một ông già tóc bạc ngã nhào xuống đất, khóc lóc vô cùng thê thảm. Màu tóc hoa tiêu và nếp nhăn trên mặt ông lão khiến ông trông giống một lão già 60, 70 tuổi. Trung Y hại người. Công hội Trung Y độc ác. Thiêu chết bọn họ đi. Có người ném đá, chứng thối về phía mấy đại biểu của công hội Đông Y.
Con của Thánh Quang vô cùng bình tĩnh nhìn khung cảnh này, anh ta nở nụ cười nhàn nhạt. Cô gái và lão già bị hủy hoại nhan sắc kia đều là người của giáo đình, bọn họ tự nguyện hiến thân. Dùng hai người tu hành không đáng kể đổi lấy sự diệt vong của công hội Đông Y ở phương Tây, thật sự là có thể vẽ được a. Con trai Thánh Quang trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Sau khi mấy kỵ sĩ của trọng tài sở số 7 bị trọng thương, phương Tây không có thế lực nào có thể ngăn cản được giáo đình. Động thủ đi, con trai của Thánh Quang phất phất tay. Một màn này đều là diễn trước, xem nhiều cũng không có ý nghĩa. Ầm ầm. Chương 1664 thanh âm lộ ra mùi vị hung ác. Công hội Đông Y còn có mấy đại biểu ở chỗ ta, nếu như ngươi không xuất hiện, ta một ngày sẽ thiêu chết mấy người. Châu U cũng có một số tra tấn, lột da, phân chia, tôi có thể cung cấp cho bạn một vòng lặp. Thánh Quang chi tử lạnh lùng nói. Bồng. Long Vương một quyền đập vào trên bàn, phải phát dương, hắn đây là đang khiêu khích Việt Nam. Ngoặc kép. Thanh Liên vội vàng khuyên nhủ, Long Vương, giáo đình bây giờ có các quốc gia châu U làm chỗ dựa, hơn nữa còn đánh bại trọng tài tôn giáo, nắm trong tay bảy thành lực lượng võ đạo giới phương Tây, thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Ngoặc kép. Nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái, nói, giáo đình hôm nay chỉ sợ nắm giữ hơn 10 người tu hành nguyên đan cảnh trở lên. Vũ lực đứng đầu thậm chí có khả năng đạt tới thực lực của đại thần thông giả. Đây là tình báo mới nhất của Nghịch Lân về giáo đình. Ngoặc kép. Long Vương nghe vậy, trên mặt tuy rằng còn chồng chất lửa giận, nhưng cắn chặt môi, cực lực nhẫn nại. Ha ha. Ai biết Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, lại hỏi, ý anh là giáo đình bây giờ là thế lực cường đại nhất phương Tây. Ngoặc kép. Thanh Liên không rõ vì sao Đường Tuấn lại hỏi lại. Nhưng vẫn gật gật đầu, nói, có thể nói như vậy. Ngoặc kép. Đường Tuấn nhìn khuôn mặt của đứa con trai Thánh Quang trên màn hình, nhẹ giọng nói, nếu anh ép tôi đi, vậy tôi sẽ đi. Ngoặc kép. Đường Tuấn, đây là buộc anh phải chịu chết. Chỉ cần ngươi vừa chết, Tây Phương giáo đình nhất định sẽ liên hợp võ đạo giới chinh phạt phương Đông. Thanh Liên nói. Long Vương khẽ nhíu mày nói, ngươi vẫn nên suy nghĩ cho đại cục một chút. Hiện giờ Vu Tổ. Lạc Trường Ninh cùng Trương Định An đều đã rời đi, Việt Nam ta đã không còn bao nhiêu người tu hành đứng đầu. Tuyệt đối không thể xúc động, một mình chạy đến chết. Ngoặc kép. Đường Tuấn nhếch miệng cười, ai nói tôi muốn đi một mình. Ngoặc kép. Long Vương, Thanh Liên đồng thời ngẩn ra, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tên này luôn luôn là một trận đấu duy nhất, chẳng lẽ lần này muốn thay đổi chiến thuật sao? Ngày hôm sau, ở quảng trường Thánh ST. Peter của Tòa Thánh Phương Tây, quảng trường được đặt tên theo thế hệ giáo hoàng đầu tiên, với 16 bức tượng được xếp hàng gọn gàng từ thế hệ đầu tiên là giáo hoàng St. Peter đến giáo hoàng hiện tại Joseph. Mỗi một pho tượng đều được bàn tay điêu khắc đại sư nổi tiếng nhất lúc bấy giờ tạo ra, dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi, càng có vài phần thần thánh. Hơn 10 chấp sự Tòa Thánh tụ tập ở góc quảng trường đang thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn về một nơi nào đó trong quảng trường. Đó là nơi 7-8 người của Hiệp hội Y học cổ truyền Việt Nam bị trói chặt lại với nhau, gió lạnh buổi sáng có chút lạnh lẽo, bọn họ cơ hồ đều không tiếp xúc với tu hành, thân thể gầy yếu, chức năng cơ thể lúc này đã gần tới cực hạn. Mấy tên kia hình như sắp chết, có muốn rót cho bọn họ một chút năng lượng hay không, không giáo chủ lại trách cứ. Nữ chấp sự có mái tóc bạc nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Những người khác nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, vì bọn họ lãng phí năng lượng làm gì. Dù sao hôm nay bọn họ cũng phải chết. Đúng vậy, lời dụ của thánh tử đã hạ xuống, 10 giờ hôm nay sẽ tiến hành phán xét mấy người này, thiêu chết bọn họ tế tự Thánh Quang. Thanh âm lộ ra mùi vị hung ác. Các ngươi nói, tên đạo thể Việt Nam kia có cảm nhận được không? Tôi nghe nói, đạo thể kia đánh bại kiếm thánh Liễu Mộc Thanh, càng một người địch quốc, giết chết Tanabe Yaro, đem võ đạo giới Nhật Bản dẫm dưới chân. Có người đột nhiên hỏi. Chương 1665 Tòa Thánh đã cho những ai ra trận không? Mọi người trầm mặc một chút, một lát sau, một chấp sự mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, nói cho dù tên đó tới thì thế nào? Tòa Thánh há có thể so sánh với Nhật Bản? Sire, anh phụng dưỡng thúc cơ giáo chủ, biết rõ ràng tin tức nội bộ của Tòa Thánh hơn chúng tôi. Anh biết bí mật gì không? Ai đó hỏi. Cùng là chấp sự, Sire này lại phụng dưỡng một vị giáo chủ có địa vị khá cao trong Tòa Thánh. Thân phận địa vị cao hơn bọn họ một chút. Nhất thời mấy chấp sự đều nhìn về phía Sire. Sire lộ ra vẻ ngạo nghễ,
khẽ ngẩng đầu nói, tòa thánh ngày hôm nay cũng không thể so với tòa thánh lúc trước được. Sau khi diệt trừ tòa án thứ bảy, tòa thánh trở thành thế lực cường đại nhất phương Tây, không có cái thứ hai. Tòa án thứ bảy có thực sự bị diệt trừ không? Không phải nói vị đệ nhất kỵ sĩ trong truyền thuyết kia có thực lực gần bằng. Giáo hoàng sao? Có người kinh ngạc. Về chuyện tòa thánh diệt trừ tòa án thứ bảy còn chưa công khai nên bọn họ cũng không biết nhiều. Sai ơi nhíu mày, hỏi ngược lại, các người có biết vì lần diệt trừ tòa án thứ bảy, tòa thánh đã cho những ai ra trận không? Các chấp sự khác nhau nhau lắc đầu. Sai ơi nói, hai tổ trưởng tổ hành chính, 9 bộ trưởng của cửu thánh bộ, 3 chủ tịch tòa án tôn giáo, còn có 11 ủy ban tọa đàm. Ngoặc kép. Anh ta vừa dứt lời, trong sân đồng loạt vang lên thanh âm hít khí lạnh. Đội hình cường đại như vậy, có thể nói tòa thánh đã dốc toàn lực mà ra. Đặc biệt là hai vị tổ trưởng phụ trách tổ hành chính còn là hai trong 4 vị giáo chủ tòa thánh, tu vi chỉ thấp hơn giáo hoàng một chút. Loại đội hình xa hoa đến cực điểm này nếu không diệt trừ được tòa án thứ bảy, vậy tòa thánh chẳng phải là quá vô dụng sao? Sire nói, hôm nay trước khi cử hành tế tự, hai vị giáo chủ sẽ mang kỵ sĩ của tòa án về, đến lúc đó đúng lúc thể hiện thực lực của tòa thánh chúng ta với thế giới. Bây giờ các người cảm thấy vị đạo thể kia tới thì còn có thể sống sót ra khỏi tòa thánh sao? Mấy chấp sự nhao nhao lắc đầu, không có bất kỳ hoài nghi nào nữa. Mà trong lòng Sire lại càng chắc chắn, đối với tòa thánh chỉ có 100% tín nhiệm. Một năm qua, thực lực của tòa thánh đã dần dần bộc lộ ra. Từ giáo hoàng đến thập nhất tông tọa, gần 30 vị thành viên chủ chốt của tòa thánh không ngừng bày ra thần tích ở các nơi, ban phước cho người bình thường. Giành được lòng người, thu phục càng nhiều tín ngưỡng, đồng thời cũng làm cho thế nhân càng thêm kính sợ đối với tòa thánh. Đặc biệt là giáo hoàng, một thân thánh quang lực như uyên hải, đứng dưới ánh mặt trời thậm chí còn chói mắt hơn. Cộng thêm thánh khí tinh hoàng kim quan của tòa thánh, tinh cầu này có ai có thể ngăn cản được. 4 đại giáo chủ dưới giáo hoàng càng mạnh hơn người tu hành phương Đông trình độ cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, mỗi người đều tắm rửa thánh quang, có được năng lực phàm nhân khó có thể tưởng tượng. Cho dù tên đó có đến hay không, đều không thể thay đổi kết cục. Sau hôm nay, tòa thánh chúng ta nhất định phải đạt tới độ cao trước nay chưa từng có, thu hoạch tín ngưỡng của chúng sinh. Sire thầm nghĩ trong lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1666, đến rồi thì rất tốt. Lão nhân chính là giáo hoàng Joseph đương thời của tòa thánh, tại vị 21 năm, nói về thời gian nắm giữ tòa thánh, có thể xếp hạng thứ hai trong toàn bộ lịch sử tòa thánh. Và công lao của Joseph khi còn tại vị cũng đạt đến độ cao mà các thế hệ giáo hoàng chưa từng chạm đến. Con trai của thánh quang đứng sau Joseph, hơi cúi xuống bày tỏ sự tôn kính đối với lão nhân. Thời gian sắp đến rồi. Joseph khàn giọng hỏi. Đúng vậy, con trai thánh quang trầm giọng nói. Ánh mắt anh ta nóng bỏng thêm vài phần, trong lòng có sự chờ mong tha thiết. Sau ngày hôm nay, tòa thánh sẽ đứng trên đầu thế giới. Mà anh ta cũng là một trong những người thúc đẩy chuyện này, vô cùng đáng tự hào. Clement, sau hôm nay, tôi sẽ cho cậu đội tinh hoàng kim quan. Joseph đột nhiên nói. Con trai của thánh quang tên là Clement. Clement ngẩn ra. Trong lòng đầu tiên là vui vẻ, sau đó là sợ hãi bất an. Đội tinh hoàng kim quan có nghĩa là anh ta sẽ kế nhiệm Joseph và trở thành giáo hoàng tiếp theo. Đây là giấc mơ của cậu ta từ ngày đầu tiên tu hành thánh quang. Nhưng làm cho cậu không cách nào lý giải chính là, thân thể Joseph cho dù có nắm giữ tòa thánh thêm 100 năm cũng không có vấn đề gì. Bây giờ rút lui, là có vấn đề gì sao? Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Clement. Joseph nghiêm túc nói, tiên lộ ở phương Đông đã được mở ra, thánh quang sẽ đến nhanh thôi, tôi phải chuẩn bị cho thời điểm đó. Về phần tòa thánh, sau hôm nay, không ai có thể ngăn cản bước tiến của nó. Lúc này Clement mới gật đầu, trên mặt dần dần lộ ra vẻ vui mừng. Đi thôi, đi ra ngoài xem một chút, đại giáo chủ nên trở lại cùng chúng ta chứng kiến khoảnh khắc này. Joseph không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, ánh mắt buông xuống, giống như một lão nhân mới tỉnh ngủ. Hai người một trước một sau chuẩn bị bước ra khỏi cửa chính của tòa thánh, bỗng nhiên một đạo thanh âm từ phương xa truyền đến, giống như sấm sét nổ tung trong thiên địa. Tôi tới rồi. 3 từ rất đơn giản, nhưng đối với nhiều người, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chân Joseph dừng lại giữa không trung một lúc, khuôn mặt già nua đột nhiên mỉm cười. Chân bước xuống,
sải bước đi ra khỏi cửa chính tòa thánh. Đến rồi thì rất tốt. Rầm rầm. Thanh âm vang lên trong nháy mắt, dòng người nô nức ảo ra khắp các nơi tòa thánh. Một đám thành viên tòa án dị giáo mặc hộ giáp được tùy chỉnh đặc biệt, tay cầm trường kiếm xuất hiện trên quảng trường, khí tức lạnh lẽo bao trùm các ngóc ngách. Ngoại trừ đội vệ sĩ của tòa án dị giáo, còn có quân đội các nước châu U mặc áo giáp. Là thánh địa tôn giáo, các quốc gia đều có quân đội trưởng quy mô nhỏ đóng quân tại tòa thánh. Những binh sĩ này mỗi người đều mang theo sát khí nồng đậm, ánh mắt sắc như một thanh đao sắc bén, là hổ lang chi sư chân chính, nếu đặt ở bên ngoài, mỗi một người đều là cao thủ cấp bậc binh vương. Trong tay bọn họ cầm vũ khí laser tiên tiến nhất cùng hợp kim chế tạo áo giáp, che chở tòa thánh phía sau. Mười mấy tiểu đội trưởng dẫn dắt quân đội càng là binh vương trong binh vương, một thân sát khí nồng đậm khiến ngay cả cao thủ thần hải cực cảnh gặp phải cũng sẽ đổi sắc. Trong số họ có ba người thậm chí đã bước vào cảnh giới nguyên đan. Dẫn đầu những người này là một thân ảnh màu đỏ đang đứng. Thân ảnh kia, mặc một thân áo choàng màu đỏ, ánh mắt sắc bén, trong lúc lơ đãng tản mát sát khí còn nồng đậm hơn gấp 10 lần những binh vương đó. Chương 1667 đạo thể của Việt Nam đích thân đến tòa thánh. Người này chính là đại giáo chủ Dacas của tòa án dị giáo. Dacas một thân tu vi đạt tới cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, phụ trách an toàn của tòa thánh. Dacas đã trải qua hai đời giáo hoàng nhưng ông ta vẫn thủy chung là tài quyết đại giáo chủ, tòa thánh có ông ta thủ hộ, gần 50 năm qua không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Ông ta vừa xuất hiện, tòa thánh vốn có chút bối rối nhanh chóng an tĩnh lại. Cho dù trời sụp xuống vị tài quyết đại giáo chủ này đều sẽ chống đỡ. Tòa thánh vốn là một trong những địa phương thần thánh nhất địa cầu, hơn nữa với những hành động của tòa thánh mấy ngày nay, chung quanh tòa thánh không biết tụ tập bao nhiêu phóng viên báo chí từ khắp nơi trên thế giới. Giọng nói đó cũng đánh thức các phóng viên vẫn còn đang ngủ, chỉnh sửa lớp trang điểm và quần áo một chút, họ mặc thêm quần áo sau đó đi về phía quảng trường thánh St. Peter. Đạo thể của Việt Nam đích thân đến tòa thánh. Đây chắc chắn là một trong những tin tức lớn nhất thế giới. Và mọi phương tiện truyền thông đang tranh giành để có được các tiêu đề. Trong đám người cũng có không ít phóng viên Việt Nam, Lưu Hồng Thị chính là một trong số đó. Cô là tổng biên tập của tờ báo Đông Y cũng là con gái của ông chủ tòa soạn Lưu Diệu Phong. Lúc trước khi Đường Tuấn đọ sức y thuật với quỷ y, còn từng tiếp nhận phỏng vấn riêng của cô ta. Lần này Hiệp hội Y học Cổ truyền xảy ra chuyện lớn như vậy, Lưu Hồng Thị tự nhiên cũng đi tới tòa thánh. Là ngài Đường. Lưu Hồng Thị lộ ra vẻ kích động. Hồng Thị, tòa thánh đã cấm chúng ta tiến vào. Nếu mạnh mẽ xâm nhập, tôi sợ sẽ khiến cho tòa thánh tức giận, đến lúc đó sự nghiệp của cô cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt. Làm như vậy vì một cái tên không biết ở đâu ra, có đáng không? Một thanh niên đi cùng nhíu mày nói. Lưu Hồng Thị nhíu mày, nói Triệu Đại, anh không muốn đi thì đừng đi, nhưng đừng ngăn cản tôi. Thanh niên trước mắt tên là Triệu Đại. Là một người truyền thông của một nhà ở Hà Nội, từng đưa tin cho không ít công ty lớn xuyên quốc gia, trong giới có chút danh tiếng. Trong khoảng thời gian này vẫn đi theo bên cạnh cô ta, có ý tứ muốn theo đuổi. Lưu Hồng Thị đánh giá cao tài năng của anh ta, cũng có một chút hảo cảm. Nhưng vừa rồi sau khi Triệu Đại nói ra những lời kia, điểm hảo cảm trong lòng Lưu Hồng Thị đã không còn sót lại chút gì. Đường Tuấn có thể nói là ân nhân của Lưu gia. Không có Đường Tuấn sẽ không có Lưu gia và tòa soạn Đông Y hôm nay. Cũng chính vì vậy, nàng mới từ xa thành đi tới tòa thánh, ý đồ trả lại sự trong sạch cho Hiệp hội Y học Cổ truyền. Triệu Đại nhìn thấy bộ dạng Lưu Hồng Thị, đáy mắt thoáng hiện lên một tia âm trầm nhưng ngoài miệng lại nói, nếu đã như vậy, tôi cùng đi cô là được. Ngoặc kép. Lưu Hồng Thị lại lười phản ứng với anh ta. Triệu Đại thấy thế, đáy mắt âm trầm càng đậm, thầm nghĩ, tôi theo đuổi cô 2-3 tháng. Cô không cho tôi một chút sắc mặt tốt. Bây giờ vì một người đàn ông không biết gọi là cái gì lại biến sắc với tôi, thật sự cho rằng tính tình Triệu Đại tôi tốt sao? Hừ, không phải cô muốn trả lại sự trong sạch cho cậu ta sao? Vậy thì tôi hết lần này tới lần khác đối nghịch với cô. Ngoặc kép. Nghĩ như vậy, trong lòng anh ta đã có kế hoạch. Dựa vào sự nổi tiếng của anh ta trong giới truyền thông Việt Nam, tùy tiện bịa ra mấy lý do, làm mấy bài báo mơ hồ không thể đơn giản hơn. Đến lúc đó, Hiệp hội Y học Cổ truyền và Đường Tuấn sẽ không còn cơ hội trở mình nữa. Trên quảng trường Thánh St. Peter của Tòa Thánh, vẻ mặt Dacas cảnh giác nhìn chằm chằm người tới, kiếm tài quyết trong tay đã ra khỏi vỏ. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh khoanh hai tay, đứng song song với vệ sĩ Tòa Thánh.
So với mấy ngàn vệ sĩ của tòa thánh, thân ảnh này có vẻ cô đơn cùng nhỏ yếu. Mà ở ngoài cửa tòa thánh, giáo hoàng Joseph cùng con trai của thánh quang Clement đứng trước sau. Giữa đường Tuấn và hai người, là đội vệ sĩ của tòa thánh. Clement nhìn bóng dáng kia, trong lòng không khỏi cười lạnh, muốn giết tôi, trước tiên bước qua thi thể của đội vệ sĩ tòa thánh rồi nói sau. Ngoặc kép, chương 1668, còn ai muốn trở về trong lòng thánh quang? Mấy trăm năm qua, chưa từng có người nào dám bắt người dưới mí mắt tòa thánh. Tòa nhà nhỏ này giống như một ngôi nhà của các vị thần, bất khả xâm phạm. Thả người, Đường Tuấn ngạo lập trên bầu trời nhìn đại diện Hiệp hội Y học Cổ truyền và Kitagawa Keiko bị trói phía dưới, giọng nói trầm thấp. Joseph khẽ ngẩng đầu, nhìn Đường Tuấn, lắc đầu nhẹ giọng nói, ngài Đường, tôi tôn trọng anh là cường giả phương Đông. Nhưng những người này không thể thả được. Họ sử dụng ma túy để làm tổn thương dân của Thánh Quang, tội lỗi không thể tha thứ. Ngoặc kép. Nghe Đường Tuấn nói, tín chúng bên ngoài tòa thánh nhất thời xôn xao, nhao nhao chỉ trỏ Đường Tuấn, biểu tình thập phần phẫn nộ. Tên khốn ác độc, ra khỏi tòa thánh. Để cho cậu ta tiếp nhận trừng phạt của Thánh Quang, quỳ gối ở tòa thánh sám hối đến chết. Băng băng. Còn có một số người nổ súng về phía Đường Tuấn. Người nổ súng còn thập phần kiêu ngạo. Đứng ở trên đài cao, nói cút xuống đây, thánh địa tòa thánh không cho phép mày vũ nhục. Ngoặc kép. Nói xong, lại bắn mấy phát. Muốn chết, ánh mắt Đường Tuấn quét về phía mấy người kia. Những viên đạn này tuy rằng không thể đả thương anh, nhưng bị người ta khiêu khích như thế, anh cũng có chút phẫn nộ. Đến giết tao đi, có thánh quang che chở chắc chắn tao là không chết, chỉ cần trở về trong lòng thánh quang. Bị ánh mắt Đường Tuấn nhìn chằm chằm. Những người nổ súng kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó càng thêm kiêu ngạo nói. Thừa dịp này biểu hiện lòng trung thành cùng tín ngưỡng kiên định của mình với tòa thánh, nói không chừng có cơ hội được thu vào tòa thánh tu hành. Trong lòng âm thầm đắc ý nhưng ngay sau đó những người này lập tức cảm giác được hô hấp không thông. Tay bọn họ thế nhưng bóp cổ mình, hơn nữa càng bóp càng chặt. Gân xanh trên mặt nổi lên, có màu gan lợn. Ách 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 ách, họ không thể nói được nữa. Mạo phạm tòa thánh, chết. Lúc này, một tiếng hét vang lên. Dakas phóng lên trời, kiếm tài quyết trong tay vẽ ra một đạo ngân bạch kiếm quang sắc bén, muốn cắt Đường Tuấn thành hai nửa. Tu vi của Dakas càng ngày càng tinh xảo, sau khi cậu lên ngôi phải chú ý ông ta. Một khi phát hiện ông ta sinh ra một chút không trung thủy đối với thánh quang, phải lập tức bóp chết. Joseph nhìn Dakas, khẽ gật đầu, nói với Clement. Clement ngẩn ra, chợt gật gật đầu. Trong lúc kiếm của Dakas sắp chạm vào Đường Tuấn nhẹ nhàng búng ngón tay một cái. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại vang dội đánh tới, đụng vào trên người Dakas. Chỉ trong chốc lát, Dakas đã bay ngược ra ngoài với tốc độ nhanh hơn, phun máu giữa không trung. Mà phía dưới, mấy tên nổ súng vào Đường Tuấn kia đã bị chính bản thân bóp chết, không còn một chút sức sống. Còn ai muốn trở về trong lòng thánh quang? Quảng trường thánh ST, Peter im lặng. Bên dưới, các thành viên của tòa án dị giáo và lính canh của nhiều quốc gia khác nhau đều chết lặng, khó có thể tin vào những gì họ nhìn thấy. Chương 1669, đã vậy, đừng trách tôi. Đám đông đang náo loạn dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng, lập tức im bặt, nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt kinh hãi. Lúc này, họ cũng dần khôi phục lại sự nhiệt tình mù quáng trước đó. Vừa rồi bọn họ lại có thể ném đá và xúc phạm một người siêu mạnh như vậy. Ở phía xa, Lưu Hồng Thị và Triệu Đại vừa tới đã nhìn thấy cảnh tượng này. Trên mặt Lưu Hồng Thị lộ ra vẻ vui mừng, dường như thực lực Đường ra mạnh hơn cô ta tưởng. Sắc mặt Triệu Đại âm tình bất định, tự lẩm bẩm thực lực của tài quyết đại giáo chủ cũng không phải là mạnh nhất trong tòa thánh. Tòa thánh còn có 3 vị đại giáo chủ cấp bậc cao thủ, càng đừng nói đến người mạnh nhất là Đức Giáo Hoàng vẫn còn ở đây. Dưới sự tức giận của tòa thánh, đừng nói là cậu ta, kể cả nước Mỹ cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Trừ khi cậu ta có quyền lực và tầm ảnh hưởng mạnh hơn nhiều so với tòa thánh, nếu không thì cậu ta vẫn sẽ thua trận này. Triệu Đại tuy không luyện võ đạo nhưng nhờ địa vị của mình mà hiểu biết rất nhiều về giới võ lâm. Lưu Hồng Thị giật mình mở miệng, tuy rằng không có cách nào phản bác, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn có chút chờ mong. Giữa không trung, sắc mặt Dakas u ám. Ánh mắt rơi vào kiếm tài quyết khẽ run lên. Lúc này, thanh kiếm đã giết chết vô số kẻ dị giáo và chưa bao giờ bị hư hại, thực sự đã nứt ra một vết nứt.
Thân thể Clermont cũng run lên, cắn chặt răng, một năm qua anh ta cho rằng mình đã tiến bộ rất nhiều, nhưng không ngờ rằng tiến bộ của đối phương còn lớn hơn anh ta. Quả nhiên là đệ tử mạnh nhất phương Đông, chẳng trách cậu ta lại dám một mình đến tòa thánh. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên. Dacas nhìn về phía phát ra âm thanh, kính cẩn nói, thưa Đức Giáo Hoàng. Các thành viên của tòa án dị giáo và quân đội của nhiều quốc gia khác nhau đều mở đường cho lão nhân đội tinh hoàng kim quan đi qua. Nhìn thấy lão nhân này, tất cả mọi người trong tòa thánh đều bình tĩnh lại. Giáo Hoàng chính là kim chỉ nam trong lòng bọn họ. Đứng ở phía trước, đằng sau là các thành viên của tòa án dị giáo và quân đội của nhiều quốc gia, bên cạnh là con trai của Thánh Quang Clermont cùng Tài Quyết Đại Giáo Chủ. Trên gương mặt già nua của Joseph nở nụ cười nhẹ, hơi hơi ngửa đầu nhìn Đường Tuấn, nói, ngài đây, ngài thật sự muốn cùng tòa thánh của tôi tử chiến sao? Đường Tuấn chỉ vào Clermont nói, thả người của tôi, sau đó giao anh ta cho tôi sẽ rời đi. Khuôn mặt của Clermont thay đổi. Joseph lắc đầu, Clermont là vị giáo hoàng tiếp theo của tôi tại tòa thánh. Tôi không thể giao cậu ta cho các người. Về phần thủ hạ của ngài, chỉ cần các vị công khai xin lỗi trước truyền thông khắp thế giới, tôi có thể để họ rời đi. Giọng của Đức Giáo Hoàng không lớn, nhưng vang vẳng bên tai mọi người. Triệu Đại hơi nheo mắt lại, nhẹ giọng nói, Đức Giáo Hoàng thật đúng là khoan dung độ lượng. Loại người này chỉ cần trực tiếp giết chết là được. Ha ha! Đường Tuấn chế nhạo, thân hình chuyển động, từ trên trời rơi xuống giống như thiên thạch, mục tiêu là Đức Giáo Hoàng đội tinh hoàng kim quan. Đã vậy, đừng trách tôi. Hừ hừ. Joseph bay lên bầu trời, cả người được thánh quang màu trắng bao phủ. Quỳnh một tiếng va chạm với Đường Tuấn, một luồng bạch khí nổ tung tại nơi hai người chạm nhau. Chương 1670, đánh giá thấp cái em gái ông. Giữa không trung, Đường Tuấn và Joseph đối đầu nhau. Vừa rồi bọn họ thử thăm dò nhau, cư nhiên là không phân biệt được cao thấp. Có Đức Giáo Hoàng ra tay, đủ để giải quyết mọi chuyện. Vết máu vẫn còn đọng lại trên khóe miệng Dacas, ông ta nhìn bóng người trên bầu trời với vẻ mặt ngưng trọng, trong vụ va chạm vừa rồi, đối phương có lợi thế của chiều đâm xuống. Đức Giáo Hoàng lại bay ngược lên, kết quả nhìn như ngang sức ngang tài, nhưng thực tế thì sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai người đã được phơi bày. Đương nhiên sức mạnh của Đức Giáo Hoàng mạnh hơn gấp đôi so với đối phương. Clermont cũng cười nói, thực lực của Đức Giáo Hoàng đã vượt qua trình độ của chúng ta từ lâu, cũng không phải là chuyện có thể đoán được. Để Đức Giáo Hoàng có thể tự mình ra tay, trên đời này cũng không có mấy người. Đại giáo chủ, ông có nghĩ rằng Đức Giáo Hoàng có sử dụng nhiều sức mạnh trấn áp kẻ xúc phạm thánh quang này không? Dacas suy nghĩ một chút rồi nói, nhiều nhất là một nửa sức mạnh. Tôi cũng nghĩ như vậy. Clermont tỏ vẻ thoải mái. Joseph chắp tay sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nói, lẽ ra cậu không nên đến. Từ khi thành lập tòa thánh đến bây giờ cũng qua hàng nghìn năm, tôi đã trải qua vô số kẻ thù hùng mạnh nhưng không ai có thể khiêu khích tòa thánh của tôi rồi rời đi an toàn. Có lẽ tôi sẽ là người đầu tiên, Đường Tuấn thản nhiên nói. Joseph lắc đầu nói, cậu không phải là người đầu tiên có ý tưởng này nhưng thật đáng tiếc cuối cùng những người này đều bị giết hoặc bị nhốt trong tòa án dị giáo đến chết. Cậu có thể cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh của cậu với tôi lúc vừa rồi. Nếu tôi cố gắng hết sức, cậu sẽ nhận ra câu này nực cười như thế nào. Cho cậu một sự lựa chọn, tín ngưỡng thánh quang, trở thành người hầu của thánh quang, tôi sẽ cho cậu một con đường sống. Đường Tuấn chế nhạo, ở trước mặt tôi giả bộ uy hiếp cái gì? Khi vừa nói xong, bàn tay Đường Tuấn tức khắc bổ xuống, khí tức ác liệt giống như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt không gian. Âm dương phân chia. Không tồi, đáng giá để tôi dùng một nửa sức lực. Đức Giáo Hoàng Joseph bình tĩnh nói. Bàn tay chặn lại, biến thành một tia sáng bao phủ trước người. Hòa quang khẽ run lên, khí tức sắc bén đột ngột dùng lại, vậy mà Đức Giáo Hoàng đã liên tiếp lùi lại hai bước. Sắc mặt Joseph hơi đổi, lông mày cau lại. Ông ta nói, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu. Cậu đáng giá để tôi dốc toàn lực. Đánh giá thấp cái em gái ông. Một tiếng hét lớn truyền đến. Trong khoảnh khắc, Đường Tuấn xuất hiện trước mặt Joseph. Không tốt. Trong lòng Joseph chấn động, tốc độ vừa rồi của Đường Tuấn nhanh đến mức ông không phản ứng kịp. Ông ta muốn rút lui nhưng tốc độ của Đường Tuấn nhanh hơn, dùng tay túm lấy cổ áo Joseph. Trong tầm mắt của Joseph, một nắm đấm ngày càng lớn hơn.
Uinh uinh. Nắm đấm liên tục đánh vào người, giọng nói điên cuồng vang lên. Bên dưới, vô số người há to mồm mà nhìn cảnh tượng giữa không trung. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì thế này, Đức Giáo Hoàng lại có thể bị người ta đánh tơi tả, hơn nữa còn không có khả năng phản kháng. Các thành viên của tòa án dị giáo, các vệ binh của nhiều quốc gia khác nhau và các chấp sự của tòa thánh đều nhìn Dacas và Clermont với những biểu hiện kỳ lạ. Giọng nói chuyện vừa rồi của hai người cũng không cố ý giảm xuống, nghe được rất rõ ràng. Làm gì có một nửa thực lực đã đánh bại đối thủ? Sao ngược lại Đức Giáo Hoàng mới là người bị đánh tơi tả? Chương 1671 Joseph thậm chí không thể chống lại. Cút! Lúc này, Joseph đột nhiên hét lên. Một chùm kim quang nở rộ, cỗ dao động truyền đến từ trên người ông ta khiến người khác tim đập chân run. Kim quang mang theo hơi thở thiêng liêng, có những tín đồ bên dưới bất giác quỳ xuống, hô vang, phép màu. Đường Tuấn khẽ nheo mắt, trong mắt có chút kinh ngạc. Lúc trước thực lực của Joseph có lẽ đã ở mức ở cảnh giới nguyên đan viên mãn, nhưng hiện tại anh lại có cảm giác ông ta sắp đột phá đại thần thông giả. Nhưng cũng chỉ bất ngờ một chút thôi, tuy anh chưa bước vào cảnh giới nguyên anh. Nhưng thực lực cũng không yếu hơn đại thần thông giả bao nhiêu, thậm chí Thủy Dị cũng thừa nhận mình không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Bên trong kim quang, khuôn mặt xanh tím của Joseph lộ ra vẻ hơi xấu hổ, trong mắt hiện lên nét tức giận. Đức Giáo Hoàng uy nghiêm lại bị đánh trước mặt rất nhiều người, thể diện của tòa thánh gần như không còn lại gì. Kim quang phát ra từ trong tinh hoàng kim quan ông ta đội trên đầu là vật truyền thừa của từng đời đại giáo hoàng và là thánh khí thiêng liêng để trấn áp tòa thánh. Nó sở hữu quyền năng thuần khiết nhất và mạnh mẽ nhất của Thánh Quang. Thông thường, tinh hoàng kim quan tượng trưng cho sự uy nghiêm của giáo hoàng, nhưng ở một góc độ nào đó tinh hoàng kim quan là quân bài cuối cùng của tòa thánh, có tác dụng tuyệt sát. Giống như lúc này, dưới kim quang bao phủ Joseph cảm nhận được uy lực của Thánh Quang mạnh hơn mấy lần, lòng tin bị Đường Tuấn đánh tan nát lại được khôi phục trở lại. Cậu phải trả giá cho điều này. Tôi sẽ đưa cậu ra tòa án dị giáo để cậu bị tra tấn cho đến chết. Joseph kìm nén cơn tức giận của mình. Ý kiến hay, đáng tiếc là ông vẫn còn quá yếu. Giọng nói vừa dứt, một bàn tay lớn từ trên trời rơi xuống, nó tát Joseph ngã xuống đất, như tát chết một con ruồi. Chấn thiên địa. Joseph thậm chí không thể chống lại. Tôi không tin. Joseph gầm gừ, cố gắng đứng dậy nhưng một lực vô hình đè lên khiến ông ta rất khó cử động các ngón tay. Cạch cạch. Đường Tuấn đáp xuống quảng trường, từng bước đi về phía Joseph, trong mắt dần dần tràn đầy sát khí. Ồ! Sợ run một lúc, các thành viên của tòa án dị giáo và quân đội của nhiều quốc gia khác nhau lao về phía Đường Tuấn. Võ thuật, dị năng, vũ khí hiện đại, hầu hết mọi phương pháp có thể thi triển đều đã được nghĩ đến. Nhiệm vụ của họ là canh giữ tòa thánh và bảo hộ giáo hoàng. Nhưng cũng chẳng ích gì, Đường Tuấn tùy ý vung tay, hàng chục người chết. Bọn họ có thể so sánh với những cao thủ cấp binh vương của cảnh giới thần hải nhưng cũng không có biện pháp may mắn thoát khỏi cái chết. Một số cao thủ đạt tới cảnh giới nguyên đan liên thủ đỡ một trường, nhưng đều bị sức mạnh khổng lồ làm trọng thương. Vệ đội chuyên về tốc độ cũng thậm chí còn không nhanh bằng Đường Tuấn. Ngay sau đó, một cỗ khí tức tràn ngập mùi máu nồng đậm tràn ngập ở đây. Ác quỷ, trong đám đông, không ít người tái mặt, thậm chí còn đổi xưng hô. Dacas nhìn cảnh tượng đẫm máu trên quảng trường, thân thể run đứng lên, liếc mắt nhìn về phía Clermont, cậu nên nghĩ xem mình phải chịu trách nhiệm như thế nào đối với chuyện này. Chương 1672 đó là thiên thừa đại giáo chủ. Vốn dĩ tòa thánh không có thù oán gì với Đường Tuấn, nếu Clermont muốn rửa hận chuyện lần trước bị Đường Tuấn đánh bại, còn xúi dục giáo hoàng tấn công Kitagawa Keiko và đại diện của Hiệp hội Y học Việt Nam. Tòa thánh hôm nay sao phải gánh chịu thảm họa này? Vì lợi ích cá nhân của mình mà tòa thánh bị tổn thất nặng nề, giáo hoàng bị sỉ nhục, về sau Clermont phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này, chưa nói đến việc đội tinh hoàng kim quan, thậm chí việc có thể giữ được địa vị con trai của thánh cũng là chuyện phải thương lượng lại. Clermont cũng nghĩ đến đây, mím chặt môi, trong mắt hiện lên vẻ oán hận, cậu ta làm sao có thể mạnh như vậy? Không ai trả lời anh ta, mọi người phải trả giá cho những hành động và quyết định của mình. Cạch cạch cạch. Trên quảng trường, các vệ binh bắt đầu rút lui, số lượng người tiến đánh vào sâu cũng giảm dần. Mặc dù họ tin vào Thánh Quang nhưng họ thực sự phải đối mặt với cái chết, và niềm tin của hầu hết mọi người đã trở nên quá khiêm tốn. Lúc này,
Đường Tuấn đứng trên cây cột chói người đại diện của Hiệp hội Trung y Việt Nam và Kitagawa Keiko, nhìn mấy người đã ngất đi, căn nguyên chia thành vài sợi nhập vào trong cơ thể họ. Chủ tịch, chủ nhân, một số đại diện của Hiệp hội Y học Việt Nam và Kitagawa Keiko nhanh chóng tỉnh dậy, nhìn thấy Đường Tuấn trước mặt họ. Chủ nhân, mau rời khỏi đây. Chủ tịch, đây là âm mưu của tòa thánh đối với ngài. Chúng ta chết cũng không sao, nhưng y học cổ truyền không thể bị tiêu trừ. Mấy người sửng sốt trong chốc lát, lập tức nghĩ tới cái gì, đồng thời nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu nói, không sao. Mấy người có chút không rõ, nhưng sau đó liền nhìn thấy vệ binh của tòa thánh liên tục rút lui, trên sàn thi thể ngổn ngang. Kitagawa Keiko đột nhiên hoàn hồn, thất thanh, chủ nhân, người làm hết chuyện này. Đường Tuấn, một tiếng, nhìn về phía Clement, nói, đây chỉ là cái giá mà tòa thánh phải trả, đã đến lúc phải xử lý hung thủ. Anh trêu tức nói, lần trước có người cứu anh, còn lần này thì sao? Dưới cái nhìn của Đường Tuấn, Clement không khỏi muốn rút lui, nhưng lại bị một người nắm lấy cổ tay. Đó là Dacas. Dacas, ông đang làm gì vậy? Clement nghiêm nghị nói. Dacas nói, sự việc này do một mình cậu gây ra, không phải nên gánh chịu hậu quả sao? Clement vừa muốn nói, trên mặt lộ ra một nụ cười, anh ta thì thào nói, tòa thánh còn chưa thua. Theo ánh mắt của cậu ta, tất cả mọi người nhanh chóng nhìn thấy một đoàn người bay về hướng tòa thánh. Đó là Thiên Thừa Đại Giáo Chủ, bọn họ đã trở lại. Ai đó hét lên. Chương 1673, ba tên này ít nhất là cao thủ bán nguyên đan siêu phẩm. 38 cảnh giới nguyên đan, thậm chí toàn bộ Việt Nam cũng không chắc chắn sẽ có, những cảnh giới nguyên đan này của tòa thánh cũng không phải là cảnh giới nguyên đan bình thường, ít nhất chúng đều là nguyên đan tam phẩm. Sire đã quyết tâm. Nhưng mà, đúng lúc này, từ trời xa truyền đến một tiếng hét lớn, chủ nhân, tôi đến trễ rồi. Vài người nhanh chóng nhìn lên, liền thấy một đoàn người trong nháy mắt xuất hiện trên tòa thánh. Đây là 8 cái cảnh giới nguyên đan. Thân thể Sire chấn động, 8 người tới đều là ở trong cảnh giới nguyên đan, kim quang lóe lên ở giữa lông mày đại biểu cho một nguyên đan cấp cao. Trên bầu trời đám người Ô đạo nhân, Thạch ma nữ và những người khác hơi khom lưng đối với Đường Tuấn, chủ nhân. Mấy người này đều là những cao thủ thần hải cực cảnh được Đường Tuấn giải cứu khỏi băng tuyết quốc độ. Một năm sau, căn cơ tu luyện của bọn họ đã bước lên cảnh giới nguyên đan. Hơn nữa bởi vì ở trong băng tuyết quốc độ nên cấp độ nguyên đan mà bọn họ ngưng tụ là cực cao. Đường Tuấn khẽ gật đầu nhìn Joseph. Sắc mặt Joseph hơi thay đổi, trên mặt vẫn là lạnh lùng không chút suy giảm, cho dù có 8 cái cảnh giới nguyên đan, kết cục cũng không thay đổi. Chủ nhân, tôi đến đây. Ông ta vừa dứt lời lại có một tiếng hét khác vang lên. Rầm rầm rầm. Khoảnh khắc tiếp theo. Một bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Sau đó, 3 hình bóng khổng lồ từ trên trời rơi xuống. 3 tiếng, bùm, liên tiếp vang lên, 3 bóng đen không biết là cố ý hay vô tình đánh trúng 3 vị cao thủ cảnh giới nguyên đan của tòa thánh. 3 vị cao thủ cảnh giới nguyên đan của tòa thánh bị đánh nát từ giữa không trung, miệng sùi bọt mép, không rõ sống hay chết. 3 người đàn ông mạnh mẽ xuất hiện bên cạnh Đường Tuấn, đó là 3 con yêu thú biến hình Ngân Thiên, Hắc Mễ cùng Tuyết Hầu. Chủ nhân, những tên này cũng quá bất lịch sự đi. Ngân Thiên liếc nhìn thoáng qua 3 cường giả của tòa thánh, bĩu môi, vẻ mặt khinh thường. Thực lực của yêu thú 3 đầu không thua gì cảnh giới nguyên đan, kinh ngạc hơn nữa là khí tức từ nguyên đan của bọn họ dường như vượt qua cả nguyên đan nhất phẩm. 3 tên này ít nhất là cao thủ bán nguyên đan siêu phẩm. Khóe miệng giáo hoàng Joseph giật giật, nhưng lại lắc lắc đầu, tuy rằng thực lực này đáng để lưu ý. Nhưng vẫn là không có cách nào so sánh với tòa thánh. Nhưng lần này không đợi ông ta lên tiếng, trên bầu trời lại nhanh chóng vang lên một tiếng hét. Một thanh niên cầm kiếm xông tới, kiếm ý dù cách rất xa cũng khiến người ta nổi da gà. Hàn Đông Ly, tiểu kiếm thánh tới rồi. Ồ, không, phải là kiếm thánh. Vào lúc này, Hàn Đông Ly đã ngưng tụ ra kiếm nguyên đan, bước vào cảnh giới nguyên đan. Kiếm chỉ về phía tòa thánh. Sắc mặt Hàn Đông Ly lạnh lùng, loại khí tức cường đại này khiến nhóm đại giáo chủ của tòa thánh không khỏi nhíu mày. Chương 1674 vô biên, rộng lớn không gì sánh kịp. Không chỉ vậy, ở hướng khác của nhóm người phụ nữ này, một nhóm già trẻ nam nữ ăn mặc kỳ dị cũng bay về phía họ.
người đứng đầu bộ tộc người mèo vẫn là Hoa Tiểu Nam, phía sau cô ta là mấy cao thủ cảnh giới nguyên đan ở bộ tộc người mèo. Kể từ khi Đường Tuấn sửa đổi các công pháp của bộ tộc người mèo, nhiều cảnh giới nguyên đan đã dần xuất hiện không ít ở bộ tộc người mèo. Có thể nói, Đường Tuấn chính là đại ân nhân của bộ tộc người mèo. Khi người của Hàn Cung và bộ tộc người mèo tới, cảnh giới nguyên đan bên cạnh Đường Tuấn cũng đã lên tới 30 người. Sắc mặt của Joseph lúc này nặng nề gấp mấy lần, 30 cái cảnh giới nguyên đan, đặc biệt trong đó còn có vài cái nguyên đan siêu phẩm, đủ để khơi dậy sự chú ý của ông ta. Đây là con át chủ bài của cậu sao? Joseph nheo mắt lại, chế nhạo, đáng tiếc, vẫn chưa đủ tầm. Tòa thánh vẫn còn hơn cậu 8 cái cảnh giới nguyên đan. Hơn nữa nếu tôi nói không sai, rất nhiều cảnh giới nguyên đan bên cậu mới đột phá không bao lâu, linh khí vô cùng bất ổn, một người bên tòa thánh của tôi có thể đánh chết hai người bên cậu. Một trận chiến liều chết mà đánh, cậu cũng không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Nếu chúng tôi được thêm vào thì sao? Một hơi thở cuồng bạo đột nhiên xuất hiện. Trong lòng Joseph run lên, hắn nhìn về phía xa, khi nhìn thấy những bóng dáng kia, không khỏi thấp giọng nói, người sói. Xuất hiện trong tầm mắt của ông ta là đám người trưởng lão vĩ đại của bộ tộc người sói, ước chừng có 15 cảnh giới nguyên đan. Gặp qua chủ nhân, đại trưởng lão nói với Đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ gật đầu, cười với Joseph, xem ra hiện tại người bên tôi còn nhiều hơn bên ông. Chủ nhân, sao ngài phải nói nhiều như vậy với những kẻ này làm gì? Cứ giết chúng luôn đi. Ngay khi Joseph muốn nói, một giọng nói đến từ tộc người sói. Đó là một thanh niên nhìn chừng 30 tuổi, dung mạo tuấn tú, có chút tà mị. Không hiểu vì sao, Joseph đột nhiên cảm thấy bất an khi nhìn thấy người đàn ông này, cau mày như thể đối mặt với một con quái vật, ông nghiêm nghị nói, khẩu khí ngài đây thật lớn. Chủ nhân, tên này còn kiêu ngạo hơn ngài nha. Ngân Thiên liếc nhìn Thủy Dị, nhún vai nói. Ha ha. Thủy Dị cười lạnh, đồng thời một cỗ khí tức bay lên trời. Phổ biên, rộng lớn không gì sánh kịp. Trong đầu Joseph đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ tương tự, thân thể già nua của hắn kịch liệt run rẩy nói, đại thần thông giả. Thanh âm Joseph không lớn, nhưng khi ông ta nói ra những lời này, trời đất đột nhiên trở nên yên tĩnh. Sire, thế nào là đại thần thông giả? Sao cảm thấy giáo hoàng có vẻ sợ hãi? Một chấp sự vừa mới đứng dậy thấp giọng hỏi. Sire hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh ngạc không hề suy giảm. Anh ta nhìn về phía thân ảnh Thủy Dị ở trên bầu trời, chua xót nói, vừa rồi có lẽ các người đều thấy đại giáo hoàng vận dụng lực lượng tinh hoàng kim quan trên bầu trời phải không? Ừ, tinh hoàng kim quan là một thánh khí của tòa thánh. Người ta nói rằng nó có cùng nguồn gốc với thánh quang được thực hành bởi Đức Giáo Hoàng, thêm vào thánh miệt, sức mạnh của Đức Giáo Hoàng sẽ bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới mới. Người nọ tỏ ra ngưỡng mộ. Chương 1675, tòa thánh tôi yêu cầu đình chiến. Sire nói, cảnh giới đó ở Việt Nam được gọi là cảnh giới bán nguyên anh. Cảnh giới nguyên anh, điều đó có liên quan gì đến đại thần thông giả? Người đó bối rối. Sire giọng nói khẽ run lên nói, ở Việt Nam, cảnh giới nguyên anh còn được gọi là đại thần thông giả, bởi vì những người tu luyện ở cảnh giới này có sức mạnh gấp ít nhất 10 lần so với cảnh giới nguyên đan. Giáo hoàng có sự phù hộ của thánh miện tinh hoàng kim quan cũng chỉ mới bước vào bán đại thần thông giả. Còn người đó, nếu tôi đoán không sai, có vẻ là đã hoàn toàn đạt được cảnh giới đại thần thông giả. Người nọ không đồng ý, dường như cảm thấy không có nhiều sự khác biệt giữa bán đại thần thông giả và đại thần thông giả. Nhưng câu nói tiếp theo của Sire hoàn toàn khiến anh ta không nói nên lời. Tuy rằng chỉ còn cách nửa bước, nhưng thực lực của một đại thần thông chân chính gấp mấy lần bán đại thần thông giả. 10 bán đại thần thông giả không nhất định đánh thắng được một đại thần thông giả chân chính. Sire thấp giọng lẩm bẩm một mình, có chút ngoài ý muốn nói, tại sao lại có thể có đại thần thông giả? Tôi đi đây, tên này hóa ra mạnh như vậy. Trong trại của Đường Tuấn, Ngân Thiên không thể tin được. Khí tức kiểu đó thậm chí khiến cậu ta mất hoàn toàn ý chí phản kháng. Ngân Thiên, không phải lúc trước cậu nói muốn nhận anh ta làm em trai sao? Hắc Mễ trêu chọc. Khuôn mặt của Ngân Thiên đỏ bừng, xấu hổ vạn phần, tôi đối xử với anh ta chân thành như vậy, anh ta lại có thể đối với tôi như thế này. Đám người Hắc Mễ trợn mắt khinh thường nhìn cậu ta, còn không phải người này quá kiêu ngạo sao? Sao ông không nói gì? Thủy Dị giễu cợt nhìn Joseph. Khí tức tràn ngập, không ngừng áp bức khiến Joseph vô cùng khổ sở,
mà những bóng ma của các vị giáo hoàng năm xưa cũng run rẩy bất ổn, như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Còn muốn đánh sao, đại giáo hoàng, Đường Tuấn chế nhạo Joseph. Tôi. Joseph mấp máy miệng, lại không biết phải nói gì. Chưa nói đến số lượng cảnh giới nguyên đan bên phe của Đường Tuấn lúc này cũng đã thắng được tòa thánh rồi, chỉ riêng một đại thần thông giả của thủy dị cũng có thể đánh nát tòa thánh. Joseph, cậu muốn tòa thánh bị phá hủy sao? Lúc này, giữa các bóng ma giáo hoàng, từng người một cau mày, không nhịn được kêu lên. Sau khi thủy dị xuất hiện, trận chiến này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tòa thánh không có hy vọng chiến thắng nào cả. Nếu thực sự tiếp tục đối đầu, chỉ chờ đợi tòa thánh chỉ là kết cục bị giết chết. Khi Joseph nghe xong những lời đó, một nụ cười gượng gạo hiện ra trên khuôn mặt già nua, tòa thánh tôi yêu cầu đình chiến. Vào lúc này, lão nhân giống như là một thiếu niên 10 tuổi. Ngưng chiến, có thể. Yêu cầu của tôi vẫn như cũ. Tòa thánh phải ra mặt trả lại sự trong sạch cho Hiệp hội Y học Cổ truyền, đồng thời giao cậu ta cho tôi. Đường Tuấn nhìn Clement phía dưới, giọng điệu bình tĩnh. Chương 1676, ngài Đường nhìn thấy tôi. Tòa thánh chịu hộ cậu tổn thất nặng nề như vậy, cậu còn muốn chạy. Một tiếng quát vang lên. Clement bị một lực lượng mạnh mẽ bắt lấy, thân hình không tự chủ được bay lên trời. Đó là Joseph đã ra tay. Giáo hoàng, người này là một dị giáo thực sự. Ông phải giết anh ta chứ không phải tôi. Clement gầm gừ. Bang bang bang. Đang nói, Clement bị tát mất cái trên mặt. Cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự muốn để cho tòa thánh chôn cùng cậu? Lòng bàn tay Joseph nâng lên cao, lạnh lùng nói. Tôi không cam lòng. Clement nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong mắt tràn đầy tức giận. Đường Tuấn lắc đầu, búng tay, một đạo chân khí lập tức rơi vào mi tâm của Clement. Mắt Clement dần dần mở đi, cuối cùng không có âm thanh nào. Thân thể Joseph run lên, vẻ mặt đau khổ. Phần còn lại ông có thể tự lo liệu. Vẻ mặt Đường Tuấn bình tĩnh, nếu như lần này anh thất bại, kết cục sẽ chỉ tồi tệ hơn. Hơn nữa, anh còn sắp rời khỏi đây. Phải cường thế khiến người khác run sợ mới có thể đảm bảo an toàn cho gia đình và bạn bè sau khi anh rời đi. Joseph gật đầu và nói, tòa thánh sẽ đền bù xứng đáng cho anh. Ngay cả khi Đường Tuấn không nói, Joseph cũng biết mình phải làm gì. Với thực lực không thua gì thánh tổ, hơn nữa còn có đại thần thông giả bên người, cho ông ta 10 lá gan cũng không dám chống lại. Cùng với một vài người của Hiệp hội Y học Việt Nam và Kitagawa Keiko đang chuẩn bị rời đi. Đường Tuấn đột nhiên liếc mắt nhìn nơi nào đó trong đám đông, gật đầu, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Joseph lúc này mới phân phó xuống dưới, việc đầu tiên là liệt Đường Tuấn là kẻ thù nguy hiểm nhất, người dân trong tòa thánh nhìn thấy anh phải nhượng bộ lui binh. Ngài Đường nhìn thấy tôi, ở một nơi nào đó trong đám người, Lưu Hồng Thị hưng phấn nói. Triệu Đại ở bên cạnh thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia ghen tị, hừ lạnh một tiếng. Sau đó rời khỏi đám người đi đến một góc yên tĩnh hơn, bấm một cuộc điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, là Triệu Đại à, đúng lúc tôi có chuyện cần tìm anh. Tôi nghĩ sẽ cấp cho anh một người chuyên viết tin tức đặc biệt. Triệu Đại đáp, không sao, nhưng ông chủ, tôi cũng có một tin phải đưa, nếu làm tốt, tòa soạn của chúng ta sẽ lập tức nổi tiếng trên thế giới. Ồ! Tin đưa kiểu gì mà có ảnh hưởng như vậy? Người đàn ông trung niên hỏi, giọng điệu khá xúc động. Triệu Đại nói, ông chủ, ông nên biết rằng tôi đang ở đây trong tòa thánh. Vì tán gái xuyên đại dương, Triệu Đại cậu cũng đủ si tình. Người đàn ông trung niên nói đùa. Chương 1677, cái gì là thiên khí chi địa? Đầu bên kia trầm mặc một lát, người đàn ông trung niên lạnh lùng nói, tôi không nghĩ vậy. Ông chủ, ông. Triệu Đại giật mình. Người đàn ông trung niên nói, anh có biết ai yêu cầu anh làm tin tức đặc biệt không? Triệu Đại sững sờ, nghĩ đến một khả năng nào đó. Đúng, chính là ngài Đường. Nhưng điều tôi muốn đưa tin là việc trả lại sự trong sạch cho Hiệp hội Y học Cổ truyền và để thế giới biết sự thật. Chuyện này đúng hay sai, các vị ở tòa thánh nên biết rõ hơn tôi. Triệu Đại, rốt cuộc cậu muốn gì? Người đàn ông trung niên nói. Triệu Đại nói, ông chủ, tôi. Người đàn ông trung niên trực tiếp ngắt lời anh ta, Triệu Đại, tôi nói cho anh biết, bây giờ anh bị tòa soạn đuổi việc. Nói xong người đàn ông trung niên cúp điện thoại, chỉ còn lại Triệu Đại ngẩn người. Nửa tháng sau,
Đường Tuấn đứng ở băng tuyết quốc độ, nhìn lại phương hướng mình đã tới, ánh mắt phức tạp. Hôm nay, anh sẽ rời khỏi trái đất. Anh đã mất nửa tháng để thu xếp ổn thỏa mọi thứ trên trái đất và cố gắng hết sức để nâng tu vi đám người Hàn Đông Ly, Hoa Tiểu Nam đến giới hạn mà họ hiện có thể đạt được. Mặc dù lần này ra tay với tòa thánh đủ để khiến mọi thế lực trên trái đất khiếp sợ trong thời gian ngắn, nhưng để tránh việc ngoài ý muốn, anh vẫn chuẩn bị kỹ càng, miễn cho đến lúc trở về là thảm kịch phát sinh. Khi nào thực lực chủ nhân cường đại rồi trở lại cũng được. Bên cạnh Đường Tuấn, Thủy Dị nói. Lần này anh bí mật rời khỏi trái đất, bởi vì tiên lộ không được mở ra hoàn toàn, vì vậy Đường Tuấn chỉ mang theo Thủy Dị. Bên ngoài lãnh thổ, nguy hiểm vô cùng. Theo như lời Thủy Dị nói, tốt hơn là ở lại trái đất mà không có sức mạnh của Đại Thần Thông Giả, nếu không sẽ trở thành gánh nặng cho Đường Tuấn. Đi nào! Đường Tuấn thu hồi tâm tư, bước vào giữa trận pháp tiên lộ. Không ngờ trái đất vẫn tồn tại loại trận địa truyền thống thế này. Tôi mơ hồ có thể thấy được nền văn minh tu chân trên trái đất thời đó thịnh vượng và hùng mạnh như thế nào. Đáng tiếc, trái đất bây giờ đã bị suy đồi vì thiên khí cho địa, cho dù thiên địa khôi phục cũng không thể như trước kia. Thủy Dị nhìn vào trận pháp dưới chân mình, tấm tắc lấy làm lạ, trên mặt lộ ra tia đau thương. Đường Tuấn cau mày nói, cái gì là thiên khí chi địa? Thủy Dị nói, trái đất cũng là một ngôi sao tu luyện hàng chục nghìn năm trước. Tuy không thể so sánh với những thế giới tu luyện cùng lúc đó, nhưng nó cũng phi thường không kém và đã sản sinh ra rất nhiều người mạnh mẽ. Vì vậy, nó khá nổi tiếng trong vũ trụ. Thật đáng tiếc là cách đây hàng vạn năm, địa cầu dường như đã đắc tội đến một đại nhân vật nào đó, cường giả trên trái đất lần lượt ngã xuống vì điều này. Cuối cùng đại nhân vật kia thiết hạ một phong ấn trên trái đất và trở thành một hành tinh chết, người tu hành đang ngày càng giảm sút. Đây là nguồn gốc của thiên khí chi địa. Đường Tuấn vừa nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, đại nhân vật nào? Thủy Dị lắc đầu và nói, tôi không biết điều này, nghe nói là một chí cường giả trong 10 người mạnh nhất trong thập đại thiên hà thế giới. Loại đại nhân vật đó, có khả năng thông thần, trích tinh lấy nguyệt chỉ là những điều bình thường. Và nó không phải là điều mà người bình thường có thể đoán được. Chương 1678, tôi vẫn đánh giá bản thân quá cao. Vẻ mặt Đường Tuấn ngưng trọng. Anh đã học được một số điều trong vũ trụ từ miệng của Thủy Dị. Vũ trụ là vô tận, chia thành nhiều thế giới lớn nhỏ, có vô số thế giới nhỏ, thế giới lớn có khoảng 3.000. Trong 3.000 thế giới, thập đại thiên hà thế giới là mạnh nhất. Đường Tuấn không ngờ rằng chính người của thập đại thiên hà thế giới đã phong ấn trái đất. Thủy Dị liếc nhìn Đường Tuấn, thở dài trong lòng nói, với tài năng của chủ nhân, nếu bất tử, có lẽ sẽ có cơ hội đạt tới cảnh giới của đại nhân vật kia nếu tu luyện hàng vạn năm, giả đất phong cầu. Ừ, Đường Tuấn đáp, không có biểu cảm gì. Dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung trong lòng, Đường Tuấn đổ máu của Thái Cổ Thánh Viên vào trận pháp, đồng thời lấy ra hàng trăm khối nguyên thạch trong nhẫn không gian. Một hơi đốt cháy tất cả. Nguyên khí dồi dào hùng vĩ hòa vào đại trận pháp, chiếu sáng các ký hiệu trên đại trận pháp. Một chùm sáng sáng lên, bao trùm Đường Tuấn và Thủy Dị. Hào quang chợt lóe, Đường Tuấn và Thủy Dị biến mất trong đại trận pháp. Đau quá, đau quá. Đây là cảm giác duy nhất của Đường Tuấn, cơ thể như bị vô số lưỡi dao sắc bén cứa vào. Chủ nhân, đây là sức mạnh không gian. Chỗ ngồi đến tiên lộ này đòi hỏi quá nhiều năng lượng. Năng lượng đó chỉ có thể vừa vặn kích hoạt, nhưng cũng không đủ để kích hoạt biện pháp bảo vệ. Thanh âm đau khổ của Thủy Dị truyền vào tai Đường Tuấn. Đường Tuấn không thể nhận thức được vị trí của Thủy Dị, trong hoàn cảnh này, có vẻ như ngay cả ý thức của anh cũng đã bị cắt vụn. Cũng may là tôi không đưa ai khác đến đây, Đường Tuấn cảm thấy có chút cảm kích. Thể chất hiện tại của anh đã đạt tới cấp độ của cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng trước sức mạnh của không gian, có cảm giác thể chất có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Nếu như là đám người Hàn Đông Ly, Hoa Tiểu Nam e rằng họ sẽ bị sức mạnh không gian quét sạch, không còn sót lại chút gì. Đường Tuấn không để ý rằng trong không gian có sức mạnh vô hình cắt giữa, thân thể của anh phát ra ánh sáng yếu ớt, một chút sức mạnh không gian thật sự bị cơ thể hấp thu. Phù phù. Nó giống như âm thanh của một con cá bị ném từ sông lên mặt đất. Đường Tuấn và Thủy Dị lần lượt từ trong không gian rơi xuống đất, trên người hai người lúc này đầy vết sẹo, khí tức suy yếu đến cực điểm. Hai người nhìn nhau không khỏi cười khổ. Tôi vẫn đánh giá bản thân quá cao. Cười tự giễu, Đường Tuấn nhanh chóng vùng vẫy đứng dậy, chậm rãi vận hành thần tàng quyết,
từng chút một hấp thụ sinh khí của trời đất xung quanh. Vừa chữa thương, anh vừa liếc nhìn Thủy Dị ở một bên. Thương thế của Thủy Dị còn nặng hơn anh, máu me bê bết, trên người không có chỗ tốt, nằm trên mặt đất thậm chí không thể ngồi dậy được. Nếu không phải vì bộ ngực hơi nhấp nhô của cậu ta, chỉ sợ nghĩ cậu ta đã chết. Sở dĩ vết thương của Đường Tuấn nhẹ hơn Thủy Dị là do thể chất của anh rất cường tráng và không thể thiếu thần tàng quyết. Gần nửa giờ sau, vết thương của Đường Tuấn mới lành lại một chút, nhưng nụ cười chua xót trên mặt càng đậm hơn, không ngờ thương tổn trên cơ thể lại nghiêm trọng như vậy, nguyên khí gần như cạn kiệt, sức mạnh hiện tại có khi không bằng 1% của trước đó. Chương 1679, hai người là ai? Lúc này, ngoại trừ bộ quần áo rách dưới, bộ dáng bên ngoài anh đã không còn nhìn ra thương tích, không khác người bình thường là bao. Nhưng thương thế bên ngoài của Thủy Dị vẫn chưa được chữa trị. Truyền một luồng nguyên khí vào Thủy Dị, giúp cậu ta ổn định chấn thương. Đường Tuấn nhìn cảnh vật xung quanh. Lúc này hai người đang nằm trên một bãi cỏ, xung quanh là núi rừng, phía xa là núi non vô tận. Xa xa có thể nghe thấy tiếng gầm rú của quái vật trong núi rừng. Dựa vào độ dày nguyên khí ở đây, thương thế của mình cần ít nhất phải nửa tháng mới có thể bình phục. Đường Tuấn ước định thời gian trong lòng, cảm giác khủng hoảng mãnh liệt quét qua tâm trí. Không có ai sức lực, loại cảm giác yếu ớt này đã lâu không trải qua. Phải mau chóng rời khỏi đây, nếu không trời tối, tôi sợ rằng sẽ thu hút dị thú cường đại. Vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng Đường Tuấn đã có quyết định. Anh có thể cảm giác được rất nhiều dị thú cường đại ẩn nấp trong rừng núi rậm rạp, thậm chí loại khí tức này còn có thể cảm nhận được rất xa, ít nhất phải là yêu thú ở cảnh giới nguyên đan. Giờ phút này, anh đang bị thương nặng, thực lực chỉ có thể chống đỡ được cảnh giới nguyên đan sơ kỳ, hoàn toàn không phải đối thủ của những yêu thú cường đại này. Nâng Thủy Dị lên, Đường Tuấn đang định rời đi thì một âm thanh bén nhọn xuyên gió đột nhiên vang lên. Ầm ầm. Hai mũi tên nỏ to bằng cánh tay trẻ em với giày cộp đóng đinh trước mặt hai người, chỉ cách một bước. Mũi tên nỏ sáng chói, hằn sâu một rãnh máu rất đáng sợ. Nếu vừa rồi Đường Tuấn tiến thêm một bước nữa, mũi tên nỏ đã có thể xuyên qua cơ thể anh. Trong tình trạng hiện tại, dù anh không chết cũng sẽ bị thương nặng. Hai người là ai? Ngay sau đó, một tiếng hét vang lên. Ồ! Hơn một chục con quái thú ngoài hành tinh đang giương cánh bay đáp xuống trước mặt hai người Đường Tuấn. Những quái thú ngoài hành tinh này trông tương tự như hổ, nhưng chúng có kích thước lớn hơn gấp 2 đến 3 lần, với đôi cánh màu đen sáng lấp lánh, một cú va chạm sợ rằng cũng có thể cắt đứt kim thiết. Từ phương diện khí tức mà nói, thực lực của dị thú đã đạt tới cảnh giới thần hải trung kỳ, hai con đứng đầu đã đạt tới cực cảnh. Trên lưng những con dị thú kỳ lạ này là một nhóm lính canh, tỷ nữ cùng hai thanh niên nam nữ. Trưởng công chúa, không ngờ lần săn yêu thú này, thay vì săn yêu thú cảnh giới nguyên đan, ngược lại săn tới hai người. Đây là biên giới giữa Long Huyết Quốc và Thiên Hồ Quốc, nói không chừng hai người này là gián điệp Thiên Hồ Quốc phái tới. Để tôi giết hai tên này, he he. Ở phía trước đầu của con thú kỳ lạ, một thanh niên nắm chặt một cây cung to lớn, liên tục cười lạnh nhìn hai người Đường Tuấn. Cây cung khổng lồ đã được cong thành hình mặt trăng tròn, và hai mũi tên cùng kiểu với những mũi tên trên mặt đất đã sẵn sàng để bắn. Đủ rồi, Trần Xuân Du, hai người này tu vi thấp kém như vậy, làm sao có thể làm gián điệp của Thiên Hồ Quốc? Trên một con quái thú kỳ dị khác bên cạnh thanh niên, một người mặc Âu phục lộng lẫy, làn da như mỡ đặc, hai mắt như sao, ánh mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm thản nhiên, cô nhẹ giọng nói. Chương 1680, Hồi Phủ. Theo đánh giá của cô, tu vi Đường Tuấn không đến cảnh giới nguyên đan. Về phần Thủy Dị, nhìn dáng vẻ hấp hối, phỏng chừng cảnh giới nguyên đan cũng không có. Có một cỗ hương vị chân thật trong giọng điệu của anh ta. Đường Tuấn cũng đang quan sát hai người, căn cứ tu luyện của hai nam nữ trẻ tuổi này đều ở cảnh giới nguyên đan sơ kỳ, mười mấy chiến giáp bảo vệ phía sau đều là cực cảnh, ngoại trừ hai cảnh giới nguyên đan. Với sức mạnh của Đường Tuấn trước đây, giết chết hai sức mạnh nhỏ bé này chỉ bằng một cái búng tay, nhưng bây giờ anh đang bị thương nặng, bên người còn mang theo đứa con ghẻ Thủy Dị, sức mạnh này có chút không dễ đối phó. Khi thiếu nữ hỏi lại, trái tim Đường Tuấn như vỡ òa. Anh không biết gì ở đây, làm sao anh có thể trả lời được? Ai biết tên Trần Xuân Du, người đang cầm cây cung khổng lồ, chế nhạo một tiếng nói có thể đoán ra được. Nhìn bộ dạng thê thảm của hai tên này, hẳn là vì cỏ thanh u trong rừng vạn yêu. Anh ta nhìn trưởng công chúa đùa cợt, nói có được cỏ thanh u,
cậu có thể cưới trưởng công chúa của Long Huyết Quốc làm vợ, tương lai có cơ hội trở thành quốc chủ của Long Huyết Quốc, loại chuyện tốt thế này, ai muốn bỏ qua cơ chứ? Trưởng công chúa, chuyện tương tự thế này, gần đây đã xảy ra nhiều. Thần sắc trưởng công chúa cứng ngắc trừng mắt nhìn thiếu niên, nhưng rốt cuộc không có hỏi Đường Tuấn nữa. Cậu đã vì cỏ thanh u mà chịu tổn thương, trong khoảng thời gian này hãy nghỉ ngơi ngay tại phủ của tôi đi. Chờ vết thương hồi phục rồi hẵng rời đi, trưởng công chúa nhẹ nhàng nói. Trần Xuân Du giật mình, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Biết vậy vừa rồi mình không nên khách sáo, bắn chết hai tên này bằng một mũi tên cho xong. Nhưng khi nhìn thấy hai tên kia giống như cách cái chết không xa, anh ta lập tức an tâm. Hai người này có thể ảnh hưởng đến anh ta sao? Trưởng công chúa là của riêng anh ta, Long Huyết Quốc cũng là của riêng anh ta. Tất cả điều này đã được quyết định khi anh ta được Thiên Huyền Tông chọn làm đồ đệ. Trở về đi, vẻ mặt trưởng công chúa có chút mệt mỏi nên mời một người tỳ nữ đến, nhờ cô ta thu xếp cho Đường Tuấn. Đường Tuấn do dự rồi đem Thủy Dị và tỳ nữ ngồi trên lưng một con quái thú lạ. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Đường Tuấn và Thủy Dị, người tỳ nữ trẻ tuổi càng thêm tức giận, lẩm bẩm nói, cỏ thanh u không phát hiện ra, vậy mà mang về hai người vô dụng. Nếu chuyện này đi ra ngoài, mỗi người cũng như thế thì sao, trong phủ của công chúa càng có thêm nhiều tên ăn nhờ. U Liên, giọng trưởng công chúa vang lên. Tỳ nữ U Liên nhe ra cái lưỡi nhỏ. Nói tôi biết rồi trưởng công chúa. Nói vậy, U Liên vẫn nhìn Đường Tuấn với ánh mắt khinh bỉ sâu sắc. Hai kẻ mà tu vi còn không sánh được với cô ta, chẳng phải chỉ là kẻ vô dụng sao? Nghĩ đến những điều này, U Liên thoáng lộ ra vẻ tự hào. Trong phủ công chúa, cô ta là người tỳ nữ có tu vi khá mạnh, đạt tới thần hải cực cảnh, trưởng quản nội vị trong phủ trưởng công chúa. Hồi phủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1681 căn bản là nơi để đồ lặt vặt. Trưởng công chúa hô một tiếng, tất cả những con dị thúc đồng thời bay lên, nhanh chóng bay lên trời, và bay về một hướng nhất định. Đường Tuấn và Thủy Dị ngồi trên lưng dị thú, một bên chữa thương, một bên lắng nghe nhóm người trò chuyện. Chẳng bao lâu, Đường Tuấn đã biết được một vài chuyện từ cuộc đối thoại giữa một số người. Nơi họ đặt chân đến là nơi giao nhau của Long Huyết Quốc, Thiên Hồ Quốc và rừng Vạn Yêu. Người được gọi là trưởng công chúa là Long Diên, con gái duy nhất của Long Dần, quốc chủ Long Huyết Quốc, về phần người thanh niên trẻ tuổi là Trần Xuân Du, con trai của Trần Hựu, quốc sư Long Huyết Quốc. Một năm trước, quốc chủ của Long Huyết Quốc trong khi tu hành đã tẩu hỏa nhập ma, muốn chữa khỏi chỉ có cỏ thanh u. Mà cỏ thanh u chỉ được tìm thấy ở nơi sâu nhất trong rừng Vạn Yêu, nơi có rất nhiều nguy hiểm, thậm chí có cả yêu thú cảnh giới Nguyên Anh thường xuyên xuất hiện. Người tu hành mạnh nhất của Long Huyết Quốc là quốc chủ Long Huyết Quốc, người đã đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn trong quá trình tu luyện của mình. Nhưng loại thực lực này vẫn không đủ để tiến vào nơi sâu nhất của rừng Vạn Yêu. Để có được cỏ thanh u, Long Diên đã hứa rằng người có thể đưa cho cô cỏ thanh u, cô ấy sẽ kết hôn với người đó. Chỉ nhận cỏ chứ không nhận người. Trong một khoảng thời gian, đã có không biết bao nhiêu người tu hành ở Long Huyết Quốc và Thiên Hồ Quốc mạo hiểm xông vào rừng Vạn Yêu. Nhưng cho đến nay vẫn chưa nghe nói có ai lấy được cỏ thanh u. Chẳng mấy chốc, một nhóm người đã đến phủ của trưởng công chúa, Trần Xuân Du đưa họ trở lại phủ hồi sư. Trước khi rời đi, ánh mắt nhìn hai người Đường Tuấn thật sâu. Sau khi vào phủ công chúa, Long Diên nhờ U Liên sắp xếp cho hai người Đường Tuấn, nhưng cô cũng không để ý tới. Đối với cô, việc giải cứu Đường Tuấn chỉ là một hành động bình thường, và cô thậm chí còn không nghĩ đến việc mình sẽ nhận được gì từ họ. Hơn nữa cô ta còn là trưởng công chúa của Long Huyết Quốc, hai người còn chưa ở cảnh giới nguyên đan này có thể cho cô ấy cái gì. Trong phủ công chúa, ngay cả những tôi tớ thấp kém nhất cũng có tu vi cảnh giới thần hải. U Liên dắt hai người Đường Tuấn đi dạo một lúc trong phủ công chúa, rồi dừng lại trước một ngôi nhà. Trước cửa nhà này vẫn còn rất nhiều đồ lặt vặt chất đống, căn bản là nơi để đồ lặt vặt, còn đâu để mọi người nghỉ ngơi. Ở lại đây, chăm sóc vết thương cho tốt. Đừng chạy lung tung. Khi vết thương lành thì mau chóng rời đi, đừng nghĩ nhân cơ hội nương nhờ trưởng công chúa. Không có Long Diện ở bên, U Liên sẽ không lịch sự với hai người Đường Tuấn. Sau khi nói những lời này, U Liên vênh váo rời đi. Chủ nhân, vết thương của Thủy Dị cũng đã lành, ít nhất thoạt nhìn trông không yếu ớt như vậy. Đây là nơi nào, cách tổ tinh của Hắc Ám Ma tộc các cậu còn bao xa?
Đường Tuấn hỏi. Anh cần đến một tu chân đại tinh, có thể cho anh nhanh chóng cải thiện thực lực của mình. Mà một nơi nhỏ bé như Long Huyết Quốc này, người mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới nguyên đan viên mãn thì còn lâu mới đạt được yêu cầu của anh. Chương 1682 chờ tĩnh dưỡng xong rồi mới đi. Lúc này Trần Xuân Du đã trở về phủ quốc sư, cha anh là Trần Hữu chắp hai tay sau lưng đứng ở trong sân, ông ta ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm sâu thẳm. Lại ra ngoài với Long Diên à, biết được tung tích của cỏ thanh u rồi sao? Trần Hữu hỏi. Nụ cười trên mặt Trần Xuân Du chợt biến mất, anh kính cẩn nói không, nhưng vừa rồi Long Diên vừa đưa được hai người về, hiện đang để họ ở phủ công chúa. Là hai tên vì cỏ thanh u mà bỏ cả mạng sống. Trần Xuân Du không dám giấu giếm, hơn nữa chuyện xảy ra ở tổ hành chính cũng không phải bí mật gì của cha anh. Trần Hữu, một tiếng, vẫn tiếp tục chủ đề này, con cũng nên đến Thiên Huyền Tông đi, tổ hành chính nhỏ quá, Thiên Huyền Tông là tông môn mạnh nhất trên tinh cầu này nắm giữ tinh đồ và công pháp thần cấp. Chỉ cần con có thể trở thành đệ tử chân truyền của Thiên Huyền Tông thì loại nữ nhân như Long Diên con muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hai ngày nữa tứ trưởng lão của Thiên Huyền Tông sẽ đi qua tổ hành chính, đến lúc đó, con cùng ông ấy đi đi, tranh thủ luyện nguyên đan sớm chút. Trần Xuân Du nắm chặt tay, trên mặt anh hiện rõ vẻ mong chờ. Thiên Huyền Tông tự xưng là môn phái có chiến lực cảnh giới nguyên anh. Những người tu hành ngưng luyện được nguyên đan nhị đẳng màu bạc như anh ở tổ hành chính đã coi như thiên tài nhưng ở Thiên Huyền Tông lại vô cùng bình thường. Bởi có không ít những đệ tử yếu kém nhất của Thiên Huyền Tông cũng ngưng luyện được nguyên đan nhị đẳng, kim đan nhất đẳng. Trên tinh cầu này có gần trăm quốc gia như tổ hành chính nhưng Thiên Huyền Tông lại chỉ có một, đó là nơi mà tất cả những người tu hành đều tha thiết ước mơ. Cha, con muốn dùng huyền giáp vệ một chút, Trần Xuân Du nói. Huyền giáp vệ là đội vệ binh mạnh nhất phủ quốc sư, dù chỉ có 10 người nhưng tu vi mỗi người ít nhất đều đạt đến cảnh giới nguyên đan, để bồi dưỡng nên đội vệ binh như vậy cũng không dễ dàng đâu. Con muốn làm gì, Trần Hữu khẽ nhíu mày. Trần Xuân Du nói, con muốn huyền giáp vệ thay con giết hai người. Hình ảnh của Đường Tuấn và Thủy Dị hiện lên trong đầu khiến trong lòng Trần Xuân Du bắt đầu nổi lên sát ý. Trần Hữu nói, thực lực của người đó thế nào? Ngoặc kép. Một người trọng thương sắp chết, còn một người nữa mạnh nhất cũng mới vào nguyên đan. Chính là hai người bị Long Diên đưa vào phủ công chúa. Con không tiện ra tay nên mới muốn huyền giáp vệ ra tay, một người trong huyền giáp vệ là đủ rồi. Trần Xuân Du suy nghĩ một chút. Mỗi một người trong huyền giáp vệ đều bồi dưỡng ra từ núi thây biển máu, thực lực của bọn họ so với những người tu hành cùng cảnh giới mạnh hơn gấp 3 lần. Trần Hữu nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Ông ta hiểu rất rõ đứa con trai này của mình, thiên phú không tệ nhưng là người không có tính kiên nhẫn. Nhưng hai ngày nữa anh đã trở thành đệ tử chính thức của Thiên Huyền Tông rồi, để anh làm loạn thêm lần nữa cũng không sao mà. Cha cho con hai người của huyền giáp vệ. Sau khi xong chuyện rồi con phải ngoan ngoãn tu hành ở Thiên Huyền Tông cho cha. Sớm ngày ngưng tụ thành nguyên đan nhất đẳng, Trần Hữu trầm giọng nói. Trần Xuân Du vô cùng mừng rỡ, hai người huyền giáp vệ là đủ rồi. Đường Nghiêu và Thủy Dị đang chữa trị trong phủ trưởng công chúa. Theo lời đám người Long Diên nói lúc trước thì Thiên Huyền Tông là thế lực mạnh nhất trên tinh cầu này, ở đó rất có thể cũng có cao thủ đạt cảnh giới đại thần thông giả. Vậy nên muốn lấy tinh đồ từ trong tay đối phương sợ cũng không dễ gì. Tầm khoảng nửa tháng thôi, chờ tĩnh dưỡng xong rồi mới đi. Đường Tuấn thấp giọng lẩm bẩm. Hai người nói với nhau vài câu, bỗng có một người đi phía sau lưng Đường Tuấn và Thủy Dị, bước chân chậm chậm, một viên nguyên đan màu bạc từ lòng bàn tay kẻ này nhảy ra, sức ép nặng nề tràn ra sắp sân. Chương 1683, Huyền Cửu. Muốn trách, thì trách các anh không nên đắc tội với cậu chủ. Tiếp sau hãy nhớ rằng có một số người không thể đắc tội được. Huyền Cửu cười lạnh nói. Địa sát thương. Hét nhẹ một tiếng, nguyên lực bàng bạc ở trong tay Huyền Cửu ngưng tụ thành một cây trường thương màu đen. Anh ném mạnh, địa sát thương bắn ra ngoài, trong không khí phát ra tiếng gào thét bén nhọn. Kết thúc rồi. Huyền Cửu vỗ tay, phảng phất như đánh chết một con ruồi. Cậu nói đúng, có vài người quả thật các cậu không nên đắc tội. Dưới ánh mắt chăm chú của Huyền Cửu, tiểu quỷ, bị thương nhẹ kia đứng ra, khóe miệng gợi lên ý cười. Sau đó, ông nắm lấy bàn tay của mình. Ha ha! Địa sát thương do nguyên lực cấu thành, dĩ nhiên bị hắn nắm trong tay. Sắc mặt Huyền Cửu đại biến, phải biết rằng địa sát thương này chính là bí kỹ của huyền giáp vệ, do sát khí cùng nguyên lực trong cơ thể cấu thành,
có khí tức âm độc cùng ăn mòn mãnh liệt. Học. Huyền Cửu sửng sốt, cổ tay Đường Nhiêu vừa chuyển, địa sát thương dùng tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Huyền Cửu, mau né đi, thanh âm của Huyền Thất vang lên phía sau. Tôi không tin. Trong lúc này, sắc mặt Huyền Cửu hiện lên một tia ngoan sắc, hắn chính là Huyền Giáp Vệ bài danh thứ 9, đặt ở tổ hành chính cũng được coi là cao thủ, sao có thể bị loại hạng người vô danh này đánh bại. Thân hình Huyền Cửu bành trướng lên, dưới hắc y có làn da có ánh sáng bạc trắng lắt chảy. Huyền Giáp, biến. Huyền Cửu quát nhẹ, hai tay to gấp đôi mạnh mẽ một lồng, muốn tiếp hạ sát thương. Ha ha. Sát thương Huyền Cửu nhất tiếp xúc, trên thân thương bộc phát ra một cỗ cự lực khủng bố. Dưới tình huống hắn sử dụng Huyền Giáp biến, cũng không thể làm cho địa sát thương trì hoãn một lát. Trong ánh mắt kinh hãi của hắn, địa sát thương lập tức xuyên qua ngực hắn. Oanh. Cự lực trên địa sát thương vẫn như cũ không có tiêu lui, sâu chuỗi Huyền Cửu thế nhưng hướng Huyền Thất bắn tới, mũi thương từ sau tim Huyền Cửu lộ ra, mang theo vết máu đỏ tươi, mà khí tức của Huyền Cửu lại là tiêu tán từng chút một. Huyền Cửu. Ánh mắt Huyền Thất cực kỳ đau lòng, anh khàn giọng kêu. 10 người Huyền Giáp Vệ ở bên nhau không biết bao nhiêu năm, trải qua vô số máu và lửa, tình cảm vô cùng thâm hậu, thân như huynh đệ. Không nghĩ tới một lần hành động vốn không đáng có lại tổn thất một vị huynh đệ. Tôi muốn anh chết, Huyền Giáp biến, biến thứ 6, ngoặc kép. Chương 1684 Huyền Thất tuyệt đối không phải là đối thủ. Trong ánh mắt Huyền Thất tràn đầy oán hận, khí tức trên người đột nhiên tăng cường gấp mấy lần, một viên nguyên đan ở giữa mi tâm hắn vận chuyển với tốc độ cao. Tốc độ quá nhanh, thế cho nên nguyên đan phảng phất tùy thời có thể sụp đổ. Sau khi duỗi tay ra, lùi hai bước triệt tiêu cỗ lực lượng kia, Huyền Thất đỡ được Huyền Cửu. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy ánh mắt của Huyền Cửu tan rã, sinh mệnh đã hết, người này chết rồi. Huyền Cửu. Thân thể của Huyền Thất run lên, cặp mắt trở nên đỏ đậm, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Đường Tuấn sát ý trong con ngươi như muốn tràn ra bên ngoài. Đường Tuấn lúc này hơi thở hổn hển, thân thể trọng thương chịu đựng không nổi vết thương phát sinh lúc nãy. Huyền Giáp Vệ chán sống hay sao? Dám động thủ ở bên trong phủ công chúa của ta. Ngay lúc này có một tiếng quát vang lên từ sâu bên trong phủ công chúa. Mấy bóng người lóe lên rồi xuất hiện bên trong cái sân nhỏ này, vừa vặn chắn ở trước mặt Đường Tuấn cùng với Huyền Thất. Một người trong số đó chính là Long Diên, ở bên cạnh cô ta còn có hai bà lão tóc bạc trắng. Cường độ khí tức của hai bà lão vậy mà đạt đến trình độ cảnh giới nguyên đan hậu kỳ. Lúc nãy khi Huyền Thất bạo phát khí thế làm phá vỡ phong ấn ở trong sân đã kinh động mấy người Long Diên ở bên trong phủ công chúa. Đường Tuấn thấy thế thì nguyên khí đã tích tụ cũng tản ra. Huyền Thất mặc dù sử dụng bí thuật làm cho thực lực tăng mạnh lên không ít nhưng đối với Đường Tuấn cũng chỉ là một chút phiền phức mà thôi, trả giá một chút là đã có thể giải quyết. Trưởng công chúa, U Minh nhị lão. Huyền Thất liếc nhìn ba người ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu chỉ là một trưởng công chúa anh ta cũng không để vào mắt, nhưng U Minh nhị lão là người được phủ công chúa cung phụng, bất kể là kẻ có thực lực đạt đến cảnh giới nguyên đan hậu kỳ, liên thủ lại thậm chí có thể chiến một trận với cảnh giới nguyên đan viên mãn. Huyền Thất tuyệt đối không phải là đối thủ. Nơi này không phải phủ quốc sư, Huyền Giáp Vệ dám ở chỗ này động thủ không sợ phụ hoàng của ta giáng tội sao? Long Diên trầm giọng nói. Huyền Thất ánh mắt hung ác nhìn Đường Tuấn giọng điệu nửa uy hiếp nói, trưởng công chúa đem anh giao cho tôi liền rời khỏi đây, bằng không Huyền Giáp Vệ chúng tôi cũng không phải người ăn chay. U Minh nhị lão tuy mạnh nhưng bên trong Huyền Giáp Vệ chúng tôi không hẳn là không có ai có thể sánh ngang. Dám uy hiếp công chúa, hừ, hai bà lão hừ lạnh một tiếng, thân thể của Huyền Thất liền run lên. Tí tách, trước người của Huyền Thất có máu tươi chảy xuống. Long Diên thở dài khoát tay áo một cái nói, người đi đi, trở về nói cho quốc sư, phủ công chúa của ta không phải là kẻ nào cũng có thể xông vào. Ban nãy U Minh nhị lão hợp lực một lúc đã cắt nát hết tất cả sinh cơ trong cơ thể của Huyền Thất. Chương 1685, có một ít. Công chúa, người đó là ai? U Minh nhị lão đánh giá Đường Tuấn một chút. Long Diên liếc mắt nhìn Đường Tuấn tựa như đang có điều suy nghĩ, lại khoát tay áo để cho U Minh nhị lão rời đi trước. Không ngờ cậu có thể giết chết một Huyền Giáp Vệ, nhìn dáng vẻ hẳn là tu luyện công pháp rất khá. Long Diên đánh giá cao Đường Tuấn một chút, chợt thấp giọng nói, có điều cậu phải cẩn thận Huyền Giáp Vệ trả thù,
nhìn dáng vẻ của cậu, tu vi cao nhất gần đạt đến nguyên đan trung kỳ. Làm tán tu thì chút tu vi ấy đã xem như là rất tốt, nhưng đối với huyền giáp vệ mà nói thì còn lâu mới đáng để vào mắt. Vừa nãy nếu ta đến chậm một bước thì cậu sợ rằng đã bị đối phương làm cho trọng thương. Long Diên dừng lại một chút mới nói tiếp, nếu như ta đoán không sai, người vừa nãy chắc hẳn là huyền thất, xếp hạng thấp ở trong huyền giáp vệ. Nếu hôm nay cử ra cao thủ từ huyền tam trở lên thì chỉ sợ cậu hiện tại đã chết rồi. Vậy công chúa cảm thấy ta nên làm gì đây? Thấy Long Diên nói một hồi lâu như vậy, Đường Tuấn sao có thể không biết đối phương còn có những suy tính khác? Con người của Long Diên đảo một vòng, ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Đường Tuấn, ánh mắt lưu chuyển vậy mà lộ ra ba phần nhu tình, đôi môi anh đào hé mở, ta có một biện pháp chẳng những làm có cậu có thể không cần lo lắng quốc sư trả thù, mà còn tương lai nói không chừng ngay cả ta cũng phải dựa cả vào cậu. Đường Tuấn cố ý lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Trong mắt Long Diên lóe ra nụ cười như ý nói, mấy ngày nữa bốn trưởng lão Thiên Huyền Tông sẽ đi đến nước Long Huyết, chuyến này của ông ta là để mang Trần Xuân Du trở về tông môn, nước Long Huyết của ta tương tự cũng có thể cho cậu một danh ngạch. Chỉ cần cậu gia nhập Thiên Huyền Tông, lấy thiên phú của cậu nhất định sẽ nhanh chóng có thể nổi bật hơn mọi người, đến lúc đó huyền giáp vệ nhỏ nhoi căn bản không phải là đối thủ của cậu. Công chúa thật sự đồng ý đem danh ngạch đó cho ta. Đường Tuấn nghi ngờ. Đương nhiên, lẽ nào cậu không tin ta sao? Long Diên biểu hiện ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, dường như rất đau lòng. Đã như vậy thì tôi đồng ý. Đường Tuấn dáng vẻ như thanh niên sung mãnh không sợ bất cứ điều gì. Long Diên nhất thời vui vẻ ra mặt nói, vậy thì ta chúc mừng cậu trước. Đường Tuấn bỗng nhiên nói, công chúa, cô có nguyên thạch không? Long Diên ngẩn ra. Cô quả thật là có nguyên thạch, nhưng cái này lúc bản thân cô tu luyện đều cần dùng đến. Mặc dù là trưởng công chúa của nước Long Huyết nhưng cô cũng không có bao nhiêu nguyên thạch. Có một ít, Long Diên gật đầu. Đường Tuấn trong phút chốc lộ ra ý cười toan tính. Một lát sau Long Diên mang vẻ mặt đau lòng đi ra khỏi sân mà trong tay Đường Tuấn vậy mà có thêm mấy chục khối nguyên thạch. Lý do của Đường Tuấn rất đơn giản, trên người anh mang thương tích đến lúc đó không phát huy ra được thực lực sẽ không được tuyển vào Thiên Huyền Tông. Long Diên ngay cả lời từ chối cũng không nói ra được. Đường Tuấn nhìn nguyên thạch trong tay, nụ cười trên mặt càng nồng đậm, có số nguyên thạch này chắc hẳn tôi có thể khôi phục được 1/10 thực lực. Công chúa, danh ngạch vào Huyền Thiên Tông không phải đã cho Trần Xuân Du sao? Bên trong phủ công chúa, U Minh Nhị lão hỏi. Long Diên cười lạnh nói, vậy thì sao? Đến lúc đó tìm cơ hội để cậu ta giao đấu với Trần Xuân Du ở ngay trước mặt bốn vị trưởng lão của Thiên Huyền Tông, nếu như thắng thì cậu ta nhất định sẽ mang ơn ta. Nếu như thua thì cậu ta không phải đã giết chết huyền giáp vệ sao? Vậy coi như cũng đã cho phủ quốc sư cái ân tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1686, thân thể tựa như mạnh hơn. U Minh Nhị lão nghe vậy con ngươi nhất trời sáng lên, mưu kế của công chúa rất hay, nhìn tên nhóc đó bị công chúa làm cho say mê đến xoay vòng vòng, làm sao có thể biết được tất cả đều bị công chúa nắm trong lòng bàn tay. Hai người U Minh Nhị lão mặc dù không có ở đây nhưng tinh thần bao trùm khắp phủ công chúa, tất nhiên vô cùng rõ ràng những phát sinh lúc nãy. Nhân lúc này mau để cho người đi tìm cỏ thanh u, chỉ cần thương thế phụ hoàng của ta ổn rồi, tất cả đều dễ xử lý. Long Diên nói. U Minh Nhị lão gật đầu đồng ý. Mà trong phủ quốc sư lúc này huyền thất cõng huyền cửu quỳ trên mặt đất, đem đại khái chuyện xảy ra ở bên trong phủ công chúa nói qua một lượt. Sau khi nói xong huyền thất bất động. Cứ như thế mà chết đi. Oanh. Được lắm Long Diên, Trần Hữu một trường đập nát chiếc bàn, trong con người ngập tràn lửa giận. Trần Xuân Du bên cạnh nơm nớp lo sợ, mỗi một huyền giáp vệ đều tốn rất nhiều tài nguyên của phủ quốc sư để bồi dưỡng, chết một người cũng là tổn thất khổng lồ, mà bây giờ chết hẳn hai người, đây là chuyện chưa từng có. Con không phải nói tên kia trọng thương sao, chỉ là cảnh giới nguyên đan sơ kỳ sao? Trần Hữu nghi ngờ nhìn về phía con trai, cảnh giới nguyên đan sơ kỳ có thể tiếp được địa sát thương, còn nhân tiện phản kích. Cha, âm thanh của Trần Xuân Du có chút run cầm cập. Có thể hai người kia là quân cờ của Long Diên, có điều chỉ như thế đã muốn đối phó ta thì vẫn còn chưa đủ. Con đem chuyện này thông báo cho những người khác của huyền giáp vệ, đồng thời cho người luôn quan sát phủ công chúa, ta muốn cho kẻ đó chết. Trần Hữu cắn răng nói. Bên trong khu nhà nhỏ yên tĩnh âm u. Đường Tuấn cầm lấy mấy khối nguyên thạch trong tay,
mỗi lần anh hít thở thì nguyên khí bên trong nguyên thạch đều bị anh nuốt chửng. Nguyên thạch thủy tinh lập lòe ánh sáng lộng lẫy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được dần trở nên xám trắng, cuối cùng hóa thành một đống bột màu trắng. Miễn cưỡng khôi phục 1/10 tu vi, vậy là trong thời gian ngắn có thể sử dụng thần thông rồi. Đường Tuấn chậm rãi mở mắt, cảm nhận tình huống thân thể của mình, phun ra một ngụm chọc khí. Còn mở hai loại thần thông hỗn độn cùng với chấn thiên địa là gánh nặng quá lớn đối với thân thể, lấy tình trạng cơ thể trước mắt của anh thì còn chưa triển khai được. Mặc dù chỉ khôi phục 1/10 thực lực nhưng đã đạt đến trình độ giống như cảnh giới nguyên đan viên mãn. Thân thể tựa như mạnh hơn. Đường Tuấn nắm tay lại, sắc mặt hơi thay đổi. Trong quá trình chữa trị thân thể anh có thể cảm giác được cho dù là cường độ thân thể hay là độ rộng kinh mạch đều mạnh thêm không ít so với trước. Nước long huyết dù sao cũng là nước nhỏ, cấp bậc của nguyên thạch không cao. Nội ứng của Thiên Huyền Tông hẳn là có nguyên đan phẩm cấp cao, có thể nhanh chóng giúp người ta khôi phục thực lực. Thủy Ma trầm giọng nói, trải qua 2-3 ngày, tình huống của ông ta cũng đã khá hơn rất nhiều, ít nhất đã có năng lực tự vệ mà không phải chật vật giống như trước đây. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Nguyên thạch chia làm tứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng với cực phẩm, tỷ lệ trao đổi là 1:1000. Một khối nguyên thạch trung phẩm có thể đổi 1000 khối nguyên thạch hạ phẩm, cứ thế mà suy ra. Bất kể là những nguyên thạch của anh trên địa cầu hay là nguyên thạch lấy được từ trên tay của Long Diên đều chỉ là loại hạ phẩm. Chương 1687, loại hiện tượng này xuất hiện từ lúc nào? Phải nhanh chóng rời đi thôi. Đường Tuấn lẩm bẩm nói, văn minh tu chân nơi này tối đa chỉ mạnh mẽ hơn trái đất hiện nay một chút mà thôi, theo như lời của Thủy Ma nói khu vực biên giới ở trong vũ trụ trợ giúp anh không quá lớn. Hiện tại thời gian là quý giá nhất đối với Đường Tuấn. Long Diên rất nhanh đã tới, lần này cô chuẩn bị dẫn Đường Tuấn tới Hoàng Cung. Nghe nói một trong bốn trưởng lão Thiên Huyền Tông là Lưu Huyền Vân đã sắp đến rồi. Tỷ nữ U Liên bên cạnh Long Diên lén lút nhìn Đường Tuấn. Hai ngày nay chuyện của Đường Tuấn đã lan truyền ra khắp cả phủ công chúa bao gồm cả tin tức một chiêu đánh chết Huyền Thất. Có thể một chiêu đánh chết một tên huyền giáp vệ, kể cả là huyền giáp vệ xếp hạng rất thấp thì thực lực cũng đã là vô cùng mạnh mẽ. Không phải là loại người như U Liên có thể so sánh. Vốn cho rằng Đường Tuấn có thể làm khó mình, không nghĩ tới đối phương vậy mà chẳng chút để ý, đến cả nhìn liếc cũng không thèm nhìn. Lo sợ và bất an trong nội tâm của U Liên hóa thành xấu hổ và giận dữ, cô thầm nghĩ chẳng phải chỉ là đánh chết một tên huyền cửu sao. Chỉ với bản lĩnh của anh, bên trong huyền giáp vệ vẫn còn rất nhiều người lợi hại hơn đấy. Bên trong khu kiến trúc hùng vĩ bao la có một con cự long màu hoàng kim quấn lấy một cây cột đá, thoạt nhìn vô cùng thần thánh và trang nghiêm. Tổ tiên nước long huyết của ta nghe nói có được huyết mạch của thần long do vậy nhiều thế hệ dùng rồng làm đồ đằng. Đây cũng là nguồn gốc của đất nước long huyết chúng ta. Long Diên nhìn đến hoàng kim cự long kia rồi nói. Huyết mạch của rồng, vậy tu vi của cô? Đường Tuấn muốn nói lại thôi. Rồng là thánh thú trong truyền thuyết. Huyết mạch vô cùng cường đại. Cho dù chỉ có một tia huyết mạch của rồng cũng tất nhiên sẽ có được năng lực mà con người không cách nào có thể tưởng tượng được. Có thể tu vi của Long Diên chỉ là cảnh giới nguyên đan sơ kỳ, viên nguyên đan tứ phẩm màu bạc chậm rãi trôi nổi giữa mi tâm dường như có chút bất ổn. Loại tu vi này không thể sánh nổi ngay cả Trần Xuân Du thì làm sao có thể có đầy đủ huyết mạch của rồng. Long Diên nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ đau thương cười khổ nói, cậu là muốn nói tu vi của ta thấp phải không, đó là bởi vì cơ thể của ta vốn không có chút huyết mạch của rồng nào. Không biết bắt đầu từ lúc nào người dân của nước long huyết chúng ta không thể cảm ứng ra được một chút phản ứng của huyết rồng nào, giống như là bị phong ấn. Đường Tuấn không quá coi trọng câu chuyện, nhưng lúc anh nghe thấy câu này thần sắc liền trở nên ngưng trọng. Huyết mạch bị phong ấn, đây chẳng phải là tình huống giống với trái đất sao? Loại hiện tượng này xuất hiện từ lúc nào? Đường Tuấn hỏi. Long Diên suy nghĩ một lúc nói, dựa theo những gì ghi chép lại, khoảng chừng là 70.000 năm trước. Nội tâm của Đường Tuấn dậy sóng. Dựa theo lời của Thủy Ma nói thì trái đất cũng bị phong ấn vào khoảng 70.000-80.000 năm trước bởi vì đắc tội vị đại nhân vật kia. Chương 1688, cậu có cỏ thanh u. Người này chính là quốc chủ Long Dần của nước Long Huyết. Diên Diên. Long Dần nhìn Long Diên dịu dàng nói. Long Diên hướng về phía Long Dần thi lễ một cái rồi giới thiệu một chút về Đường Tuấn. Trong thời gian 2 ngày nay, Long Diên cũng đã biết được một chút chuyện liên quan đến Đường Tuấn.
là một tán tu, có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại dựa vào một quyển bí tịch vô tình thu được. Đương nhiên những thứ này đều là do Đường Tuấn bịa ra. Long Diên trái lại không hề nghi ngờ. Trong rất nhiều nước, nước long huyết cũng chỉ có thể coi là trung đẳng, còn rất nhiều nước mạnh hơn. Hàng năm đều có rất nhiều người có được những kỳ ngộ khác nhau, một khi đã bước vào cánh cửa tu hành thì đều không hiếm lạ gì. Đường Tuấn, ánh mắt quan sát tỉ mỉ của Long dần rơi vào trên người của Đường Tuấn. Đường Tuấn nhất thời cảm thấy ánh mắt của Long đằng tựa như có một loại lực lượng nào đó, muốn nhìn xuyên thấu hết thảy những bí mật ở bên trong cơ thể hắn. Đường Tuấn nhẹ thoáng vận chuyển thần tàng quyết để cho tu vi của anh chỉ là cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Không phải là vạn bất đắc dĩ thì anh không muốn làm bại lộ tu vi của mình. Sau khi quan sát một lúc Long dần mới thở phào nhẹ nhõm nói, ánh mắt của Diên Diên quả thật rất tốt. Tu vi của cậu xác thực không tệ, còn nhỏ tuổi đã đạt tới thực lực cảnh giới nguyên đan trung kỳ, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là tu hành công pháp không tầm thường. Long dần gật đầu với Long Diên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Với bản lĩnh của Đường Tuấn mới có thể so sánh hơn thua với Trần Xuân Du. Đồng thời trong lòng của Long Đằng cũng không khỏi có chút buồn rầu và bất đắc dĩ. Nếu như bên trong cơ thể của bọn họ có lực lượng của rồng thì đâu cần dùng loại thủ đoạn mượn tay kẻ khác này. Là do ta quá nóng vội, muốn thức tỉnh huyết thống trái lại làm tổn thương đến căn cơ. Bằng không cũng không cần để một mình Diên Diên gánh vác trách nhiệm lớn như vậy. Long dần than thở trong lòng. Thời điểm Long dần quan sát Đường Tuấn thì Đường Tuấn cũng đã nhìn thấu đối phương. Cảm nhận được cảm giác thiêu đốt vô cùng mãnh liệt từ trên người đối phương, Đường Tuấn hơi nhớn mày, có lẽ tôi có thể trị hết thương thế trên người ông. Cái gì cơ, Long dần với Long Diên đồng thời thất thanh. Long Đằng thậm chí còn đứng hẳn lên khí tức cả người đều vô cùng bất ổn. Cậu có cỏ thanh u, Long dần nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, tôi không có cỏ thanh u. Long dần ngẩn ra ánh mắt chợt ngưng lại, không có cỏ thanh u thì cậu làm sao có thể chữa được vết thương của tôi. Căn cứ vào tổ tiên ghi chép, lực lượng phản phệ của huyết thống chỉ có cỏ thanh u mới có thể tiêu trừ. Ngoài ra không còn biện pháp khác. Chương 1689 tứ trưởng lão. Nguyên lực tiến vào trong cơ thể ta. Vậy tức là từ giờ tôi sống hay chết đều do cậu ta quyết định ư? Long dần trầm giọng nói, đồng thời một cỗ áp lực nặng nề đặt lên trên người Đường Tuấn. Đường Tuấn ngẩn ra, chợt gật gật đầu. Nực cười, giọng nói của Long dần mang sự lạnh lẽo và cả sát ý nữa. Nếu không phải Đường Tuấn còn có tác dụng thì ông ta đã red eye giết luôn cậu ta rồi. Đường Tuấn, anh muốn làm gì? Long Diên cũng nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy sự không hài lòng. Anh ta lại dám đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Đưa nguyên khí tiến vào trong cơ thể đối phương tương đương với giao tính mạng của mình cho đối phương, dù hai người có là đạo lữ. Là vợ chồng cũng không chắc đồng ý. Đường Tuấn cười khẽ một tiếng, cũng biết hai cha con này đề phòng anh. Đường Tuấn lắc đầu, không nói gì nữa. Nếu đối phương đã không tin thì anh cũng không muốn chủ động bám giết lấy đối phương. Long Diên hừ lạnh, tuy rằng không nói gì nữa nhưng ánh mắt khi nhìn Đường Tuấn lại lạnh nhạt hơn rất nhiều. Long dần còn định khách sáo với Đường Tuấn vài câu cho đủ lễ phép bề ngoài, nhưng bây giờ, ông ta khép hờ đôi mắt. Ra vẻ không định nói thêm gì với Đường Tuấn nữa. Trong điện bỗng nhiên lâm vào trong một khoảng yên lặng kỳ quặc. Đường Tuấn mặc kệ, anh chỉ yên lặng vận chuyển thần tàng quyết chữa thương. Một lát sau, bên ngoài cung điện vang lên một loạt tiếng bước chân khẽ khàng. Đường Tuấn đâu, dám giết huyền giáp vệ của tôi muốn anh phải chết. Song song với tiếng chân là một giọng nói hung hồ cũng vọng vào trong này. Cộp cộp cộp. Một đám người bước vào cung điện. Quốc sư Trần Hữu và với người con trai Trần Ngọc, đi vào họ còn có 8 người cả nam lẫn nữ mặc áo giáp bạc. Ánh mắt của đám người này khi nhìn về phía Đường Tuấn tràn ngập oán hận, từ trang phục bọn họ đang mặc có thể đoán ra thân phận của bọn họ chính là những huyền giáp vệ còn lại trong phủ quốc sư. Quốc sư, ông làm vậy là có ý gì? Long dần nhíu nhíu mày. Trần Hữu lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi. Giao Đường Tuấn ra đây cho tôi thì tôi sẽ không trở mặt với nhà họ Long các người, nếu không. Trong lúc nói chuyện, một luồng khí thế cường đại từ trên người ông ta bùng nổ nở rộ ra, khí thế này còn gần bằng với Long Dần. Cảnh giới nguyên đan viên mãn, Long Dần thất thanh. Trần Hữu nhìn Long Dần, trên mặt ông ta lộ vẻ đắc ý. Quốc sư, nhà họ Long chúng tôi chuẩn bị đề cử Đường Tuấn tham gia cuộc thi của Thiên Huyền Tông.
ông đòi giết anh ta, không sợ Thiên Huyền Tông trách tội sao? Long Diên bỗng nhiên đứng ra tranh luận với quốc sư Trần Hữu. Ồ, trưởng công chúa cho rằng chuyển ra khỏi Thiên Huyền Tông thì lão đây sẽ sợ sao? Trần Hữu cười lạnh một tiếng, ông ta hơi hơi khom lưng với bên ngoài cung điện, mời tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão? Cái tên này như có một loại ma lực gì đó khiến Long Diên và Long Dần Quân lập tức đứng dậy, nhìn ra ngoài cung điện. Dưới ánh mắt trông mong của mấy người, một ông lão mặc trang phục của đạo sĩ, khuôn mặt tầm thường từ bên ngoài cung điện đi đến. Tu vi của ông ta cũng đã đạt tới cảnh giới nguyên đan viên mãn, nhưng giữa hai đầu lông mày lại lóe ra ánh sáng vàng kim, nói rõ ông ta đã ngưng luyện được nhất đẳng kim đan. Tứ trưởng lão, chương 1690, người trẻ tuổi có khác, thật ngông cuồng. Long Dần và Long Diên nhìn thấy người này, lập tức khom lưng cung kính nói. Người vừa tới chính là tứ trưởng lão của Thiên Huyền Tông, Lưu Trường Vân, tu vi đạt cảnh giới nguyên đan viên mãn, nhị phẩm nguyên đan, một trong 10 người đứng đầu của Thiên Huyền Tông. Lưu Trường Vân liếc Đường Tuấn một cái rồi nói, nhà họ Long định sẽ tiến cử người này sao? Long Dần và Long Diên gật đầu nói, đúng vậy. Nhưng lần này chỉ có một danh ngạch, vốn đã quyết định sẽ để Trần Ngọc tham gia, hiện tại lại có thêm một người thì lão phải làm sao? Nhà họ Long dạy lão phải làm sao mới được đây? Giọng nói của Lưu Trường Vân rất bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó lại là lửa giận đè nén đến cực điểm. Hai cha con nhà họ Long yên lặng không biết nên nói gì. Nếu là trước đó, bọn họ sẽ cam chịu cơn giận của Lưu Trường Vân vì muốn lợi dụng Đường Tuấn. Nhưng sau khi xảy ra chuyện Đường Tuấn muốn, mưu hại, Long Dần, bọn họ đã không còn coi trọng Đường Tuấn nữa. Còn làm sao được nữa? Nếu chỉ có thể chọn một thì cứ để hai bên so tài với nhau thôi. Đúng lúc này, một giọng nói hung hồn vang lên. Mọi người đồng thời quay lại nhìn Đường Tuấn. Lưu Trường Vân trầm giọng, người trẻ tuổi có khác, thật ngông cuồng. Đường Tuấn cười nhạt mà không nói gì. Nếu thực lực hiện tại của anh có thể thì anh đã đến Thiên Huyền Tông từ lâu rồi. Nhưng lão già Lưu Trường Vân trước mắt này chẳng qua chỉ là một vị người tu hành nhị phẩm nguyên đan mà thôi, đối với anh lão ta chẳng là gì cả. Tứ trưởng lão, nếu anh ta đã muốn khiêu chiến như vậy thì tôi đồng ý là được. Trần Ngọc híp mắt, nói anh cho rằng mình đã đạt đến cảnh giới nguyên đan trung kỳ sao? Trần Ngọc dậm chân một cái, một luồng khí tức lập tức tỏa ra, khí tức này, anh ta đã bước vào cảnh giới nguyên đan trung kỳ. Kẻ dưới cấp bậc của tôi mà thôi, tôi không sợ loại tán tu như anh. Trần Ngọc nói. Long Diên nhăn mặt, cảm giác tất cả kế hoạch của bản thân đều thất bại. Cô ta tưởng rằng Đường Tuấn có thể dựa vào ưu thế về cảnh giới có thể đánh thắng Trần Ngọc, nhưng hiện tại Trần Ngọc cũng bước vào cảnh giới nguyên đan trung kỳ, vậy tức là ưu thế của Đường Tuấn đã mất. Thêm nữa, Trần Ngọc là người của Phu Quốc Sư, Đường Tuấn càng yếu thế hơn về mặt công pháp tu hành. Ánh mắt hai cha con Trần Hữu nhìn về phía Đường Tuấn tựa như đang nhìn một kẻ sắp chết. Nếu đã như vậy thì bắt đầu đi. Trần Ngọc, mau chóng kết thúc trận đấu này, lão phải trở về cho sớm. Lưu Trường Vân nói. Yên tâm đi tứ trưởng lão, đối phó anh ta thì một chiêu là đủ rồi. Trần Ngọc trêu chọc. Khi còn ở Vạn Yêu Chi Sâm không giết chết anh ngay, cho anh sống thêm 2 ngày. Lần này thì không may mắn như vậy nữa đâu. Huyền Giáp Biến, biến thứ 6. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1691, danh con, mày chán sống rồi hả? Khuôn mặt Trần Hữu chậm rãi lộ ra ý cười, ông ta nói nhỏ, công chúa, tôi biết rõ công chúa muốn làm gì. Đáng tiếc lần này công chúa phải thất bại rồi. Sư tử đánh thỏ cũng phải dùng hết sức, điểm này thì tôi hiểu hơn bất cứ ai. Long Diên cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cô tức tối không phải vì Đường Tuấn, mà là vì cô phỉa nhìn hy vọng của nhà họ Long tan vỡ. Chết đi, Huyền Giáp Biến, phá quân. Trần Ngọc nở nụ cười âm hiểm, nguyên lực khắp cơ thể tụ lại ở tay anh ta hóa thành một mũi tên. Trên mũi tên đó tản ra dao động khổng lồ. Phút. Trần Ngọc lấy thân làm cung, bắn ra mũi tên. Xong rồi, khuôn mặt Long Diên tái nhợt. Mũi tên, phá quân, có khả năng bám chặt con mồi, cho dù Đường Tuấn muốn trốn cũng không thoát nổi. Lại được Huyền Giáp Biến hỗ trợ nên có lẽ chỉ có người đạt tới cảnh giới nguyên đan viên mãn mới chặn được mũi tên này. Lưu Trường Vân khẽ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của Trần Ngọc. Chiêu này rất tuyệt, chỉ tiếc là bản thân anh quá yếu. Đường Tuấn bình luận. Anh búng tay vào đầu mũi tên.
Bùm! Mũi tên, phá quân, dừng lại, sau đó biến mất trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Muốn giết tôi sao, vậy anh đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đền bằng mạng của mình chưa? Đường Tuấn gằn giọng, sau đó anh lướt nhanh đến chỗ Trần Ngọc. To gan, Lưu Trường Vân sững sờ mất một chút rồi cũng kịp phản ứng lại. Lão ta nhảy ra trước mặt Trần Ngọc giúp anh ta chắn đòn, có vẻ vô cùng tức giận nhìn Đường Tuấn, sát khí quá nặng, loại người như cậu không có tư cách vào Thiên Huyền Tông. Ha ha, anh chỉ có hai từ ấy để trả lời lão ta. Đường Tuấn vươn thẳng tay rồi bổ xuống một cái, một tiếng, ầm ầm, vang lên, Lưu Trường Vân liền bay ngược ra ngoài. Ầm, cả một tòa cung điện bị sụp đổ, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Tôi có tư cách vào Thiên Huyền Tông hay không không phải ông nói là được. Đường Tuấn búng đầu ngón tay, sắc mặt bình tĩnh. Bên trong cung điện là một không gian vô cùng tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Tuấn, trong mắt viết đầy chữ không thể tin được. Đây chính là tứ trưởng lão của Thiên Huyền Tông, một cao thủ đã ngưng luyện ra nhị phẩm nguyên đan màu vàng đó, thế mà lại bị đánh bay chỉ bằng một chiêu. Đặc biệt là Trần Ngọc, anh ta đứng đó run rẩy. Nếu người phải chịu đòn đánh vừa rồi là anh ta thì có lẽ anh ta đã chết rồi. Danh con, mày chán sống rồi hả? Một tiếng quát lớn truyền đến, Lưu Trường Vân tóc tai bù xù, toàn thân phủ vết thương lớn vết thương nhỏ, máu me đầm đìa trông vô cùng chật vật. Hai mắt lão ta đỏ ngầu, có thể thấy được sâu trong mắt lão ta có hai ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, từng tia lửa tràn ra khỏi hốc mắt, khiến lão ta trông dữ tợn như một con quỷ. Chương 1692, thú vị đấy. Là bí thuật thần thông của Thiên Huyền Tông, Diệu Quang Kim Đồng. Quốc sư Trần Hữu sững người, ông ta thì thầm, nghe đồn Diệu Quang Kim Đồng có thể đốt cháy mọi thứ trên đời, tu luyện đến cực hạn thì chỉ cần một ánh mắt là có thể đốt trọi núi, đun sôi cả nước biển. Trần Ngọc cũng chậm rãi khôi phục bình tĩnh từ trong nỗi khiếp sợ, anh ta đứng cạnh cha mình, lạnh lùng nói, xem ra tứ trưởng lão thật sự rất tức giận đấy, đến mức phải dùng cả Diệu Quang Kim Đồng. Nghe nói tông chủ hiện giờ của Thiên Huyền Tông đã tu luyện Diệu Quang Kim Đồng đến tầng thứ 9. Trong cuộc đại chiến với yêu chủ trong Vạn Yêu Chi Xâm lần trước, ông ta chỉ cần một ánh mắt đã làm ba vị cao thủ cấp bậc yêu vương bị thương nặng. Trần Ngọc sợ hãi, yêu vương cấp cao thủ, đây chính là danh hiệu chỉ khi đạt đến cảnh giới nguyên đan viên mãn mới có. Đặc biệt là yêu thú, cùng một cấp bậc nhưng lại mạnh gấp ba nhân loại. Trần Hữu gật gật đầu, tên nhóc kia chết là cái chắc. Cho dù Diệu Quang Kim Đồng của tứ trưởng lão không đạt tới cảnh giới của tông chủ Thiên Huyền Tông, nhưng một chiêu dồn hết sức cũng có thể khiến người thuộc cảnh giới nguyên đan viên mãn trọng thương. Đặc biệt là bây giờ tứ trưởng lão còn nổi dân đến vậy, có thêm tâm hỏa thì uy lực của đòn này còn được tăng thêm gấp mấy lần. Hai người cách Đường Tuấn ra xa xa một chút, tựa hồ sợ sợ lát nữa sẽ bị ngọn lửa lan đến chỗ mình. Ôi! Long Diên cũng thở dài, cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Đường Tuấn có thể đánh lui Lưu Trường Vân, cho dù Lưu Trường Vân không dùng toàn lực, nhưng cũng chứng tỏ anh ta có thiên phú và thực lực hơn Trần Ngọc nhiều. Nếu có thể nghiêm túc bồi dưỡng thì tương lai ít nhất cùn đến cảnh giới nguyên đan viên mãn. Đáng tiếc lại gặp phải Diệu Quang Kim Đồng, đừng nói là Đường Tuấn, cho dù người đứng đó là cha cô, cũng chỉ có một kết quả, phải chết. Thú vị đấy. Đường Tuấn nheo nheo mắt, nhìn ngọn lửa cháy càng lúc càng đượm trong đôi mắt Lưu Trường Vân. Cuối cùng vì không còn thấy đôi mắt của vị tứ trưởng lão Thiên Huyền Tông này đâu nữa, thứ họ nhìn thấy chỉ còn lại hai vầng mặt trời to bằng nắm tay trẻ con đang hừng hực lửa nóng. Uy lực sủa Diệu Quang Kim Đồng có thể đạt tới trình độ tiểu thừa thần thông trung cấp đỉnh phong. Đây là lần đầu tiên Đường Tuấn nhìn thấy có loại đồng thuật mạnh đến như vậy. Đi chết đi. Hai cột lửa bắn ra từ đôi mắt Lưu Trường Vân, cột lửa này chiếu qua đâu đều khiến không khí nơi đó bị nhiệt độ cao đốt cháy đến biến dạng. Tốc độ của cột lửa cực nhanh, trong nháy mắt đã lao tới trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn lại như đã bị dọa tới ngây người, không động đậy một chút nào. Ồ anh! Ngọn lửa nổ tung, ngọn lửa màu đỏ tím bao phủ Đường Tuấn, hình thành một quả cầu lửa nuốt trọn cơ thể của Đường Tuấn. Vù 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 vù! Lưu Trường Vân thở dốc liên tục, giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu nành không ngừng lăn dài trên khuôn mặt lão ta. Thi triển Diệu Quang Kim Đồng đã khiến lão ta hao hết lực lượng toàn thân. May mắn là tên này sợ quá nên đứng đờ ra đấy không né tránh. Nhưng như vậy cũng khó trách, loại nhà quê không có kiến thức này đã bao giờ được thấy bí thuật thần thông của Thiên Huyền Tông chúng ta đâu. Tuy rằng thể xác và tinh thần đều mệt mỏi,
nhưng trên mặt Lưu Trường Vân lại lộ ra một nụ cười vô cùng hài lòng. Thiên Huyền Tông là tồn tại mạnh nhất trên hành tinh này. Lưu Trường Vân thở dốc vài cái mới miễn cưỡng khôi phục được chút sức lực, sau đó lão ta chậm rãi đứng thẳng dậy. Chương 1693, này, cô thấy pháo hoa bao giờ chưa? Đúng lúc này, có một giọng nói bình tĩnh vọng ra từ chỗ ngọn lửa hình thành bởi diệu quang kim đồng, lão chỉ có chút năng lực này sao? Thiên Huyền Tông thật sự làm tôi quá thất vọng. Dứt lời, trong ngọn lửa có một bóng đen mơ hồ đang dần dần rõ ràng. Đường Tuấn đi ra từ trong ngọn lửa, AMH chắp tay sau lưng, trên mặt vẫn bình tĩnh như thường ngày, ngay cả quần áo cũng không có hư hao chút nào. Không thể nào, diệu quang kim đồng chính là thần thông tiểu thừa trung cấp, sao cậu ta có thể thoát khỏi đó mà không có một vết thương nào? Trừ khi... Lưu Trường Vân ngẩn ra, chợt nghĩ đến một khả năng. Trừ phi thân thể đối phương đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh. Nghe nói chỉ có chủ nhân hiện tại của Vạn Yêu Chi Sâm mới đạt tới chính độ đó. Trần Ngọc thì run rẩy đến mức hai hàm răng đánh vào nhau. Tên này quá khủng bố, ngay cả diệu quang kim đồng cũng không giết được anh ta. Đường Tuấn chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Trường Vân, anh từ trên cao nhìn xuống lão ta, nhếch miệng cười, lão già, ông còn sức tấn công thêm lần nữa không đấy? Không để ông ta trả lời, Đường Tuấn lập tức tung ra một chiêu, Lưu Trường Vân không kịp né tránh liền trúng đòn ngất đi. Cậu dám giết tứ trưởng lão của Thiên Huyền Tông? Trần Hữu chỉ vào Đường Tuấn gằn giọng, Thiên Huyền Tông sẽ không bỏ qua cho cậu. Ông ta tranh thủ lúc nói chuyện rồi kéo lấy đứa con trai Trần Ngọc vọt ra ngoài cung điện. Ông ta biết mình đấu không lại Đường Tuấn, nhưng chỉ cần nói cho các bộ lão cấp cao của Thiên Huyền Tông biết chuyện Đường Tuấn giết chết Lưu Trường Vân, có lẽ ông ta sẽ có cơ hội tiến vào Thiên Huyền Tông. Ồ, tiếc là ông không được chứng kiến cảnh đó. Đường Tuấn cất giọng chế giễu, anh quơ tay về phía sau, ngọn lửa do diệu quang kim đồng tạo ra như bị một lực lượng nào đó hút về phía bàn tay của Đường Tuấn. Đường Tuấn cúi đầu nhìn ngọn lửa trong bàn tay, anh khẽ nhíu mày, nói nhỏ, thần thông này không tệ đâu, tiếc là hỏa lực lại quá phân tán. Anh thầm nhẩm trong đầu, ngọn lửa trong tay anh bắt đầu khởi động, nó không ngừng thu nhỏ lại, ngọn lửa màu đỏ ban nãy lại được nhuộm thêm một chút màu đen. Nếu Lưu Trường Vân còn tỉnh, có thể nhận ra đây là biểu hiện của diệu quang kim đồng tiến giai, là thứ năng lực này ngay cả tông chủ hiện nay của Thiên Huyền Tông cũng không có. Ha ha! Lúc này còn có tâm trạng đùa với lửa. Trần Hữu dẫn Trần Ngọc ra ngoài cung điện nhìn thấy động tác của Đường Tuấn bèn cười lên khoái trá. Này, cô thấy pháo hoa bao giờ chưa? Long Diên đang sững người, bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói truyền vào tai mình. Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp Đường Tuấn nhìn về phía cô. Pháo hoa. Long Diên sửng sốt, không rõ ý của Đường Tuấn là gì. Nhưng ngay sau đó, cô hiểu. Cô ta thấy Đường Tuấn bước lên mấy bước đã xuất hiện ở ngoài cửa cung điện, ngọn lửa trong tay anh ta hóa thành một cột lửa bay vút về phía cha con Trần Hữu với tốc độ bất ngờ. Trên con đường bên ngoài cung điện, U Bạch đang tụ tập nói chuyện phiếm với mấy cung nữ có quan hệ tương đối tốt trong hoàng cung. Chương 1694, đa tạ tiền bối tha mạng. Nghe U Bạch nói như vậy, mấy cung nữ thè lưỡi nhỏ đáng yêu. Tôi nói rồi mà. Đâu phải ai cũng được là thiên tài như Trần Hữu đâu. Các cô mau nhìn nơi đó kìa. Đúng lúc này, có một cung nữ run rẩy nói. Mấy người, bao gồm cả U Bạch đồng thời nhìn về phía cửa cung điện. Họ thấy hai cha con quốc sư chạy ra khỏi cung điện, ở cửa cung điện thì có một người đàn ông nắm trong tay một ngọn lửa nho nhỏ. U Bạch, hình như người kia chính là người cô nói đấy. Có mấy cung nữ đã đoán ra thân phận của Đường Tuấn. U Bạch khẽ gật đầu. Hừ lạnh một tiếng, lại đang giả thần giả quỷ, tôi. Nửa câu sau của cô ta bỗng nhiên bị kẹt cứng dưới cổ họng, dưới ánh mắt chăm chú của một đám cung nữ, ngọn lửa trong tay Đường Tuấn hóa thành một cột lửa xông về phía hai cha con quốc sư đang lơ lửng trên không trung. Cậu tưởng cái trò mèo này là diệu quang kim đồng sao? Quốc sư Trần Hữu không hề chặn lại cột lửa đờ nát tấn công mình mà chỉ dựng nên một lớp chắn từ nguyên khí bao quanh thân thể. Xèo. Nháy mắt sau. Lớp màn nguyên khí kia bị thiêu thủng. Trong ánh mắt không thể tin được của cha con Trần Hữu, ngọn lửa khủng bố nổ tung trên người bọn họ. Đoàng đoàng đoàng. Trên bầu trời đột nhiên nổ ra một tràng pháo hoa chiếu rọi cả thủ đô thành của nước Long Huyết. U Bạch, mấy cung nữ khiếp sợ không nói nên lời, các cô hô lên một tiếng, lại phát hiện không có người trả lời mình.
Các cô xoay người lại thì thấy U Bạch té lăn trên mặt đất, mà nhìn xuống nửa người dưới của cô ta lại thấy một bãi chất lỏng màu vàng chói mắt. Cô ấy sợ đến nỗi tè ra quần. Long Diên thẫn thờ nhìn pháo hoa không ngừng nổ tung trên không trung. Cha con Trần gia, kẻ làm cho nhà họ Long ăn ngủ không yên chết rồi ư. Cô nhìn Đường Tuấn, miệng há hốc, đột nhiên không biết bản thân phải nói cái gì. Cô chỉ là muốn để anh làm một quân cờ cho cô lợi dụng, dùng xong thì bỏ. Nhưng bây giờ, Đường Tuấn lại đánh bại tứ trưởng lão của Thiên Huyền Tông, sau đó giết cha con nhà họ Trần. Với thực lực như thế, đừng nói à cô, có lẽ tìm khắp nước Long huyết cũng không có ai đánh bại được Đường Tuấn. Tôi chưa chết. Lưu Trường Vân dần dần khôi phục ý thức rồi mở mắt ra. Đương nhiên là ông không chết, có một giọng nói bình thản vang lên bên cạnh Lưu Trường Vân. Lưu Trường Vân lần theo giọng nói nhìn lại thì thấy Đường Tuấn đang ngồi trên ghế nhìn ông ta. Còn Long Dần và Long Diên thì đứng bên cạnh cậu ta với vẻ mặt vô cùng cung kính. Đa tạ tiền bối tha mạng. Lưu Trường Vân sửng sốt, chợt quỳ sụp xuống đất. Đến lúc này, ông ta đã biết vừa rồi là đối phương đã nhẹ tay tha mạng cho ông ta. Thực lực của Đường Tuấn có thể sánh ngang với tông chủ Thiên Huyền Tông, gọi cậu ta một tiếng tiền bối là lẽ thường. Thiên Huyền Tông của các người có tinh đồ và truyền tống trận rời khỏi vực này không? Đường Tuấn không lằng nhằng mà hỏi thẳng. Chương 1695, thì ra tiền bối cũng đến đây vì tinh đồ. Lưu Trường Vân sửng sốt, một hồi mới hiểu được, nói, thì ra tiền bối cũng đến đây vì tinh đồ. Chẳng lẽ còn người nào khác đã đến đây tìm tinh đồ ư? Đường Tuấn nghe được một chút thông tin từ lời nói của Lưu Trường Vân. Lưu Trường Vân cười khổ nói, suốt 500 năm mới có một lần rời khỏi vùng đất này, ai sẽ bỏ qua chứ? Chờ Lưu Trường Vân nói xong, Đường Tuấn cũng hiểu được lời ông ta vừa nói có ý gì. Hành tinh này gọi là hành tinh Thiên Mang, là một hành tinh xa xôi trong tinh vực Bảo Bình. Mỗi 500 năm trôi qua, hành tinh Thiên Mang lại xảy ra hiện tượng thủy triều đất trời. Hai thế lực mạnh nhất trên hành tinh Thiên Mang là Thiên Huyền Tông và Vạn Yêu Chi Xâm sẽ nhân cơ hội này khởi động truyền tống trận, phái người đi ra ngoài tinh vực rộng lớn hơn, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể giúp hành tinh Thiên Mang trỗi dậy. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, mấy chục người đã rời khỏi nơi đây nhưng không một ai trở về. Nói đến cuối, trên mặt Lưu Trường Vân lộ ra một tia bất đắc dĩ và thất vọng. Hành tinh Thiên Mang ở trong tinh vực Bảo Bình là nơi tương đối lạc hậu, dù công pháp hay là truyền thừa đều kém hơn các hành tinh tu hành khác. Người được coi là thiên tài ở hành tinh Thiên Mang chỉ là kẻ tầm thường ở các hành tinh khác, thậm chí còn không xứng đặt lên bàn cân để so sánh. Chênh lệch cực lớn này khiến những người đó hoặc là nản lòng thoái chí, hoặc là chết trong sự tầm thường và yên lặng, không còn kết cục nào khác. Nhưng cho dù như vậy, cứ mỗi 500 năm một lần, vẫn có rất nhiều người tu hành trẻ tuổi tranh nhau đi tới hành tinh Thiên Mang. Ngàn năm trước, tinh vực Bảo Bình từng có một cái tông môn đi ngang qua hành tinh Thiên Mang, ở đây tạm thời dừng lại. Vừa vặn đệ tử Thiên Huyền Tông ta và đối phương tiến hành tỉ thí, nhưng đối phương vẻn vẹn chỉ có một người, liền đem tất cả đệ tử Thiên Huyền Tông ta đánh bại. Lưu Trường Vân thần sắc thê lương. Mà người nọ ở trong tông môn cư nhiên chỉ là Mạt Lưu, cái kia tông môn ở tinh vực Bảo Bình chỉ xếp thứ 90 vị. Long Diên và Long Dần trầm mặc, đây còn là lần đầu tiên bọn họ nhận ra thực lực của mình lại thấp kém như vậy. Ở đại tông bọc người đó, ngưng luyện nhất đẳng kim đan mới là đệ tử chân truyền, mà người nổi bật trong đệ tử chân truyền càng là siêu cấp thiên tài ngưng luyện siêu phẩm nguyên đan. Lưu Trường Vân thở dài. Đường Tuấn cũng hơi ngẩn ra. Loại chênh lệch này đích xác làm cho người ta tuyệt vọng. Bỗng nhiên, trong mắt Lưu Trường Vân bỗng nhiên nở rộ ra một đoàn tinh mang, thanh âm có chút kích động nói, nhưng lần này có lẽ sẽ thay đổi, thiếu tông chủ Thiên Huyền Tông ta và thái tử yêu tộc Vạn Yêu Chi Xâm đều ngưng luyện bán siêu phẩm nguyên đan, cho dù đặt ở toàn bộ tinh vực Bảo Bình đều xem như thiên tài. Lưu Trường Vân bỗng nhiên hỏi, tiền bối, không biết anh ngưng tụ phẩm cấp nguyên đan gì đây? Đường Tuấn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Anh sợ chính bản thân nói ra quá đả kích người, hỗn độn nguyên đan ở trong siêu phẩm nguyên đan đều có thể xếp vào top 3. Cái kia thiếu tông chủ và yêu tộc thái tử nhưng bán siêu phẩm nguyên đan, hoàn toàn không có có thể so sánh. Đám người Lưu Trường Vân, Long Diên thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Lưu Trường Vân nhẹ giọng nói, tiền bối trẻ như vậy có thể đạt tới loại tu vi này, đã là rất vô vả. Thiếu tông chủ Thiên Huyền Tông ta và thái tử yêu tộc dốc hết tài nguyên của hai môn phái mới đạt được thành tựu như bây giờ, tiền bối không cần để ý.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1696 Thế giới rộng lớn đến mức tôi muốn ra ngoài và xem qua. Lưu Trường Vân tự nhiên cũng có tính toán của mình. Một vị tu hành giả cường đại như vậy nếu có thể kéo vào Thiên Huyền Tông, anh đồng dạng có công tiến cử. Đường Tuấn nghe vậy, lộ ra vẻ hài lòng, chậm rãi mở miệng, cái kia, trên người anh có nguyên thạch không? 5 ngày sau, Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông được thành lập trong dãy núi, từng tòa cung điện chế thức không sai biệt lắm nằm ở trên từng ngọn núi. Mây mù lượn lờ, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đệ tử Thiên Huyền Tông cưỡi gió phi hành hoặc ngự kiếm phá không. Một tiếng chuông trầm thấp vang lên. Trong vô số ngọn núi, từng đạo lưu quang bay về phía ngọn núi cao nhất giữa những ngọn núi. Dọc đường đi, vô số đệ tử đang thảo luận về sự kiện này. Chờ 500 năm, thiên địa triều tịch rốt cục lại tới. Nếu như có thể thắng được top 5, liền có thể có được cơ hội rời khỏi hành tinh Thiên Mang, đi ngoại vực. Lần này đệ nhất và thứ hai hẳn là sẽ sinh ra trong thiếu tông chủ và yêu tộc thái tử Lộ Quảng Nguyên. 3 danh ngạch còn lại chúng ta ngược lại có thể tranh một trận. Lần tỉ thí này chỉ cho phép người tu hành không đến 300 năm tham dự, chỉ sợ sẽ có không ít cao thủ xuất thế. Sợ một con chim, thế giới rộng lớn đến mức tôi muốn ra ngoài và xem qua. Núi Thiên Huyền, ngọn núi cao nhất Thiên Huyền Tông, cũng là địa điểm tỉ thí lần này. Lúc này, các tông môn và môn phái đệ tử mặc các loại quân phục khác nhau cơ hồ đều tụ tập đến nơi này, từ trên cao nhìn xuống, núi Thiên Huyền bốn phía rậm rạp chẳng chịt đều là người. Mà hai nhóm người trong đó là bắt mắt nhất, trong đó một nhóm người mặc đồng phục màu xanh da trời thống nhất, nam một thân trường bào, khí độ tiêu sái. Nữ nhân mặc váy ngắn màu xanh nhạt chỉ đến đầu gối, lộ ra đường cong vóc người xinh đẹp. Những người này bất luận khí độ hay là vô hình chung phát ra khí tức, đều mạnh hơn người chung quanh rất nhiều. Những người này chính là đệ tử Thiên Huyền Tông. Mà đối diện các đệ tử Thiên Huyền Tông, đồng dạng đứng một đám nam nữ. Bọn họ tuy rằng không có thống nhất chế phục, nhưng khí tức nở rộ so với các đệ tử Thiên Huyền Tông không hề kém chút nào. Đặc biệt là khí tức thô bạo trên người bọn họ, càng làm cho người chung quanh theo bản năng rời xa, trong lòng thầm mắng một tiếng, man tử. Những người này chính là đệ tử Vạn Yêu Chi Xâm, bởi vì thân thể yêu tộc so với nhân tộc cường đại hơn, bởi vậy được không ít người xưng là man tử chỉ biết dùng vũ lực. Mà lúc này, ở trên đài cao núi Thiên Huyền, hai trung niên nam nhân đang chắp tay sau lưng nhìn hai nhóm người phía dưới mơ hồ thành đối kháng thế cục. Đài cao được xây dựng ở chỗ cao nhất của núi Thiên Huyền, vừa vặn có thể đem cảnh tượng phía dưới nhìn rõ ràng. Lộ Thừa Phong, xem ra trong đệ tử thế hệ Vạn Yêu Chi Xâm này, ngoại trừ nhi tử Lộ Quảng Nguyên của anh ra, vẫn còn có vài mầm non không tồi. Trong đó, một nam nhân mặc trường bào trắng gật gật đầu, vẻ mặt thoạt nhìn có chút tán thưởng. Dạ Bạch Y, Thiên Huyền Tông anh cũng không tệ. Xem ra vì lần tỉ thí này, cũng dùng không ít tâm tư đi. Một người đàn ông khác nói. Dạ Bạch Y, Thiên Huyền Tông đương nhiệm tông chủ. Lộ Thừa Phong, Vạn Yêu Chi Xâm đương đại yêu chủ. Trong mắt thế nhân, hai người hẳn là thế bất lưỡng lập. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như quan hệ cũng không tệ lắm. Dạ Bạch Y sắc mặt ngưng trọng vài phần, nói, 3 năm trước, hai giới bia chấn thủ thông đạo bị nghiền nát, không thể do ta không cẩn thận. Là yêu chủ Vạn Yêu Chi Xâm, anh hẳn là rất rõ ràng hai giới bia bị nghiền nát đại biểu cho cái gì chứ? Chương 1697 nếu không hai chúng ta cũng nhân cơ hội so sánh một hồi. Lộ Thừa Phong gật đầu nói, hai giới bia đã tồn tại gần 10 vạn năm, trấn áp hành tinh Thiên Mang thông thông ngoại vực thông đạo. Sau khi nghiền nát, thông đạo này chỉ sợ chỉ có thể vận dụng một lần cùng. Không có hai giới bia trấn áp, không gian phong bạo sẽ xé rách hết thảy, trừ phi hóa thần trở lên đại năng giả xuất thủ. Đúng vậy, ta hành tinh Thiên Mang chỉ còn lại một cơ hội cùng, nếu như lần này cũng thất bại, tương lai của hành tinh Thiên Mang ta liền chặt đứt, rất nhanh sẽ trở thành tử tinh. Dạ Bạch Y nắm tay khẽ nắm, trên mặt hiện lên một chỗ kiên nghị và quyết tuyệt. Vâng, lần này tặng thêm vài người đi, cũng không thể để cho bọn họ ở và chúng ta chờ chết. Lộ Thừa Phong đảo. Dạ Bạch Y ngẩng đầu nhìn từ trên cao, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hồi ức, thấp giọng nói, nếu không phải trận chiến kia thua, hành tinh Thiên Mang ta lúc này hẳn là ở trong Trung Ương Tinh Hà, chịu Vạn Tông triều bái. Mấy năm nay, nhiều đệ tử như vậy đi ra ngoài, nếu không phải bị nhắm vào, ta không tin một người cũng không trở về được. Không có nếu, Lộ Thừa Phong nói, hành tinh Thiên Mang ta còn có thể kéo dài hơi tàn gần 10 vạn năm,
mà địa cầu thì sao, phỏng chừng đã lưu lạc thành tu luyện tử tinh. Nói đến đây, hai người bỗng nhiên đều trầm mặc, tựa hồ cũng không muốn nhớ lại đoạn lịch sử kia. Một lát sau, tiếng hoan hô bắt đầu tỉ thí kéo hai người từ trong thất thần hoảng hốt trở về. Anh cảm thấy Quảng Nguyên và Thiên Niệm ai sẽ thắng? Dạ Bạch Hy hỏi. Lộ Quảng Nguyên, thiếu yêu chủ vạn yêu chi xâm, mà Dạ Thiên Niệm, là nhi tử của Dạ Bạch Hy. Suy nghĩ một hồi, Lộ Thừa Phong mới lắc đầu, nói, không dễ nói. Hai người đều ngưng luyện bán siêu phẩm nguyên đan, nhưng Quảng Nguyên thân thể hơi mạnh, mà Thiên Niệm chân nguyên càng thêm hùng hồn, mỗi người đều có ưu khuyết điểm, thật sự rất khó so sánh. Thắng bại của hai người, càng nhiều là xem đúng thời cơ khống chế và trạng thái lâm chiến. Dạ Bạch Hy nói, hai người bọn họ tu vi đã bước vào cảnh giới nguyên đan viên mãn, cơ hồ tiến không thể tiến, đi trước một bước chính là thuộc về đại thần thông giả lĩnh vực. Có thể nói trong thế hệ trẻ tuổi của hành tinh này, đã không còn ai là đối thủ của bọn họ. Lộ Thừa Phong xoa xoa tay, nhìn về phía Dạ Bạch Hy, nếu không hai chúng ta cũng nhân cơ hội so sánh một hồi. Dạ Bạch Hy cho anh một cái liếc mắt, quả nhiên là chiến đấu cuồng Lộ Thừa Phong. Bình thường mà nói, anh ngược lại không ngại và Lộ Thừa Phong tỉ thí một chút. Đáng tiếc lúc này chính là ngày đại hội, anh không có thời gian và đối phương hồ nháo. Lắc đầu cự tuyệt Lộ Thừa Phong, Dạ Bạch Hy toàn bộ tâm thần đều nhìn về phía dưới tỉ thí. Lộ Thừa Phong thở dài, trong lòng vô và kinh ngạc. Anh liền muốn tìm người đánh một trận, sao lại khó khăn như vậy? Khi hai người đang nói chuyện, chiến đấu phía dưới đã bắt đầu. Các môn phái thế gia không ngừng phái đệ tử khiêu chiến lẫn nhau, mỗi người đều có thắng bại. Bất luận là xem trận chiến, hay là chiến đấu, tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía vị trí trung tâm của sân. Chương 1698, là Thần Long Đại Trưởng Lão. So sánh với Dạ Thiên Niệm đối diện anh thì tốt hơn rất nhiều. Một thân trường bào màu xanh da trời, lại phối hợp với một thanh trường kiếm, làm cho anh thoạt nhìn tựa như hiệp khách giang hồ khoái ý ân cừu. Không biết bao nhiêu cô gái nhìn anh với vẻ mặt si ngốc. Đây là trận thứ 946. 946 trận trước, tôi thắng 475 trận, anh thắng 471 trận. Dạ Thiên Niệm chậm rãi nói. Bởi vì Lộ Thừa Phong và Dạ Bạch Hy nguyên nhân, hai người từ nhỏ đã quen biết, sau khi bắt đầu tu luyện càng là mục tiêu lẫn nhau, không ngừng đuổi theo. Có thể nói, hai người từ nhỏ đánh đến lớn. Lộ Quảng Nguyên hơi ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói, ngoại trừ anh ra, người trong thế hệ trẻ nối liền ta 10 chiêu cũng không có. Nó thực sự cô đơn như tuyết. Nghe nói lần này tứ trưởng lão tông môn các anh đi tìm kiếm một ít đệ tử thiên tài, không biết có đối thủ nào đáng xem hay không. Dạ Thiên Niệm lắc đầu, nói, nhưng là một phần ngay cả cảnh giới nguyên đan hậu kỳ cũng không đạt tới tiểu tử, ngay cả để cho anh ta xuất thủ tư cách cũng không có. Lộ Quảng Nguyên cười nhạt một tiếng, có chút đồng ý với những lời này. Là thiên tài xuất chúng nhất hành tinh thiên mang, bọn họ có tư cách kiêu ngạo. Ầm ầm. Hai người phảng phất đã nói trước, đồng thời ra tay. Viên Nguyệt Loan đao trong tay Lộ Quảng Nguyên vung ra một mảnh đao mang màu trắng bạc, bầu trời phảng phất có thêm một vầng trăng khuyết. Khí tức lạnh thấu xương tràn ngập chung quanh, tựa hồ ngay cả không gian cũng có thể đóng băng. Đối với người khác mà nói đao mang vô và cường đại, Dạ Thiên Niệm chỉ cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay ngang dọc, chống lên một đạo kiếm vây liền sẽ dễ dàng ngăn trở. Thiếu tông chủ tinh vẫn kiếm pháp càng ngày càng tinh xảo, toàn bộ hành tinh thiên mang chỉ sợ cũng không có mấy người là đối thủ của anh. Nghe nói anh đã luyện thành tinh vẫn kiếm pháp một thức diệt cùng, không biết lần này anh có thể thi triển hay không? Đệ tử Thiên Huyền Tông trong mắt khiếp sợ nói. Hẳn là không có khả năng, Lộ Quảng Nguyên cũng không phải người bình thường, đồng dạng có lá bài tẩy, không yếu hơn thiếu tông chủ. Hai người lại không có sinh tử đại cừu, tông chủ và yêu chủ đều ở phía trên nhìn, cũng sẽ không để bọn họ làm bậy. Ngay khi mọi người nghị luận nhau nhau, một vị đệ tử Thiên Huyền Tông từ xa bay tới, thần sắc thoạt nhìn có chút bối rối. Tông chủ, có người gõ cửa tới. Đệ tử kia nhìn Dạ Bạch Hy trên đài cao, hô to. Hai đạo thân ảnh chợt lóe xuất hiện ở trước mặt anh. Chính là Dạ Bạch Hy và Lộ Thừa Phong. Anh nói cái gì? Dạ Bạch Hy nhướng mày, một cỗ áp lực cường đại rơi vào trên vai đệ tử kia. Tông chủ, có người khống chế tứ trưởng lão, muốn xông vào sơn môn. Đệ tử kia vội vàng nói. Muốn chết, Dạ Bạch Hy phẫn nộ. Thiên Huyền Tông sừng sững hành tinh thiên mang không biết bao nhiêu năm, nhưng chưa từng có ai dám tới cửa.
Tông chủ, anh tiếp tục chủ trì tỉ thí, ta đi giết anh. Một trung niên nhân mặc thanh y đạo bào đứng ra, trên mặt mang theo lạnh ý. Là Thần Long đại trưởng lão. Có đệ tử nhận ra người nọ. Có thể, Thần Long anh đi, ta liền yên tâm. Chương 1699, yêu chủ có phân phó gì? Sắc mặt Dạ Bạch Y hơi chậm lại, anh hiện tại đích xác không có biện pháp thoát thân, mà Thần Long thân là đại trưởng lão, trong Thiên Huyền Tông thực lực chỉ kém anh một chút, là cao thủ thứ hai. Có anh ra tay, Dạ Bạch Y rất yên tâm. Yên tâm đi tông chủ đi, một tên gia hỏa không biết trời cao đất dày, ta đi liền đến. Chờ ta trở về, phỏng chừng thiếu tông chủ bọn họ còn chưa phân ra thắng bại. Thần Long cười ha ha. Đại trưởng lão, chúng ta chờ anh. Mấy trưởng lão khác của Thiên Huyền Tông cười nhạt một tiếng, vẻ mặt thoải mái lạnh nhạt. Ta và Thần Long đi qua xem một chút đi. Lộ Thừa Phong duỗi thắt lưng, dù sao ta ở chỗ này cũng không có việc gì làm, tỉ thí nhất thời cũng không chấm dứt được. Dạ Bạch Y đối với tính tình Lộ Thừa Phong nào còn chưa hiểu rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Lộ Thừa Phong và đại trưởng lão hai người và nhau rời đi, cũng không có khiến cho rất nhiều chú ý. Đại bộ phận mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên không trung Dạ Thiên Niệm và Lộ Quảng Nguyên chiến đấu. Thiếu tông chủ đã và Lộ Thừa Phong giao thủ gần 500 chiêu, còn không phân ra thắng bại, chẳng lẽ muốn tiếp tục đánh? Ha ha, lần trước hai người gần nhất tỉ thí, đấu hơn 1000 chiêu, cùng Lộ Quảng Nguyên mới ỷ vào thể lực lâu dài thắng một chút. Rít lên. Một trận âm thanh hít thở không khí lạnh. Có thể đấu hơn 1000 chiêu. Chân nguyên của hai người kia nên hùng hồn đến trình độ nào? Trong đồng cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách làm đối thủ của nhau. Nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt bọn họ nhìn về phía hai người không khỏi mang theo một tia sùng kính. Bên trong Thiên Huyền Tông, tỉ thí tiếp tục. Lúc này, đại trưởng lão Thần Long và Lộ Thừa Phong đang hướng ngoại viện bay đi. Thần Long có chút tò mò nhìn Lộ Thừa Phong, trong lòng có chút nghi hoặc. Lấy thân phận của đối phương. Căn bản không cần phải đi theo mình, trong Thiên Huyền Tông cơ hồ mỗi nơi đều mở cửa cho anh. Đại trưởng lão, đúng lúc này, Lộ Thừa Phong bỗng nhiên gọi Thần Long một tiếng. Thần Long nhướng mày, trong thanh âm mang theo cung kính, yêu chủ có phân phó gì? Lộ Thừa Phong trên mặt hiện lên một tia thần sắc mất tự nhiên, nhẹ giọng nói ta có một cái vô tình chi mời. Đợi lát nữa có thể để cho ta và đối phương đánh một trận hay không, anh lại bắt anh. Thời gian này cũng không động thủ với người khác, cảm giác nắm đấm có chút ngứa. Lúc nói chuyện, Lộ Thừa Phong cảm giác được nắm đấm của mình lại ngứa ngáy. Ở Vạn Yêu Chi Sâm, mỗi ngày đều có người bồi anh đánh nhau giải sầu, nhưng ở Thiên Huyền Tông, tất cả mọi người đều vội vàng chuyện của mình, căn bản không có đối thủ thích hợp. Cho dù hạ thấp tu vi và tiểu bối động thủ, cũng sẽ bị người nói chuyện phiếm, nói khi dễ tiểu bối. Thật vất vả lần này tất cả mọi người đều không có ở đây. Lại có người tự mình tìm tới cửa, tâm tư Lộ Thừa Phong đánh một trận nhất thời không thể vãn hồi, cho nên mới chủ động đưa ra đề nghị và Thần Long đi ra. Nghe Lộ Thừa Phong nói xong, Thần Long chỉ cảm thấy trong lòng một vạn đầu thần thú chạy như bay. Anh đường đường là yêu chủ Vạn Yêu Chi Sâm, tu vi cái thế, hành tinh thiên mang cũng không có mấy người là đối thủ của anh, cư nhiên không biết xấu hổ và một cái cảnh giới nguyên đan động thủ. Thần Long rất rõ ràng, yêu chủ trước mắt đã bước vào nguyên anh cảnh. Đừng nói là một tiểu bối cảnh giới nguyên đan, coi như là cảnh giới nguyên đan viên mãn, cũng không phải là địch nhân nhất hợp của anh. Chương 1700 nhưng đáng tiếc hôm nay đụng phải Lộ Thừa Phong. Trong lòng muốn cự tuyệt Lộ Thừa Phong, nhưng nhìn bộ dáng nóng lòng muốn thử kia, lại nghĩ đến thân phận của đối phương, Thần Long chỉ có thể ở trong lòng thở dài, thấp giọng nói, đừng đánh chết. Dám đến khiêu chiến Thiên Huyền Tông ta, nói không chừng sau lưng có người, ta phải thẩm vấn rõ ràng. Lộ Thừa Phong nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, vui vẻ nói, vẫn là đại trưởng lão dễ nói chuyện, Dạ Bạch Y tên kia tuy rằng thực lực không tệ, nhưng quá cứng nhắc. Lão tử mấy ngày nay ở Thiên Huyền Tông đều sắp nghẹn ra bệnh rồi, rốt cục có cơ hội giãn ra gân cốt. Đại trưởng lão yên tâm, anh dễ nói chuyện như vậy. Lộ Mỗ cũng không phải người không hiểu chuyện, ta chỉ dùng 3 phần lực, nhiều nhất đánh anh thành trọng thương, tuyệt đối không đánh chết. Nói xong. Lộ Thừa Phong vừa bay, còn một bên ngồi động tác khởi động. Một hồi khom lưng, lúc thì nhấc chân lên. Thần Long nghe lời này, sắc mặt nhất thời tối sầm, có chút hối hận vừa rồi đáp ứng Lộ Thừa Phong. Tốt nhất là để cho người ta đánh anh một trận, Thần Long trong lòng nghĩ.
nhưng anh cũng rõ ràng loại chuyện này phát sinh xác suất cơ hồ bằng không, ngay cả tông chủ nhà anh cũng đánh không được vạn yêu chi xâm yêu chủ da dày thịt dày này. Ông thực sự không thể tưởng tượng bất cứ ai có thể làm điều đó. Rất nhanh, Thiên Huyền Tông đại môn xuất hiện ở trước mắt hai người. Thần Long vừa định dặn dò Lộ Thừa Phong hai câu, ai biết anh vừa quay đầu đi xem, Lộ Thừa Phong đã không thấy, thay vào đó là một thanh niên mặc đồng phục đệ tử Thiên Huyền Tông màu xanh da trời. Đại trưởng lão, đợi lát nữa anh liền nói ta là đệ tử Thiên Huyền Tông, ngàn vạn lần đừng nói lỡ miệng. Bằng không đối phương vừa nghe đến tên của ta, ngay cả động thủ cũng không dám, vậy thì không dễ chơi. Thanh niên chậm rãi mở miệng, là thanh âm của Lộ Thừa Phong. Nhìn bộ dáng quen thuộc của Lộ Thừa Phong như vậy, đại trưởng lão nào còn có thể nghĩ tới tên này tuyệt đối là phạm tội quen thuộc, chuyện như vậy tuyệt đối đã làm không chỉ một lần. Trong lòng bất đắc dĩ, nhưng đại trưởng lão vẫn gật gật đầu, chỉ có thể vì tên gia hỏa đến khiêu chiến Thiên Huyền Tông kia mặc niệm. Ai cho anh lựa chọn thời cơ không đúng đây, bày ra cái này không biết xấu hổ chiến đấu cuồng. Ba người xuất hiện trước mặt Thần Long và Lộ Thừa Phong. Một trong số đó rõ ràng là tứ trưởng lão Lưu Trường Vân của Thiên Huyền Tông. Hai người còn lại là gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cảm ứng được khí tức của hai người kia, trong lòng Thần Long rùng mình. Hai cái kia xa lạ nam tử cư nhiên đều là cảnh giới nguyên đan viên mãn tu vi, làm cho người ta một loại cảm giác hòa thuận như ý. Khó trách Lưu Trường Vân không phải là đối thủ, hai người này liên thủ, coi như là ta cũng phải phí một phen tay chân mới có thể bắt được. Thần Long trong lòng thầm nghĩ. Nhưng đáng tiếc hôm nay đụng phải Lộ Thừa Phong. Bạn là ai, dám khống chế tứ trưởng lão Thiên Huyền Tông ta? Thu tâm tư, Thần Long nhìn về phía hai nam tử xa lạ kia. Đại trưởng lão, hai vị tiền bối này, Lưu Trường Vân mở miệng nói. Hai người này chính là nhân tài hiếm có, anh còn muốn giới thiệu cho tông môn. Tứ trưởng lão, chính là hai người này muốn khiêu chiến Thiên Huyền Tông sao? Đúng lúc này, Lộ Thừa Phong cắt ngang lời Lưu Trường Vân. Cái gì tiền bối không tiền bối, trước đánh qua rồi lại nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1700.